Ai và anh có khoảng cách chứ? Tôi và anh chưa bao giờ đến gần nhau thì làm sao có khoảng cách được? Vẫn là không xa không gần đấy chứ, có phải là anh suy nghĩ nhiều quá rồi không? Phải rồi, phải rồi. Là tôi suy nghĩ nhiều. Chỉ cần cô không cảm thấy gì, thì tôi cũng không có vấn đề gì cả. Hạ Tường cũng mỉm cười liền hỏi. Đã làm xong thủ tục chưa? Khi nào thì quay về Bắc Kinh? Mấy ngày nay còn chưa kịp tới cảm ơn anh đã giúp tôi được điều tới Trung ương đoàn. Hiện tại không có thời gian, chờ sau này khi anh tới Bắc Kinh tôi sẽ mời anh ăn cơm. Mai Hiểu Lâm không có một chút xấu hổ, dường như giữa cô và Hạ Tưởng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh đến tìm chú tôi có việc à? Thực ra chủ yếu là muốn nhìn thấy cô thôi, muốn hỏi một chút tin tức về cô, xem rốt cuộc có chuyện gì khiến cô phải vội vã quay về Bắc Kinh như vậy. Hạ Tưởng quả thực là rất tò mò về động cơ của Mai Hiểu Lâm. Đã nói rồi mà, cũng đừng nghĩ gì nữa. Hơn nếu anh có biết thì cũng không giải quyết được gì cả, ngược lại hỏi nhiều sẽ không tốt đâu. Mai Hiểu Lâm không thèm nể mặt Hạ Tưởng, quay mặt đi luôn. Không nói nữa vậy, quên chuyện này đi. Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng, hắn hiểu tính tình Mai Hiểu Lâm rồi nói. Trưa này cô có thời gian không? Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Không có thời gian, tôi còn muốn tới thành ủy một chút. Vừa lúc tôi cũng có chuyện phải tới thành ủy, vậy chúng ta cùng đi. Tôi thấy không được tốt lắm, tôi và anh không cùng đường mà. Thật là có chút lạ lùng, Hạ Tưởng không thể không nghi ngờ sao Mai Hiểu Lâm lại có ý trốn tránh như vậy. Giữa đàn ông và phụ nữ sau khi có chuyện xảy ra, nhưng lại giả vờ như không có xảy ra chuyện gì, cũng không có khả năng. Hay là cô ấy cố ý tránh mặt mình? Cũng được, tôi cũng không ép cô. Giờ cứ cùng đến gặp trưởng ban Mai đi đã, thế thì cô tiện thể dẫn đường luôn chứ. Mai Hiểu Lâm không còn lời nào để nói, đành phải đầu hàng dẫn đường, đi tới văn phòng của Mai Thái Bình. Văn phòng của Mai Thái Bình ở tầng 2, diện tích không lớn, hướng về phía mặt trời, bố trí cũng không xa hoa, màu sắc thiên về gam trầm, rất khác so với văn phòng của Thôi Hướng lại thiên về màu sắc tươi sáng. Mai Thái Bình bất ngờ khi thấy Hạ Tưởng, không khỏi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cậu đến văn phòng của tôi phải không? Mà đến thăm tôi hay là thăm Hiểu Lâm? Thăm cả hai luôn ạ. Hạ Tưởng thực ra rất thích tính cách của Mai Thái Bình, cảm thấy so với Ngô Tài Giang thì ông còn dễ tiếp xúc hơn. Trưởng ban Mai, Hiểu Lâm phải đi, cháu muốn mời cô ấy ăn cơm, cô ấy cũng không chịu. Ngài nói xem cô ấy có phải có điều gì không bằng lòng với cháu không? Cháu cũng không biết là đã đắc tội gì với cô ấy. Mai Hiểu Lâm trừng mắt nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái. Anh lắm lời quá đấy, lại còn ở trước mặt chú tôi cáo trạng tôi, trình độ của anh thật sự là ngày càng thấp đó. Được rồi, đừng có dài dòng nữa, trước khi tôi quay về Bắc Kinh, sẽ cho anh một cơ hội mời ăn cơm. Hạ Tưởng cười ha hả. Trưởng ban Mai, con người của cháu vốn nhớ tới bạn cũ, vẫn luôn cảm thấy hồi ở huyện An hợp tác với chủ tịch huyện Mai thật sự rất vui vẻ, mới đối đãi với cô ấy như một người bạn tốt, cũng hy vọng sau khi cô ấy trở về Bắc Kinh nếu có kết bạn mới, thì vẫn không quên người bạn cũ này. Mai Thái Bình nhìn Hạ Tưởng, lại nhìn Mai Hiểu Lâm, có vẻ đăm chiêu nói một câu. Chú thấy Hạ Tưởng biểu hiện còn bình thường, chứ Hiểu Lâm là có chút vấn đề nhé. Hạ Tưởng không đợi Mai Thái Bình đi sâu vào truy cứu việc này, vội chuyển hướng sang chuyện khác. Trưởng ban Mai, bí thư Thôi đề cử Trịnh Quan Quần đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ, phó trưởng ban ban tuyên giáo, ngài thấy thế nào? Tôi đã xem qua lý lịch của Trịnh Quan Quần, kinh nghiệm lý lịch thì đủ rồi, nhưng ông ta lại do Thôi Hướng đề cử. Mai Thái Bình nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, mỉm cười. Cậu có ý gì, cứ nói thẳng ra thoải mái đi. Dù sao trong đó không có quyền lợi của tôi, đề cử ai cũng được. Quan trọng là đều phải được Bí thư Diệp, Chủ tịch tỉnh Phạm và Phó Bí thư Thôi tán thành mới được. Cháu với Trịnh Quan Quần cũng đã tiếp xúc vài lần, nhưng không hiểu nhiều lắm về cách đối nhân xử thế của anh ta, cũng muốn chuẩn bị đi sâu để hiểu biết một chút. Ủy viên thường vụ, phó trưởng ban là một vị trí vô cùng quan trọng, trên có thể kiềm chế Mã Tiêu, dưới có thể nắm trong tay phần lớn nhân sự của ban tuyên giáo, muốn tìm một người làm được như vậy không dễ. Hạ Tưởng lại mơ hồ nói. Xin trưởng ban Mai nể mặt cháu một chút, trước hết cứ thông qua việc xét duyệt Trịnh Quan Quần nhưng đừng đề cập tới tên ông ta vội, chờ Thôi Hướng chủ động tìm đến thì nói sau. Cháu nghĩ có thể dùng chuyện này làm một lần giao dịch. Ngay cả tôi mà cậu cũng tính kế à?
Mai Thái Bình nhìn về phía Mai Hiểu Lâm, nửa đùa nửa thật nói. Hiểu Lâm, cháu nói xem chú có nên nể mặt cậu ấy không? Mai Hiểu Lâm lo nghĩ, cười nói. Niệm tình anh ấy đã giúp cháu được đi tới công tác ở Trung ương đoàn, chú để cho anh ta có chút thể diện là được rồi. Tuy nhiên lần sau không được dùng lý do này nữa, để tránh việc anh ta đắc ý. Mai Hiểu Lâm ngoài miệng nói không muốn, cuối cùng buổi chiều hôm ấy vẫn cùng đi với Hạ Tưởng tới văn phòng thành ủy. Cô phải đi báo cáo công tác, đồng thời bàn giao công việc cho tổ chức. Hạ Tưởng lại muốn xác nhận lại một chút vấn đề để Trung Nghĩa Bình bước vào hội nghị thường vụ của huyện An, còn muốn trực tiếp và gián tiếp tìm hiểu thêm cách đối nhân xử thế của Trịnh Quan Quần một chút. Tiền Cẩm Tùng cố ý nói cho hắn việc đề cử Trịnh Quan Quần, ngụ ý là muốn hắn lợi dụng những người quen bên trong thành phố Yến, để Diệp Thạch Sinh có sự phán đoán chính xác, sẽ quyết định có hay không thông qua việc bổ nhiệm Trịnh Quan Quần. Việc Trịnh Quan Quần được bổ nhiệm không chỉ quan hệ đến những nước cờ sẽ đi, mà về sau còn liên quan đến chuyện ban tuyên giáo có ở khắp nơi chặn ngang mọi việc hay không, đồng thời cũng có ý nghĩa trọng đại trong cuộc đấu tranh gay gắt giữa Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng. Trước hết Hạ Tưởng trở về văn phòng, Mai Hiểu Lâm và Mai Thái Bình còn có việc, hắn cũng đang có việc cần phải xử lý, liền hẹn 3 giờ chiều rời khỏi tỉnh ủy. Hạ Tưởng tới văn phòng phó tổ trưởng tìm được An Giật Hưng. An Giật Hưng biết Hạ Tưởng đến là vì bài viết của mình và Bành Mộng Phàm viết ra. Hạ Tưởng đem bài viết của Nghiêm Tiểu thì để cùng một chỗ, tổng cộng có 3 bài phản bác, cân nhắc một chút có thể tìm tòi trước khi có hành động, như vậy là đủ rồi. Lúc đang nói chuyện, Tống Chiêu Độ và Tiền Cẩm Tùng cùng nhau đến văn phòng tổ lãnh đạo, đi theo sau hai người là một người đàn ông trung tuổi, béo. Người đàn ông trung tuổi này béo, không cao, đôi mắt nhỏ, vẻ mặt cười, gặp mọi người thì đều cười. Vừa nhìn đã thấy là người này đến sẽ có chuyện. Tuy nhiên việc gã tươi cười làm Hạ Tưởng lại thấy có phần giả tạo. Hạ Tưởng liền lập tức gán cho gã một biệt hiệu, kẻ nham hiểm. Trước tiên Tiền Cẩm Tùng ra mặt giới thiệu với mọi người gã nham hiểm sắp nhậm chức phó tổ trưởng này tên là Cát Sơn. Sau đó Tống Chiêu Độ cũng theo lẽ thường nói vài câu, cuối cùng thì Cát Sơn lên tiếng. Ban đầu Cát Sơn khi bổ nhiệm chỉ được thông qua bởi cuộc họp hội ý của bí thư. Vẫn còn cần trình lên hội nghị thường vụ thảo luận, khi thông qua mới được chính thức bổ nhiệm. Nhưng bình thường những việc đã được xác định khi hỏi hội ý, thì sợ chẳng may ở trên hội nghị thường vụ lại phủ quyết nên Diệp Thạch Sinh vội vàng không đợi hội nghị thường vụ thông qua đã để Cát Sơn được đi nhậm chức trước đã. Cũng là bởi vì Nhật báo Quốc gia và Nhật báo tỉnh Yến lại có bài viết hoài nghi về việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp đã mang đến áp lực rất lớn. Nhật báo Quốc gia còn đỡ, vì có Cốc Nho Liên Hợp mọi người phản kích lại. Chỉ có Nhật báo tỉnh Yến cho tới bây giờ vẫn chưa bị phản kích lại. Diệp Thạch Sinh không vội mới là lạ. Cát Sơn nói ngắn gọn, mạnh mẽ chỉ nói có 3 câu. Tôi đến là muốn vì mọi người mà phục vụ, không phải là lãnh đạo phụ trách hành chính, chỉ phụ trách tuyên truyền đối ngoại. Tiền Cẩm Tùng và Tống Chiêu Độ vừa đi, Cát Sơn vẫn tươi cười rồi đóng cửa lại, cùng họp kín với Hạ Tưởng, An Giật Hưng, Bành Mộng Phàm. Cát Sơn là người thông minh. Biết rõ vị trí của mình ở trong tổ lãnh đạo, cũng không giả bộ mà nói thẳng vào vấn đề. Tôi chịu sự nhờ vả của trưởng ban thư ký Tiền đến tổ lãnh đạo. Bề ngoài là phụ trách tuyên truyền đối ngoại, nhưng trên thực tế là đến làm việc gì thì mọi người trong lòng đều biết rõ, tôi cũng không tiện nói nhiều. Trưởng phòng Hạ, nghe nói cậu đã có sẵn bản thảo trong tay rồi, lấy đến đây cho tôi xem. Hạ Tưởng đem bản thảo đưa cho Cát Sơn nói. Một bản là của phó tổ trưởng An. Một là của trưởng phòng Bành, còn có một bản là bài viết của Tổng Giám Đốc Nghiêm, Nghiêm Tiểu Thì, nhà đầu tư vào du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành. Mời Phó Tổ trưởng Cát xem qua. Cát Sơn khoát tay chặn lại, tiếp nhận bản thảo cúi đầu xem, liên tục xem hơn 10 phút đồng hồ, không nói một câu nào. Hạ Tưởng hết sức tán thưởng sự nhanh gọn, dứt khoát, tác phong quyết đoán của Cát Sơn. Nhìn qua thì tưởng là người tính tình mềm yếu. Đến lúc bắt tay vào việc lại tuyệt đối không dài dòng dây dưa. Quả thật có phần thú vị. Lại qua vài phút đồng hồ nữa, Cát Sơn đưa ra hai bản thảo nói. Quan điểm trong hai bài viết này quá mềm yếu rồi, luận điểm cũng chưa đủ sắc bén, nên còn phải sửa một chút. Còn bản này cũng không tệ lắm, hành văn như người chuyên nghiệp, đánh chúng vào điểm quan trọng, rất có năng lực. Hạ Tưởng vừa thấy bản thảo được Cát Sơn khen ngợi chính là của Nghiêm Tiểu Thì, không khỏi âm thầm gật đầu. Cát Sơn không hổ danh là xuất thân từ trưởng ban tuyên giáo, thật là tinh mắt. An Giật Hưng và Bành Mộng Phàm không nói lời nào đều đồng ý với Hạ Tưởng.
Hai người vừa đi, văn phòng chỉ còn lại có Cát Sơn và Hạ Tường. Cát Sơn liền khôi phục bản chất nham hiểm, cười tủm tỉm nói. Trưởng phòng Hạ, giờ không có người ngoài, tôi muốn nói một chút về việc phân công công việc của chúng ta. Mặt ngoài là tôi phụ trách tuyên truyền đối ngoại, nhưng thực tế ý của trưởng ban thư ký Tiền là muốn cậu sẽ phụ trách tìm người viết bài, sau khi viết tốt rồi thì nên đăng ở tòa soạn báo nào, khi nào đăng sẽ do tôi và tòa soạn báo đàm phán. Cậu tự nghĩ cũng có thể thấy rõ ràng là thật ra cậu mới là mấu chốt của vấn đề, bài viết thì tốt rồi, nhưng đăng ra được độ mạnh hay yếu mới là quan trọng, có đúng không? Hạ Tường cũng không khiêm tốn nói hai câu. Tôi tổ chức việc soạn bản thảo thì không có vấn đề, nhưng trước khi đăng bài thì cần có phó tổ trưởng Cát kiểm định, dù sao ngài cũng có chuyên môn và kinh nghiệm phong phú. Cát Sơn rất vừa lòng với thái độ của Hạ Tường. Sau khi y nghe nói chuyện ầm ĩ giữa Hạ Tường và Phong Lợi thì nghĩ rằng Hạ Tường vẫn còn trẻ nên sẽ có tính ngạo mạn. Dù sao trong tỉnh ủy có không ít ủy viên thường vụ đối với hắn khoanh tay ngồi nhìn, nên cũng có vốn liếng để mà cao ngạo. Không nghĩ tới cậu thanh niên này tươi cười nhã nhặn, nói chuyện hòa khí, so với lời đồn về sự kiêu ngạo thì đây là hai người khác nhau. Xem ra lời đồn không thể tin được, Cát Sơn gật gật đầu, ấn tượng với Hạ Tường có vài phần tốt hơn hẳn. Được, vậy cứ quyết định như thế. Vậy cậu giao ba bản thảo cho tôi trước, sẽ làm cuộc phản kích lại đầu tiên. Cậu cố gắng tổ chức nhóm thứ hai viết bản thảo có trình tự và chất lượng hơn, phải cao hơn nhóm đầu tiên. Thế nào, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Hạ Tường thấy đối phương dễ chịu, cũng đồng ý. Việc đã được phân công, chắc chắn sẽ không khiến lãnh đạo thất vọng. Trên mặt Cát Sơn toát ra sự vừa lòng và tươi cười. Ai nói Hạ Tường được ưu ái nên ngang ngược, rõ ràng là một người còn trẻ tuổi nhưng có thể nói là hiểu biết và rất có chừng mực. Trở lại văn phòng, Hạ Tường bước đi thong thả, ngẫm lại tỉ mỉ và phân tích lại một lượt. Bước tiếp theo là bài viết sẽ do hắn và Phạm Tranh tự mình viết, viết bài phản kích thứ hai lại chính là muốn mình và đối phương sẽ hình thành thế giằng co, khiến đối phương cảm thấy thực lực của bên mình cũng thường thôi, tiếp theo sẽ đạt được mục đích là khiến đối phương lơ là. Sau đó đồng thời với quá trình tranh luận, cố gắng đẩy mạnh việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp, sẽ cùng thành phố Đan Thành và thành phố Bảo Giấy lên một phong trào mới, lấy sự thành công tạo thế lực cho đợt phản kích thứ ba. Đợt phản kích sẽ do Cao Tấn Chu tự mình ra mặt, lại liên hệ với một vài chuyên gia giáo sư tại Bắc Kinh, thậm chí có thể mời Cốc Nho tự mình chấp bút, phát biểu cái nhìn về sự thành công trong điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên, lấy sự thật để chiến thắng, công kích vào chỗ đau của đối phương, không thể tranh cãi được gì nữa, tranh thủ đánh một trận thắng lợi. Tuyên chiến chẳng qua chỉ là bề ngoài, làm trưởng phòng của phòng tổng hợp một trong tổ lãnh đạo, Hạ Tường biết rõ trách nhiệm của bản thân mình rất quan trọng. Hắn chẳng những phải tổ chức bài viết tiến hành phản kích với đối phương, bước tiếp theo còn phải tham mưu đưa ra kế sách để làm cho thành phố Đan Thành và thành phố Bảo thay đổi chế độ xã hội, tạo ra những thành tích khiến người ta phải tin phục. Hiện tại nếu thành phố Đan Thành có thể khởi công được tuyến đường sắt nối ra biển thì sẽ là một dấu hiệu của sự thành công. Nhưng tuyến đường sắt nối ra biển liên quan đến nhiều lợi ích, trong khoảng thời gian ngắn mà muốn khởi công thì gần như không có khả năng. Dự án du lịch văn hóa coi như cũng là một thành tích không nhỏ. Tuy nhiên hiện nay mới chỉ có một số dự án cũ rích, cũng không có sức thuyết phục quá lớn. Nếu Bành Mộng Phàm có thể thực hiện được ý tưởng làm cho các nhà máy thay đổi chế độ xã hội thì thành tích của thành phố Đan Thành cũng khá đầy đủ. Hạ Tường luôn không thích gửi gắm hy vọng ở người khác. Thực ra hắn đã nhìn thấy được triển vọng thị trường của nhà máy rượu ở thành phố Đan Thành, cho rằng nếu được vận hành một cách hợp lý, khẳng định có thể tha hồ phát huy tài năng. Rượu Tương Đài của thành phố Đan Thành những năm trước đã từng đứng vị trí số 1. Bởi vì lúc ấy có một vị lãnh đạo nhà nước cực kỳ có uy vọng sau khi nhấm nháp rượu Tương Đài đã để một câu, Nam có Mao Đài, Bắc có Tương Đài. Từ đó, rượu Tương Đài rất nổi tiếng, lượng tiêu thụ đứng thứ 3 trong toàn quốc, từng là nhà máy ngôi sao, có nhiều lợi nhuận và đóng góp thuế rất lớn cho thành phố Đan Thành. Chỉ có điều không lâu sau đó, nhà máy rượu Tương Đài vẫn là nhà máy quốc doanh, không xác định được hướng đi và dần dần đi xuống dốc. Lãnh đạo nhà máy rượu không có chí tiến thủ, chỉ nghĩ làm thế nào để thăng quan, không nghĩ làm thế nào để đưa rượu Tương Đài ra tiêu thụ trên toàn quốc, không nghĩ làm thế nào phát triển thị trường có lợi ích và hiệu quả. Mà đấy lại là căn bệnh giống nhau của tất cả các nhà máy, xí nghiệp quốc doanh của tỉnh Yên. Họ tìm mọi cách khai thông các quan hệ với các cơ quan chính phủ, để rượu Tương Đài trở thành rượu chuyên dùng của chính phủ,
các cơ quan chiêu đãi chỉ dùng rượu này, đó chỉ là hướng đi nhằm tới các cơ quan hành chính, không phải là hướng đi nhằm tới thị trường. Quả thật là đều xuất phát từ việc gìn giữ thương hiệu mà suy xét. Thành phố Đan Thành quả thật đã có quy định hễ là các cơ quan, nhà khách của Ủy ban Nhân dân thành phố dùng tiền công quỹ, rượu cũng phải dùng rượu tương đài, nếu không thì không thanh toán. Chỉ dựa vào các khoản tiêu phí công quỹ hàng năm đã là một thị trường khổng lồ. Hơn nữa rượu tương đài tại thành phố Đan Thành cũng có lực ảnh hưởng nhất định ở một số thành phố và vùng phụ cận, đủ để bảo đảm nhà máy rượu tương đài không đến mức đóng cửa. Nhưng đó chỉ đủ để thỏa mãn sự ấm no mà thôi, hiệu quả và lợi ích nửa vời, đồng tiền lớn thì không thấy đâu mà mấy mảnh tiền trinh thì liên tục, tư tưởng làm ăn nhỏ tràn lan, rượu tương đài từng danh chấn nhất một thời cũng dần dần rời khỏi tầm mắt của công chúng. Từ đó nhà máy rượu nổi tiếng nhất cả nước lại dần dần tụt hậu trở thành nhà máy rượu cấp địa phương. Chương 461, xác định mục tiêu. Sự lụn bại của nhà máy rượu tương đài ở thành phố Đan Thành cũng là quá trình tỉnh yến từ giai đoạn sơ khai đến lúc trưởng thành. Dưới sự tấn công của phong trào cải cách, đã có rất nhiều nhà máy nổi danh toàn quốc đã dần dần phải lui về thành các nhà máy, xí nghiệp cấp địa phương, thậm chí không còn con đường nào khác là phải đóng cửa phá sản. Tỉnh Yến có rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đáng tiếc chính là với tư tưởng quan liêu, đại bộ phận các lãnh đạo xí nghiệp, nhà máy quốc doanh chưa bao giờ coi mình là một giám đốc mà chỉ là một cán bộ nhà nước. Hơn nữa còn không hiểu cán bộ nhà nước là gì. Đôi khi Hạ Tưởng ngẫm lại còn cảm thấy đau lòng. Vết xe đổ thì có nhưng mọi chuyện về sau không có người ghi lại, nhân dân trong nước có khi rất dễ dàng quên đi lịch sử. Quên đi quá khứ huy hoàng còn có thể lý giải. Nhưng quên đi nỗi đau thê thảm thì thật là quá lẩn tránh rồi. Người Nhật Bản không bao giờ quên sự sỉ nhục mà họ phải chịu đựng trong lịch sử cho nên bọn họ mới hăm hở tiến lên. Người Mỹ khi đã tỉnh ngộ ra rằng tự bản thân mình luôn luôn gây thù chuốc oán, tạo kẻ địch khắp mọi nơi thì bọn họ càng hăng hái. Còn người trong nước mình thì an phận thủ thường, chỉ ham món lợi nhỏ, vừa không biết dùng quá khứ bị sỉ nhục để khích lệ chính mình hăm hở tiến lên. Cũng không mở mắt ra nhìn xung quanh xem tình hình phần lớn các quốc gia xung quanh hiện giờ đều đang rình đợi thời cơ nhảy vào sâu xé mình, lấy sự thận trọng để cổ vũ chính mình hăng hái, mà còn ôm giấc mộng xuân thu muốn làm thế giới thái bình. Sinh ra trong gian nan khổ cực thì chết được yên vui. Mấy ngàn năm trước tổ tiên chúng ta đã ra sức kêu gào phát động cảnh tỉnh, chỉ tiếc luôn luôn có nhiều kẻ mũ ni che tai, tự lừa mình dối người. Dân chúng nghĩ như thế cũng là đúng thôi. Dù sao cũng chỉ là một người dân bé nhỏ, việc quốc gia đại sự bọn họ cũng không thể làm chủ, chỉ cầu được yên vui là được rồi. Nhưng ngay cả các cán bộ nhà nước hoặc là lãnh đạo các nhà máy, xí nghiệp quốc doanh cũng làm như thế, chính là sự bất hạnh của nhà nước, sự bất hạnh của nhân dân. Trong khi chúng ta hát vang bài hát thế giới hòa bình là lúc nước Mỹ châm ngọn lửa chiến tranh ở khắp nơi, bố trí khắp nơi, dần dần tạo thành vòng vây với chúng ta. Trong khi chúng ta cho rằng sẽ không xảy ra chiến tranh thì vụ tên lửa đạn đạo tuần tra của Iraq và Afghanistan rốt cục đã khiến một đế quốc lớn mở to hai mắt. Lúc này mới phát hiện hóa ra một quốc gia lúc nào cũng tự cho mình là cảnh sát của thế giới thực ra lại chỉ là cảnh sát khoác áo lưu manh, đội mũ đi hia chẳng mặc quần, bọn họ bề ngoài giả nhân giả nghĩa chỉ là một loại vũ khí để làm người khác lơ là, mất cảnh giác mà thôi. Chỉ có điều lúc này ở Nam Hải không yên ổn, phương Bắc có con gấu lớn. Phương Đông có kẻ tiểu nhân, kỳ thực cũng là cảnh lực bất tòng tâm. Lúc này tình hình đang loạn trong giặc ngoài rất ác liệt, trong nước còn tràn ngập trào lưu tư tưởng né tránh. Hễ có tranh chấp liên quan đến vấn đề lãnh thổ là tất cả đều gác lại tranh luận, cùng nhau khai thác. Chỉ có điều lãnh thổ cũng giống như người vợ, chỉ có một người có thể được, nào có thể chia sẻ cho tất cả mọi người. Càng đáng tiếc hơn ở chỗ, trong khi chúng ta né tránh bỏ qua thì người khác lại đều không có nhàn rỗi, đã sớm giở trò. Chỉ cần không phải đánh đấm là tốt rồi, chỉ cần được ăn no được mặc ấm cũng là tốt lắm rồi. Xí nghiệp, nhà máy quốc doanh cũng có cùng tư tưởng giống như vậy, vì vậy mới dẫn đến tình cảnh năm nay càng kém hơn năm trước. Không nói tới có rất nhiều thương hiệu của thành phố Yến nổi danh trên cả nước nhưng gần như đã bị mọi người quên lãng. Hạ Tưởng đã nghĩ đến việc phải thay đổi cơ cấu sản xuất của nhà máy rượu tương đài, không thể để nhà máy đi theo vết xe đổ của nhà máy rượu Tần Trì được. Tần Trì vốn là một nhà máy rượu nhỏ không có danh tiếng gì ở một thị trấn nhỏ ở tỉnh Tề, vì đã nhìn ra sức mạnh của kênh truyền hình CCTV, đã dùng sức của toàn bộ huyện, đổ hết vào đánh cuộc cho quảng cáo ở kênh truyền hình này, kết quả là mới được thành danh. Năm đó kim ngạch tiêu thụ đã tăng lên, lợi nhuận và thuế tăng trưởng.
Chỉ trong một đoạn thời gian, Tần Trì đã tạo ra một sự thay đổi rất lớn, đó là đưa một nhà máy rượu bình thường trở thành một nhà máy rượu nổi danh cả nước. Chỉ tiếc Tần Trì không có tính toán sâu xa, chỉ vì đi theo cái lợi trước mắt mà sản xuất không kịp. Tần Trì cũng không mở rộng sản xuất đúng lúc, khiến cơ sở sản xuất tốt như vậy không được sử dụng, trái lại chọn dùng thu mua rượu để tiến hành pha chế. Năm thứ hai, Tần Trì lại lần nữa có sản lượng rất lớn, kết quả khiến cho truyền thông cả nước đều nghi ngờ. Bởi vì nhà máy rượu Tần Trì ở một thị trấn nhỏ sao lại có khả năng tạo ra sản lượng lớn như vậy? Dựa vào những năm đầu tiên Tần Trì đưa vào được mấy trăm triệu đầu tư, phải hoàn thành mức tiêu thụ đến cả trăm triệu tệ, nghĩa là lượng sản xuất và lượng tiêu thụ phải đạt vạn tấn trở lên thì mới có thể chịu đựng được chi phí quảng cáo rất lớn. Nhưng với quy mô của Tần Trì, hiển nhiên sẽ không đủ sức xoay sở để tạo ra sản lượng lớn như thế. Vì thế có phóng viên đã ngấm ngầm điều tra mọi chuyện. Qua quá trình điều tra, phóng viên đã hiểu rõ, rốt cuộc cũng đã thăm dò được kỹ xảo của Tần Trì. Hóa ra rượu Tần Trì ở chợ vẫn bán là bọn họ thu mua rượu với giá thấp, rồi dán nhãn hiệu của mình vào từng bình rượu đó để làm thành bình rượu Tần Trì đã có tiếng tăm rồi. Nhờ vậy mới có thể thay đổi nhanh chóng, giá trị tăng lên gấp bội. Sau khi phóng viên điều tra và có bài đăng báo, lập tức gây chấn động trong cả nước. Lúc này Tần Trì đã phạm một sai lầm chết người, đó là Tần Trì đã tin tưởng quá mức vào hiệu ứng của quảng cáo, cho rằng chỉ cần quảng cáo, người tiêu thụ sẽ hoàn toàn bị lừa bịp. Bởi vậy Tần Trì cũng không áp dụng mọi biện pháp quan hệ xã hội một cách đúng lúc, mà chỉ tăng mạnh đầu tư vào quảng cáo. Chỉ có điều người tiêu dùng cũng không dễ bị lừa gạt. Lừa người tất có ngày bị người lừa lại. Rất nhanh, trong nước có những tiếng phê bình đòi dẹp bỏ, Tần Trì nhanh chóng bị suy sụp, khắp nơi không ngừng trả lại hàng, sản lượng tiêu thụ mau chóng sụt giảm. Trong một khoảng thời gian ngắn từ một nhà máy nổi danh trong cả nước lại quay trở về địa phương, thật là lại một lần thay đổi vô cùng lớn. Từ nay về sau e rằng không thể gượng dậy nổi, không còn có thể thêm một lần nữa đi vào tầm nhìn của nhân dân ở trong nước. Thành cũng quảng cáo rộng rãi mà bại cũng khắp nơi đều biết, Tần Trì nhanh chóng nổi lên và cũng nhanh chóng suy tàn cũng chứng minh một đạo lý, đã nổi danh thì thực sự khó mà giữ gìn được thanh danh, thực sự là hành vi thiển cận, tự sát hại chính mình. Năm đó rượu Tương Đài và Tần Trì nổi tiếng ngang nhau, tuy nhiên một nơi là tự làm, một nơi là có người lãnh đạo dẫn dắt, nhưng vẫn theo nguyên tắc giống nhau. Khác nhau là ở chỗ nhà máy rượu Tương Đài là nhà máy đã có từ trăm năm nay, cơ cấu vững chắc, cũng có năm sản lượng đã đạt 3 vạn tấn trở lên. Một khi đã có cơ hội phát triển thì triển vọng thị trường rất lớn, Tần Trì không thể so sánh nổi. Chẳng qua hiện tại nhà máy rượu Tương Đài không có dũng khí đập nồi dìm thuyền như Tần Trì, lại không có hào khí vung tiền quảng cáo như rác, lại mang dáng vẻ nặng nề của người buôn bán nhỏ cầu an. Cơ sở chắc chắn mà không biết sử dụng, có danh tiếng mà không biết tuyên truyền, có sản lượng mà để đó không dùng. Hạ Tưởng đã nghĩ, nếu có thể mô phỏng theo hình thức của Tần Trì, dùng số tiền lớn để quảng cáo khắp nơi với mọi hình thức, một thời gian sau có thể đưa nhà máy rượu Tương Đài lên một tầm cao mới, danh tiếng sẽ lại nổi trong cả nước. Lại phối hợp với dự án quảng bá du lịch văn hóa, sẽ kết hợp lịch sử lâu đời của rượu Tương Đài với dự án những câu chuyện xưa hoàn mỹ. Tiến hành đóng gói và mở rộng ra khắp nơi, hẳn là có thể thu được không ít hiệu quả. Việc này, Hạ Tưởng quyết định tìm Tề Á Nam bàn bạc. Nếu tập đoàn Tề thì có thể đầu tư vào nhà máy rượu Tương Đài, sau đó phối hợp với tiến độ dự án du lịch văn hóa thành ngữ của Nghiêm Tiểu Thì, rồi tiến hành sắp xếp thống nhất, phải tranh thủ hành động mới thành công được. Nếu việc này mà thành thì tỉnh Yến có thể danh chính ngôn thuận mà tuyên bố với bên ngoài rằng việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp đã đạt được thành công bước đầu. Về bước phát triển tiếp theo của thành phố Bảo, Hạ Tưởng cho rằng vẫn là lấy phát triển năng lượng mặt trời là ngành chính. Thành phố Bảo có hơn 10 nhà máy nhỏ sản xuất năng lượng mặt trời, mặc dù có giá trị sản lượng nhất định, nhưng bởi vì bị phân tán nên không tạo được thành quy mô. Nếu không có quy mô thì sẽ không tạo được thành ưu thế bản thân, cũng sẽ rất khó tạo thành tiếng nói riêng, khó tạo được ưu thế của thương hiệu, cho nên về cơ bản vẫn chỉ là các nhà máy cung ứng linh kiện. Phương pháp tốt nhất chính là điều chỉnh hợp doanh, tập hợp thành một nhà máy lớn. Lợi dụng ưu thế của 10 nhà máy, thống nhất điều chỉnh, kết hợp thành một nhà máy lớn, còn có thể tranh tài trong cả nước. Nhưng đem hơn 10 xí nghiệp nhỏ hợp thành một xí nghiệp lớn là việc hết sức khó khăn, chẳng những phải có bên chính quyền tham gia, còn phải có nguồn vốn hùng hậu mới có thể thâu tóm hơn 10 nhà máy đang phân tán. Nếu thành công cũng có thể khiến việc điều chỉnh kết cấu công nghiệp của thành phố Bảo thêm một lần nữa đạt thắng lợi lớn.
chẳng qua chính sách thì tốt, nhưng nguồn vốn lại khó tìm. Muốn tập hợp mấy nhà máy năng lượng mặt trời, chẳng những cần số tiền từ mấy trăm triệu trở lên, còn cần một người đứng đầu xí nghiệp có tầm nhìn xa trông rộng, tin tưởng vào tương lai, cố gắng hết sức bảo vệ nguồn năng lượng, môi trường, kiên trì nhẫn nại vì lợi ích của xí nghiệp. Bởi vì đầu tư vào nguồn năng lượng mới giống như là đang đánh bạc, đánh cuộc vào chính sách của quốc gia, đánh cuộc vào triển vọng thị trường của nguồn năng lượng mới. Cho đến đời sau, thị trường nguồn năng lượng mới ở trong nước vẫn chưa hoàn thiện được, phần lớn sản phẩm năng lượng mặt trời có thể tự sản xuất hay là phải nhập khẩu ở Âu Mỹ. So sánh với ý thức bảo vệ môi trường của Âu Mỹ, thì ở trong nước vẫn còn có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng trong nước không có thị trường không có nghĩa là khi đầu tư sẽ không mở rộng được thị trường ra quốc tế, xuất khẩu có thể kiếm được rất nhiều ngoại tệ chẳng phải sẽ rất tốt cho thành phố bảo sao. Điều kiện lại đang thuận lợi, bởi vì tập đoàn Đạt Phú đang mới nổi ở trong nước, mà hơn 10 nhà máy năng lượng mặt trời nằm trong một xí nghiệp, đã nằm trong khu mới, cách tập đoàn Đạt Phú không xa, vừa lúc có thể mượn tập đoàn Đạt Phú và Kodak cùng hùn vốn để mở ra thị trường năng lượng mặt trời ở nước Mỹ. Chỉ có điều biết tìm đến ai để kêu gọi đầu tư vào hạng mục này đây. Trong khoảng thời gian ngắn Hạ Tưởng chưa nghĩ ra được. Năng lượng mặt trời là sản phẩm công nghệ cao với những kỹ thuật tiên tiến nhất của Âu Mỹ, xem ra việc này đành phải nhờ Liên Nhược Hạm. Công ty cô ở Mỹ chắc chắn có thể tiếp xúc với các nhà máy, với kỹ thuật sử dụng năng lượng mặt trời mà nước Mỹ sử dụng và ứng dụng vào thực tế. Họ chính là quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này, cũng đã có rất nhiều công ty nổi tiếng quốc tế về năng lượng mặt trời. Nếu có thể lại một lần nữa kêu gọi đầu tư từ bên ngoài, lấy hình thức hùn vốn đem hơn 10 nhà máy năng lượng mặt trời ở thành phố Bảo hợp nhất, thành lập một công ty hợp doanh. Trong khoảng thời gian ngắn thành phố Bảo đã 2 lần kêu gọi được đầu tư từ bên ngoài, nhất định sẽ gây sự chấn động lớn. Trong lòng Hạ Tưởng có chút dâng trào, nếu hai ý tưởng của hắn có thể thành công thì tỉnh Yến có thể tuyên bố ra bên ngoài rằng việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp đã được kết quả như mong muốn. Nhóm thành thị làm thí điểm thứ 2 lập tức có thể lên ngay chương trình, đến lúc đó lại có thêm một ý tưởng mới có thể được thực hiện. Thành phố Yến, một khi thành phố Yến thành công trong việc xin là nhóm thành thị làm thí điểm đợt thứ 2, Hạ Tưởng chỉ biết, thời khắc đó hắn thật sự sẽ vút thẳng lên trời. Sau khi có mục tiêu tiếp theo, Hạ Tưởng bỗng nhiên cảm giác trong thâm tâm thoải mái hơn rất nhiều, đứng dậy thấy giật mình nhìn thời gian, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ Mai Hiểu Lâm sẽ nuốt lời, bỏ lại hắn một mình đi thành ủy. Muốn gọi điện thoại cho cô, thì vừa lúc cô lại gọi điện thoại lại. Tôi đang ở dưới lầu, trong vòng 5 phút nữa anh xuống, tôi sẽ chờ anh. Nếu quá thời gian thì tôi không đợi nữa. Thật là có cá tính, Hạ Tưởng lắc đầu cười rồi nói với Cổ Ngọc một tiếng. Tôi đi tới thành ủy. Nếu có việc gì thì gọi di động cho tôi. Cổ Ngọc, một tiếng. Ông nội nói có việc muốn nói chuyện với anh xem khi nào thì có thời gian. Gần đây nhiều việc quá, Hạ Tưởng vội đến độ có chút không thở nổi đành phải nói. Nhờ em chuyển lời tới ông nội em, gần đây thật sự là anh bận quá, không có thời gian thăm hỏi lão nhân gia, mong ông lượng thứ. Chờ anh hoàn thành hết công việc đợt này, sẽ đi gặp ông được không? Cổ Ngọc gật gật đầu. Ông thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng anh nói chuyện một chút, anh đang bận bịu túi bụi, để ông quay về Bắc Kinh một thời gian cũng tốt. Hạ Tưởng đi xuống dưới lầu, thấy Mai Hiểu Lâm đứng ở chỗ đỗ xe chờ hắn, thật là tốt quá liền hỏi. Cô không đi xe sao? Cũng định đi rồi, nhưng anh lại muốn cùng tôi tới thành ủy, để anh làm lái xe cũng tốt. Trên mặt cô thản nhiên, không biểu lộ gì. Trên đường đi. Mai Hiểu Lâm không nói gì chỉ im lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Hạ Tưởng định không nói gì, cuối cùng không nhịn được đành nói. Có một số việc đã xảy ra thì có hối hận cũng không còn kịp nữa, cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Cũng may tôi không có ý nào khác, cô không cần lo lắng tôi sẽ quấy rầy cô. Tôi không hối hận. Mai Hiểu Lâm quay đầu nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, trong mắt chợt lóe lên, toát ra một tia thương cảm, dường như lại sợ hắn hiểu lầm vội giải thích. Tôi đã làm chuyện gì thì không bao giờ hối hận, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá là được rồi. Hạ Tưởng không biết phải làm sao, hắn muốn an ủi Mai Hiểu Lâm lại bị cô nói thành suy nghĩ quá nhiều, đành phải lắc đầu. Tuy nhiên hắn cũng biết tính tình của Mai Hiểu Lâm mau mồm mau miệng, tâm không xấu, có khi chỉ là nghĩ đến thôi nhưng đã nghĩ đến cái gì liền nói ngay cái đó, nên cũng không so đo với cô. Tới thành ủy, hắn và Mai Hiểu Lâm cùng lên tòa nhà, trước tiên tới gặp Trần Phong.
Trần Phong không cảm thấy bất ngờ khi thấy hai người đến, hàn huyên vài câu liền đi thẳng vào vấn đề chính. Ban tổ chức cán bộ đã làm xong tất cả các thủ tục, đồng chí Hiểu Lâm có thể đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên vì huyện An đang ở thời kỳ ổn định, tốt nhất là nên công tác thêm một thời gian nữa, chờ thành ủy tìm được bộ máy lãnh đạo mới rồi hãy đi. Mai Hiểu Lâm nói, tôi hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Trần Phong liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái nói. Vừa lúc hai người chủ tịch, phó chủ tịch huyện An cũng ở đây, ở dưới đang muốn thành ủy nghiên cứu một chút rồi ra quyết định. Qua nghiên cứu, đồng chí Giang Thiên chủ tịch huyện Cảnh được bổ nhiệm vào vị trí bí thư huyện ủy huyện An, đồng chí Trương Kiện được bổ nhiệm vào vị trí phó bí thư huyện ủy huyện An. Còn vị trí chủ tịch huyện An thì đang nghĩ nên bổ nhiệm ai? Đồng chí Phòng Ngọc Huy bí thư đảng ủy xã Đán Bảo được bổ nhiệm vào vị trí ủy viên thường vụ, phó chủ tịch huyện. Đồng chí Trung Nghĩa Bình ở tổ điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp được bổ nhiệm vào vị trí ủy viên thường vụ, bí thư đảng ủy xã Đán Bảo. Đồng chí Hiểu Lâm, đồng chí Hạ Tưởng, các đồng chí có ý kiến gì với quyết định của thành ủy không? Mai Hiểu Lâm có chút kinh ngạc mà nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, xoay người nhìn Trần Phong nói. Phòng Ngọc Huy đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch huyện không thích hợp lắm. Ông ta kinh nghiệm lý lịch không đủ. Trần Phong không nói lời nào, cười nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đành phải nói. Vấn đề chính trị cho tới bây giờ đều luôn chú ý phải cân bằng. Nếu không cho Phòng Ngọc Huy đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch huyện, vậy thì việc đề cử Trung Nghĩa Bình sẽ khiến phó bí thư phó, phó Tiên Phong phản đối mạnh mẽ. Trần Phong gật đầu cười. Vừa đúng lúc lát nữa sẽ mở cuộc họp hội ý nghiên cứu về vấn đề nhân sự của huyện An, nếu có suy nghĩ gì thì nói ra luôn vẫn còn kịp. Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên mỉm cười. Về lắm mưu nhiều kế tôi làm sao dám so với Hạ Tưởng, để cho anh ta có ý kiến, tôi bỏ quyền. Hạ Tưởng cũng cười. Theo quan điểm của tôi việc Trung Nghĩa Bình được đề cử chắc chắn phó bí thư phó sẽ kiên quyết phản đối. Quả thật là Trung Nghĩa Bình kinh nghiệm lý lịch còn kém một chút. Dễ dàng bị mọi người nói là không đủ kinh nghiệm lý lịch. Tôi nghĩ với vị trí bí thư và chủ tịch huyện, phó bí thư phó như vậy cũng khá là nhượng bộ rồi, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho Trung Nghĩa Bình vào vị trí ủy viên thường vụ. Biết khó khăn thì phải cố gắng, Hạ Tưởng có phải cậu muốn tôi khó xử phải không? Trần Phong nửa đùa nửa thật nói. Cậu đã tính toán với Trung Nghĩa Bình gì rồi? Có trưởng ban Phương đề cử, bí thư Trần Tán Thành là được rồi, cũng không cần ngài phải ra mặt. Hạ Tưởng liền cười. Không được, cậu phải nói xem cậu có tính toán gì không. Tôi lấy lòng tôi tặng cho cậu nhưng cậu không được bán đi. Trần Phong thỏa hiệp với Hạ Tưởng. Ông ấy thấy Hạ Tưởng đã có suy nghĩ riêng, nghĩ chắc chắn đã có chuẩn bị ở sau, có biện pháp để ra tay. Cháu còn chưa nghĩ ra, bởi vì cháu phải gặp trước một người đã, tuy nhiên về cơ bản có thể khẳng định, mọi chuyện sẽ thành thôi. Hạ Tưởng không phải không muốn nói với Trần Phong mà là vì không nắm chắc mọi chuyện, cũng không dám nói lung tung với Trần Phong. Trần Phong nhìn nhìn, cười mắng một câu. Cũng không biết là tôi theo quyết định của cậu là đúng hay sai, cậu rất láo cá. Được rồi, trước tiên không tranh đấu với cậu nữa, tôi đi họp đây. Cậu và đồng chí Hiểu Lâm có thể ở văn phòng chờ tôi. Trần Phong cũng không coi hai người là người ngoài, nói xong đứng dậy bước đi. Trần Phong vừa đi. Mai Hiểu Lâm liền đứng lên nói. Tôi và bí thư Lý đã gặp mặt, làm đồng nghiệp một thời gian giờ đi cũng phải chào hỏi một chút. Hạ Tưởng gật đầu không nói gì. Hắn cùng Mai Hiểu Lâm ra khỏi văn phòng của Trần Phong, lập tức tới văn phòng của trưởng ban thư ký. Hạ Tưởng gõ cửa, nghe được bên trong có người nói. Vào đi, cửa không khóa. Giọng nói không lớn, vang lên tràn đầy, vô cùng trầm thấp. Hạ Tưởng đẩy cửa đi vào. Liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng của Trịnh Quan Quần. Chương 462, bắt tay vào sắp xếp. Không sai, chính là bóng dáng. Bởi vì Trịnh Quan Quần đang đứng trên ghế, tự tay đang thay bóng đèn, dáng người ông ta không cao, hơi béo, nhìn dáng vẻ dường như khá giỏi giang. Hạ Tưởng và Trịnh Quan Quần đã gặp mặt qua vài lần, cũng nói chuyện qua vài lần, từ lúc Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thường trực thành phố Yến. Trịnh Quan Quần chính là phó trưởng ban thư ký của Tào Vĩnh Quốc. Không nghĩ rằng hiện tại đã thăng lên chức trưởng ban thư ký, không ngờ lại còn tự mình làm việc, một cán bộ cấp phó giám đốc sở tự mình quét dọn gần như không có ai, huống chi lại đang thay bóng đèn. Hạ Tưởng bất chợt có thêm thiện cảm đối với Trịnh Quan Quần. Trịnh Quan Quần quay đầu lại nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái,
không nhận ra hắn là ai. Có thể do đứng đã lâu, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt, dưới chân không yên, mắt thấy sẽ ngã ngay xuống ghế dựa, Hạ Tưởng liền nhanh tay nhanh mắt, tốt xấu gì cũng đã luyện qua vài năm, duỗi tay ra đỡ lấy cánh tay của Trịnh Quan Quần, chậm rãi thả y ngồi xuống dưới nói. Trưởng ban thư ký sao lại tự mình thay bóng đèn? Sao thư ký có thể để như vậy, để ngài làm vậy là không được. Trịnh Quan Quần đứng vững thân mình, vỗ vỗ trên tay nói. Thư ký đi ra ngoài làm việc, tôi nghĩ vừa lúc có thể hoạt động một chút cho giãn gân cốt, không nghĩ tới là tuổi đã lớn, nếu không có cậu, nói không chừng tôi đã ngã xuống rồi, mà cậu là. Y híp mắt nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, bỗng nhiên nhận ra nói. Hạ Tưởng, cậu là Hạ Tưởng, xem ra mắt tôi bị ngọn đèn chiếu vào nên không thấy rõ cậu. Trịnh Quan Quần lập tức ngồi dậy, vẻ mặt nhiệt tình nắm tay Hạ Tưởng, lại bảo Hạ Tưởng ngồi xuống. Còn chủ động hỏi Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng liền khách sáo. Trịnh Quan Quần có ý sốt ruột, Hạ Tưởng cũng nhìn ra, khả năng y cũng nể tình năm đó Tào Vĩnh Quốc đối với y coi như cũng tốt, cho nên đối với mình cũng có phần thiện cảm. Tiểu Hạ sao lại rảnh mà đến thăm tôi vậy? Trực tiếp gọi Hạ Tưởng là Tiểu Hạ, lời nói của Trịnh Quan Quần lộ ra sự thân thiết và thân thiện. Ở trước mặt Hạ Tưởng y cũng không dám ra vẻ là trưởng ban thư ký, thường vụ thành ủy. Trưởng ban thư ký thành ủy Lý Ninh Sơn và Hạ Tưởng có quan hệ thế nào ai mà không biết. Cùng là trưởng ban thư ký, nhưng địa vị của y và Lý Ninh Sơn không phải chỉ kém một chút ghi chú của DG. Trịnh Quan Quần là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Yến, Lý Ninh Sơn là trưởng ban thư ký thành ủy thành phố Yến. Lại càng không nói đến những người ở thành ủy có quan hệ với Hạ Tưởng. Cho dù hiện tại Vương Bằng Phi đã bị điều đi, nhưng đến đây lại là một phó tiên phong dường như không hợp với Hạ Tưởng. Nhưng Phương Tiến Giang và Hạ Tưởng luôn có quan hệ cá nhân rất tốt, cùng với Trần Phong luôn bảo vệ Hạ Tưởng, ngay cả Hồ Tăng Chu Y cũng nghe nói đều có quan hệ không tồi với Hạ Tưởng. Trịnh Quan Quần cũng biết rõ điều đó, nếu ở thành phố có việc muốn làm, Y nói chưa chắc đã được, nhưng Hạ Tưởng nói thì có kết quả ngay. Hạ Tưởng cũng nhìn theo ánh mắt có vẻ thân thiết của Trịnh Quan Quần, hắn chưa bao giờ ở trước mặt người khác đề cao mình. Thái độ của Trịnh Quan Quần luôn thấp, người ta cũng là cấp phó giám đốc sở. So với hắn cấp bậc cao hơn, hắn nhất định phải thể hiện sự tôn kính, Hạ Tưởng không mất đi sự cung kính mà nói. Tôi cùng Chủ tịch huyện Mai tới thành ủy để báo cáo công tác, lúc đi ngang qua văn phòng của ngài, cũng đã nghe thị trưởng Hồ nói qua rằng ngài và thị trưởng Hồ là bạn cũ, không khỏi có chút tò mò, vừa lúc không có việc gì, mới muốn tới đây ngồi, hy vọng là không quấy rầy công việc của trưởng ban thư ký. Không sao, không sao, cậu đến đây bất cứ lúc nào tôi đều hoan nghênh. Trên mặt càng tươi cười Trịnh Quan Quần. Trong lời nói của Hạ Tưởng đã lộ ra chút tin tức khiến y vừa ngạc nhiên vừa vui. Hạ Tưởng nói một câu tuy rằng ngắn gọn nhưng ẩn chứa những tin tức phong phú. Đầu tiên là cùng Mai Hiểu Lâm đến thành ủy báo cáo công tác, cho thấy hắn và Mai Hiểu Lâm có quan hệ không tồi. Mai Hiểu Lâm sắp được điều quay về Bắc Kinh, cô đến thành ủy nhất định là vì vấn đề nhân sự sẽ kế nhiệm ở huyện An. Tiếp theo, Hạ Tưởng nhắc tới Hồ Tăng Chu. Không ngoài dự tính là lập trường và thái độ đều thể hiện thiện ý. Cuối cùng Trịnh Quan Quần cũng hiểu ra một chút về vấn đề nhân sự của huyện An, liên tưởng đến việc Thôi Hướng muốn ám chỉ với y rằng y sắp được điều đến ban tuyên giáo tỉnh ủy làm chức vụ phó trưởng ban, nhưng mấu chốt lại là phải qua cửa của Mai Thái Bình, mà Mai Hiểu Lâm là cháu gái của là Mai Thái Bình, Hạ Tưởng đi cùng Mai Hiểu Lâm tới thành ủy, chắc là Mai Hiểu Lâm cũng quan tâm tới vấn đề nhân sự của huyện An. Chẳng lẽ là muốn nói y phải chú ý đến việc chọn người làm chức vụ phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy sao? Trịnh Quan Quần có kỳ vọng rất lớn đối với việc có thể thăng chức lên tới phó trưởng ban ban tuyên giáo tỉnh ủy. Không chỉ là việc y có thể mượn cơ hội này từ phó giám đốc sở bước tới giám đốc sở, hơn nữa sau khi bước vào ban tuyên giáo tỉnh ủy tầm mắt được mở rộng, cấp bậc cũng được nâng cao không ít, so với một trưởng ban thư ký của ủy ban nhân dân thành phố thì mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa khả năng lên chức cũng cao hơn. Trong lòng Trịnh Quan Quần hiểu rõ việc Thôi Hướng chọn y, cho dù là miễn cưỡng bổ nhiệm, thì công tác về sau cũng không dễ triển khai. Y tuy rằng đang ở thành ủy, nhưng vô cùng chú ý tới nhất cử nhất động của tỉnh ủy, cũng vô cùng biết rõ địa vị và trọng lượng của Thôi Hướng trong tỉnh ủy. Ở bên ngoài thì xem ra Thôi Hướng có thế rất mạnh, cùng với 3-4 gã ủy viên thường vụ đoàn kết với nhau, có mấy lần đấu tranh dường như cũng giành được phần thắng. Nhưng trên thực tế Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng càng ngày càng có xu thế gần nhau hơn,
hơn nữa ở mặt ngoài thì có vẻ ủy viên thường vụ mạnh ai nấy làm cũng không đoàn kết, nhưng trên thực tế có một người có thể giúp bọn họ gắn bó cùng một chỗ, người này chính là Hạ Tường. Bất cứ lúc nào Hạ Tường cũng có sức ảnh hưởng làm cho mấy tên ủy viên thường vụ phải đồng thanh đồng tiếng, chỉ cần tạo cho hắn một cơ hội là có thể được. Về phần Thôi Hướng vì sao phải điều y tới ban tuyên giáo tỉnh ủy, trong lòng Trịnh Quan Quần biết rất rõ ràng. Một chân đá văng Phong Lợi nếu không phải là ý của Diệp Thạch Sinh thì chính là chủ ý của Phạm Duệ Hằng, Thôi Hướng bị ép ứng chiến, muốn chính mình thay thế Phong Lợi trở thành cái loa của y. Sau khi mình tới ban tuyên giáo tỉnh ủy, nếu theo sát Thôi Hướng sẽ có thể trở thành đối tượng bị Diệp Thạch Sinh hoặc Phạm Duệ Hằng chèn ép. Người bị bí thư và chủ tịch tỉnh nhìn là thấy phiền, ở tỉnh ủy chắc sẽ không có ngày nào tốt. Nghĩ đến việc thấy khó xử khi đứng giữa kẽ hở, thậm chí Trịnh Quan Quần cảm thấy thà cứ ở Ủy ban Nhân dân thành phố còn tốt hơn đến tỉnh ủy làm vật hy sinh. Nhưng Thôi Hướng đã đề cử, lại không thể không phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, Trịnh Quan Quần liền cân nhắc tìm một biện pháp gì đó, cho dù mọi việc không được chu toàn cả hai, cũng không thể chết trên cây đại thụ Thôi Hướng thì tốt hơn. Trên thực tế sau khi y và Hồ Tăng Chu ôn lại chuyện cũ, quan hệ giữa y với Thôi Hướng cũng phai nhạt không ít, đương nhiên vẫn duy trì vẻ thân thiện ở bên ngoài. Cũng không phải Trịnh Quan Quần đứng núi này trông núi nọ, mà là y cũng bởi vì thấy Thôi Hướng luôn phản đối chính sách điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp, khiến y có cảm giác trên tư tưởng chính trị cùng Thôi Hướng có điểm bất đồng. Trịnh Quan Quần lại ủng hộ chính sách điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp. Đương nhiên từ trong sâu thẳm suy nghĩ y luôn có sự cảm kích đối với Thôi Hướng, vì Thôi Hướng là người đã dìu dắt y tới vị trí trưởng ban thư ký. Hạ Tường vừa mở miệng nói, tâm tư Trịnh Quan Quần trở nên linh hoạt hơn, đại khái cũng có thể đoán được suy nghĩ của Hạ Tường. Ai cũng biết rằng Hạ Tường và Mai Thái Bình có quan hệ tốt đẹp, ngay cả phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không dám ở trước mắt Mai Thái Bình nói gì, nhưng lời nói của Hạ Tường ở trước mặt Mai Thái Bình lại khá có hiệu quả. Trịnh Quan Quần liền biết Hạ Tường tới đây là thử thăm dò y, bởi vì Thôi Hướng cũng nói việc y được bổ nhiệm, mấu chốt nằm ở trong tay Mai Thái Bình. Ban tổ chức cán bộ không đồng ý, Thôi Hướng cũng không làm gì được. Mà từ trước đến nay Thôi Hướng đối với Mai Thái Bình lại không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì Mai Thái Bình tại tỉnh Yến không nuôi dưỡng thế lực cho mình, không muốn có các mối quan hệ, Thôi Hướng không thể tìm được cơ hội để chẹn cổ Mai Thái Bình. Chỉ có thể dựa vào thân phận của Phó Bí Thư để thể hiện áp lực với Mai Thái Bình. Chỉ có điều Mai Thái Bình cũng không phải người dễ phục tùng. Dù sao Thôi Hướng cũng không có quyền lực bãi miễn chức vụ của Mai Thái Bình, hơn nữa ban tổ chức cán bộ được coi là thiên hạ đệ nhất ban, quả thật cũng có quyền lực rất lớn, Mai Thái Bình lại là người có tính cách đặc biệt, khiến Thôi Hướng đối với ông ta không có một biện pháp nào cả. Nhớ tới Hạ Tường rất có ảnh hưởng đối với Mai Thái Bình, Trịnh Quan Quần biết cơ hội của y đã tới. Tuy rằng cũng biết về sau khi tới ban tuyên giáo tỉnh ủy phải đi trên dây thép ở giữa Thôi Hướng và Diệp Thạch Sinh, không dễ đi. Hơn nữa lại nguy hiểm, nhưng người trong quan trường đều quý trọng mỗi một cơ hội được lên chức, nếu không có chờ cả đời cũng không có cơ hội tiếp theo. Đi trên dây thép cũng tốt, cũng có thể trở thành đi trên đường lớn bằng phẳng, rất nhiều người muốn đi còn không được đi. Trên thực tế nguyện vọng muốn tiến thêm một bước của Trịnh Quan Quần cũng có hết sức mãnh liệt. Ha ha, tôi biết Tiểu Hạ và thị trưởng Hồ giao tình tâm đầu ý hợp, thời gian trước khi ở thành phố Chương Trình, thị trưởng Hồ rất thích cậu. Hiện tại ông ấy ở thành phố Yến, cùng cậu qua lại còn mật thiết hơn, bởi vậy có thể thấy được thị trưởng Hồ và cậu đều là những người luôn nhớ tình nghĩa cũ. Trịnh Quan Quần trước hết lôi kéo làm quen, xúc động nói. Thật ra tôi cũng là một người luôn nhớ tới tình nghĩa cũ, sau khi cùng thị trưởng Hồ ôn lại chuyện cũ, gặp lại mà hận có hơi muộn, hơn nữa sau khi trải qua một lúc tiếp xúc, tôi bị trí tuệ mưu tính sâu xa và quan điểm nhìn xa trông rộng của thị trưởng Hồ thuyết phục. Tôi đã chịu ảnh hưởng nặng từ thị trưởng Hồ, do trước kia không hiểu việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp, nhưng bây giờ đã hiểu được và ủng hộ rất mạnh mẽ. Trịnh Quan Quần là người thông minh, Hạ Tường nghe Trịnh Quan Quần nói xong, liền rút ra kết luận. Trịnh Quan Quần nhìn mặt đoán lòng, thấy trong mắt Hạ Tường hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, biết rằng đã nói đúng tâm tư của Hạ Tường liền nói thêm. Thực ra từ lúc tôi đi theo Bí Thư Tào, cũng đã bị ảnh hưởng từ Bí Thư Tào rất nhiều. Hiện tại Bí Thư Tào đang ở thành phố Bảo triển khai việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp và đã có thành tích rất khả quan, tôi nhìn cảm thấy rất hâm mộ, tự đáy lòng mà thay lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng. Trịnh Quan Quần hai lần đều tỏ thái độ ủng hộ việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp, lại đề cao Hồ Tăng Chu, Tào Vĩnh Quốc.
Hạ Tưởng tự nhiên đã hiểu được tâm ý của y, trong lòng liền có chủ ý, cười ha hả. Việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp là chuyện tốt, ích nước lợi dân, cũng là chiều hướng nên phát triển. Nếu trưởng ban thư ký ở tỉnh ủy công tác thì có thể tận mắt nhìn thấy sức sống và sự nhiệt tình công tác của tổ lãnh đạo. Đang nói chuyện, Hạ Tưởng đứng dậy nói. Thời gian không còn sớm nữa, tôi không quấy rầy công việc của trưởng ban thư ký nữa. Trịnh Quan Quần cũng không giữ lại. Tôi biết cậu còn có việc, tôi không giữ cậu lại nữa, lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ mời cậu và thị trưởng Hồ cùng nhau ăn bữa cơm. Chờ khi nào bí thư Tào quay về thành phố Yến, tôi sẽ đi thăm lão lãnh đạo một chút. Hạ Tưởng trở lại văn phòng của Trần Phong còn chưa tan họp, hắn nghĩ xem ra cuộc họp hội ý vẫn còn đang rất sôi nổi. Hạ Tưởng đoán cuộc họp hội ý đâu chỉ đang rất sôi nổi, mà còn thật sự rất kịch liệt. Tất cả đều nhằm vào việc chọn người giữ vị trí bí thư và chủ tịch huyện An. Phó Tiên Phong không có ý kiến phản đối gì nhiều, chỉ có nhằm vào việc đề cử Trung Nghĩa Bình, thì ông ta kiên quyết phản đối, nói cái gì cũng không chịu để yên. Cuộc họp hội ý tổng cộng có 4 người, Trần Phong, Hồ Tăng Chu, Phó Tiên Phong và Phương Tiến Giang. Phương Tiến Giang đề cử Giang Thiên giữ chức vụ bí thư huyện ủy huyện An, Trương Kiện giữ chức vụ chủ tịch huyện, về cơ bản không có dị nghị gì, đều nhất trí thông qua. Theo sau đó Phó Tiên Phong lại đề nghị Phòng Ngọc Huy giữ chức vụ ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch huyện, Trần Phong và Hồ Tăng Chu cũng không tỏ thái độ gì. Phương Tiến Giang cũng tỏ vẻ ủng hộ, nhưng ngay sau đó khi đề xuất Trung Nghĩa Bình giữ chức vụ ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm bí thư đảng ủy xã Đán Bảo, Phó Tiên Phong lại kiên quyết phản đối và nhất định không lùi bước. Trung Nghĩa Bình kinh nghiệm lý lịch quá ít, không có kinh nghiệm công tác cơ sở, việc đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy xã miễn cưỡng còn được. Nhưng trực tiếp đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ thì không thích hợp. Việc đề bạt cán bộ quan trọng là phải công bằng, ngay thẳng, vừa không thể để cán bộ tài đức vẹn toàn không được lên, vừa không thể để cán bộ có quan hệ không có năng lực được lên. Tôi cho rằng, đồng chí Trung Nghĩa Bình không thể đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ, bí thư đảng ủy xã. Phó Tiên Phong kịch liệt nói, Trung Nghĩa Bình hiện tại nhậm chức trong tổ lãnh đạo, là tâm phúc của Hạ Tưởng, lại có giao tình không tồi với Phương Cách. Đề bạt anh ta, chắc chắn là chủ ý của Hạ Tưởng và Phương Tiến Giang. Làm sao có thể để người của Hạ Tưởng tiến bước vào hội nghị thường vụ của huyện An? Thêm cả Trung Nghĩa Bình tuyệt đối là thêm phiền phức, không được, tuyệt đối không được. Trong lòng Phó Tiên Phong không ngừng tức giận, nói cái gì cũng phải ngăn chặn Hạ Tưởng, không muốn cho âm mưu của hắn được thực hiện. Trần Phong và Hồ Tăng Chu muốn xếp người nhà vào huyện An còn có thể chấp nhận, dù sao cũng là nhân vật số 1 và số 2 của thành phố Yến. Nhưng Hạ Tưởng dựa vào cái gì mà làm vậy? Chỉ là một cán bộ nho nhỏ cấp cục, lại còn muốn nhúng tay vào vấn đề nhân sự của cán bộ cấp phó cục, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Phó Tiên Phong tức giận còn do nguyên nhân Hạ Tưởng dám đối nghịch với Trình Hy Học, báo chí ở Bắc Kinh cùng liên kết với Cốc Nho, tiến hành công kích thậm tệ đối với Trình Hy Học, ai chẳng biết là Trình Hy Học và Phó Gia có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hạ Tưởng đúng thật là cố ý muốn gây khó dễ ở khắp nơi với Phó Gia. Phó Tiên Phong có thể bỏ qua cho hắn mới là lạ. Hơn nữa nguyên nhân quan trọng hơn chính là, Hạ Tưởng ra sức đẩy mạnh việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp đã đụng chạm tới lợi ích của Phó Gia. Vốn Phó Tiên Phong đối với tổ lãnh đạo cũng không để bụng, không nghĩ rằng đột nhiên Hạ Tưởng tạo ra sự kiện lớn thuyết phục Kodak đầu tư 1,5 tỷ USD, làm cho việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp của tỉnh Yến tiến thêm một bước đi vào tầm mắt của cấp trên, trong đó còn có Phó Gia và người đứng sau Trình Hy Học. Sau khi hai nhân vật lớn trải qua hiệp thương đã phát hiện, lửa đóm cháy đồng, một khi điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp tỉnh Yến có được thành công, rất có khả năng sẽ đụng chạm đến sự ủng hộ của bọn họ vào một số tập đoàn lũng đoạn đã đem lại lợi ích cho họ. Tuy rằng trước mắt mà nhìn thì không có khả năng, nhưng hễ là công việc làm ăn thì phải suy xét lâu dài, người làm được việc lớn, đi một bước phải xem trước ba bước mới có thể bảo đảm vị trí làm được dài lâu, vì thế hai người ăn khớp với nhau, quyết định đánh vào tỉnh Yến. Vì thế mới phát sinh ra bài phát biểu của Trình Hy Học. Chỉ có điều Phó Tiên Phong thật không ngờ đó là không biết Hạ Tưởng may mắn thế nào, khi đến Bắc Kinh đã gặp được và bái Cốc Nho làm thầy, gặp phải chuyện này, còn khẩn cấp mà nhảy ra, không ngờ lại dám soạn văn bản phản bác lại Trình Hy Học. Phó Tiên Phong đối với ấn tượng Hạ Tưởng xuống dốc không phanh, liền nhận định hắn là một thằng hề không biết trời cao đất rộng, là nhà đầu cơ chính trị muốn mượn cơ hội này để nổi danh, tranh thủ tăng điểm chính trị. Phó Tiên Phong còn chưa chủ động gây phiền toái cho Hạ Tưởng.
không nghĩ rằng Hạ Tưởng còn muốn xếp người của hắn tới huyện An, thiên hạ sao lại có chuyện tốt như vậy. Trong lòng Phó Tiên Phong cười lạnh vài tiếng, không chút do dự cự tuyệt việc đề cử Trung Nghĩa Bình. Hơn nữa điều khiến Phó Tiên Phong tức giận nhất chính là y và Thôi Hướng đang có mưu đồ bí mật muốn tìm phiền toái cho Hạ Tưởng. Kết quả là phiền toái không tìm được, ngược lại còn khiến Thôi Hướng bị một thân phiền toái, đó là bị Diệp Thạch Sinh lạnh nhạt, nói không chừng trong đó còn có bóng dáng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn tổ chức lực lượng soạn thảo bài viết, muốn giới truyền thông tại tỉnh Yến tiếp tục triển khai tuyên truyền trận chiến. Sao Hạ Tưởng lại đáng ghét đến thế? Ở đâu đâu cũng nhảy ra gây khó dễ cho Thôi Hướng, muốn làm khó Phó gia, muốn khiến cho Phó Tiên Phong y khó xử. Phó Tiên Phong đứng ở lập trường của mình tự nhiên càng nghĩ càng cảm thấy Hạ Tưởng thật đáng ghét. Ông ta liền quyết tâm, nói gì thì nói cũng không để Trung Nghĩa Bình đi tới huyện An gây thêm phiền phức, đi làm cơ sở ngầm và con cờ của Hạ Tưởng. Phương Tiến Giang nghe giọng phản đối Phó Tiên Phong rất là bất mãn, thản nhiên cười. Phó Bí Thư Phó, phản đối thì phản đối, cũng không cần có dáng vẻ bất bình tức giận như vậy. Chúng ta đang thảo luận vấn đề nhân sự, chứ không phải đang tranh luận chính sách. Phó Tiên Phong sửng sốt, cách nói chuyện của Phương Tiến Giang thật ngấm ngầm hại người, đúng là không đơn giản. Trong ấn tượng của y, tuy rằng Phương Tiến Giang ở ban tổ chức cán bộ bình thường có thái độ tự cao tự đại, nhưng tổng thể mà nói còn có thể chấp nhận. Trong trưởng ban tổ chức cán bộ mà y biết, có thể coi là một người dễ nói chuyện. Không ngờ khi nói chuyện khó nghe, chỉ miêu tả sơ lược, cũng thật là chói tai. Phó Tiên Phong cau mày. Tôi cũng là tùy việc mà xét, tôi muốn hỏi trưởng ban Phương một chút là vì sao lại đề cử Trung Nghĩa Bình, anh ta chỉ là một cán bộ cấp phòng bình thường, cần kinh nghiệm lý lịch thì không có kinh nghiệm lý lịch, cần thành tích thì không có thành tích. Phương Tiến Giang thản nhiên mà cắt ngang lời nói của Phó Tiên Phong. Trung Nghĩa Bình là top sinh viên của Đại học Giao thông Quốc gia, có bằng cấp. Trước đó khi công tác ở tổ cải tạo thôn nội đô thành phố Yến, có được thành tích nổi trội. Sau đó lại còn đảm đương vị trí phó tổ trưởng, trong khi đảm nhiệm vị trí phó tổ trưởng đã xử lý rất nhiều những sự việc đột nhiên phát sinh, thể hiện được mặt trưởng thành, vững vàng. Bởi vậy khi thành lập tổ lãnh đạo điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp của tỉnh Yến, đã được phó chủ tịch tỉnh Tống tự mình chỉ đích danh điều tới tổ lãnh đạo. Phó Bí Thư Phó, đồng chí như vậy còn nói là không có kinh nghiệm lý lịch sao, không có thành tích sao? Chẳng lẽ lại nói, phải theo trình tự bắt đầu từ một trưởng thôn rồi từng bước một lên làm chủ tịch xã, bí thư đảng ủy, như vậy mới tính là có kinh nghiệm lý lịch sao? Phó Tiên Phong phản đối nói, Trung Nghĩa Bình chưa từng làm việc ở cơ sở, một bước đã được đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ, bí thư đảng ủy như vậy có phải là đốt cháy giai đoạn rồi không? Ý kiến của tôi là trước tiên để anh ta về quê nhà đảm nhiệm chức vụ chủ tịch xã một nhiệm kỳ, sau đó sẽ tới đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ, bí thư đảng ủy. Nếu như vậy cũng có cơ sở đánh giá được tốt hơn, hơn nữa dựa theo trình tự dần đi lên cũng có thể cho thấy công bằng chính trực của tổ chức. Là một cán bộ xuất sắc sẽ được đặc cách đề bạt. Phương Tiến Giang một bước cũng không nhường, ông ta thấy Trần Phong ở một bên cười như không cười, Hồ Tăng Chu cũng có thái độ không đếm xỉa tới. Nghĩ thầm rằng hai con cáo giả này nếu chưa đến lúc mấu chốt sẽ không ra tay, thế cũng được để ông ta đấu một trận cùng Phó Tiên Phong cũng tốt, vấn đề nhân sự về sau cũng ít khi xảy ra xung đột với Phó Tiên Phong liền nói thêm. Ví dụ như Phó Bí Thư Phó, chưa đến 40 tuổi đã là Phó Bí Thư thành phố cấp Phó tỉnh, được cho là người nổi bật trong một thế hệ cán bộ tuổi trẻ. Hiện nay chính sách của đảng chúng ta là đang đội ngũ cán bộ tuổi trẻ hóa, tri thức hóa. Đồng chí Trung Nghĩa Bình rất phù hợp với hai điểm trên, tôi cho rằng, phù hợp điều kiện đề bạt. Trung Nghĩa Bình không có một chút kinh nghiệm lý lịch cơ sở, nếu tùy tiện đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ huyện ủy, cơ sở không vững vàng dễ bị đánh ngã. Tôi vẫn không tán thành anh ta đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ. Ngài nói đi, Bí Thư Trần, Thị trưởng Hồ. Phó Tiên Phong mơ hồ hơi tức giận, Phương Tiến Giang dùng y để ví von, khiến lòng tự tôn của y bị tổn thương. Nghĩ thầm rằng Trung Nghĩa Bình là ai mà đem ra so sánh với y chứ? Trần Phong và Hồ Tăng Chu liếc nhau, trong lòng cũng có chủ ý. Trong bốn người ở đây, chỉ có Phó Tiên Phong là thái tử đảng. Thật ra cán bộ xuất thân từ tầng lớp bình dân, thì có bản năng của tâm lý mâu thuẫn tự nhiên đối với một thái tử đảng. Dù sao thái tử đảng được trưởng thành rất thuận lợi, có nhiều điều kiện thuận tiện có thể mượn dùng. Cho nên đối với các cán bộ xuất thân từ tầng lớp thấp, phần lớn thái tử đảng luôn ngạo mạn, tự cao tự đại, bụng thì rỗng mà giả vờ tâm cao, thật sự ít người có tài có học vấn.
về cơ bản toàn bộ quan trường trong nước đều có tình hình giống nhau, đó là giữa các cán bộ bình dân và thái tử đảng luôn tự nhiên có một trạng thái đối lập. Thái tử đảng không muốn nhìn tới các cán bộ xuất thân bình dân, bọn họ tự cho mình là có thân phận phận cao quý, xuất thân tốt, có thể mượn thế lực khổng lồ của gia tộc để hỗ trợ. Mà cán bộ xuất thân bình dân cũng thấy các thái tử đảng chướng mắt, vì luôn cho rằng bọn họ không có bản lĩnh thật sự, ỷ vào bản lĩnh của cha mẹ là có thể vô cùng thoải mái đi lên địa vị cao mà người khác phải cần vài năm thậm chí là mười mấy năm thì mới có thể đi lên được. Bọn họ là đồ trang trí nên sớm dỡ bỏ của đặc quyền giai cấp, là chướng ngại vật cho sự phát triển của xã hội. Nhưng ở thời điểm nào đều có sự tồn tại của thái tử đảng, các cán bộ bình dân sau khi đi lên địa vị cao, đào tạo ra thế hệ tiếp theo cũng sẽ trở thành thái tử đảng mới. Trần Phong và Hồ Tăng Chu còn đỡ, đối với thái tử đảng cũng có cái nhìn bình thường. Bởi vì bọn họ đều đã tiếp xúc với không ít thái tử đảng, trong đó người phần an phận thủ thường thì nhiều, người cuồng vọng vô tri thì ít, cũng khiến bọn họ trên cơ bản đứng ở một lập trường khách quan mà đối đãi với thái độ của Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong kiên quyết phản đối, vừa ở trong dự liệu, lại có chỗ bất ngờ. Phó Tiên Phong chắc chắn sẽ không tán thành, chỉ có điều không nghĩ rằng ông ta sẽ phản đối kiên quyết như thế, không có một chút ý tứ nhượng bộ. Trần Phong liền trần trừ một chút, dẫu biết ý Hạ Tưởng cũng không phải tùy tiện mà đề cử, nhưng để Trung Nghĩa Bình ngẫu nhiên đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ huyện ủy quả thật là hơi nóng vội. Nhưng Hạ Tưởng lại khẳng định và cho rằng lúc này đây là một cơ hội khó mà có được, nhất định phải nắm lấy. Hơn nữa Hạ Tưởng nói cũng hợp lý. Để Trung Nghĩa Bình đi là vì muốn để anh ta phối hợp công tác với Giang Thiên. Chỉ có điều ông thân là bí thư thành ủy, cũng phải kiên trì lập trường trung lập và công chính, không thể thiên vị ai. Hơn nữa ông đã bắt lấy vị trí bí thư huyện ủy huyện An, lại nghĩ tới vẻ mặt tươi cười chắc chắc của Hạ Tưởng, liền có chủ ý, nói. Nếu mọi người tranh luận chưa xong thì để ở trên hội nghị thường vụ sẽ thảo luận tiếp, như vậy sẽ tốt hơn. Hồ Tăng Chu đối với Trung Nghĩa Bình không có ấn tượng gì. Nhưng Hạ Tưởng đã xin ông ta hỗ trợ, ông lại không thể không nể tình. Thái độ của Phó Tiên Phong kiên quyết như vậy khiến ông cũng không ngờ tới, thấy Trần Phong cũng áp dụng sách lược lấy lui mà tiến, liền mừng rỡ đưa ra cái ân tình thuận nước dong thuyền làm ơn mà không tốn công sức. Tôi cũng tán thành đề nghị của Bí Thư Trần. Phó Tiên Phong không nói gì, liếc mắt nhìn Phương Tiến Giang một cái. Phương Tiến Giang trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ Hạ Tưởng không có dặn Trần Phong, Hồ Tăng Chu chú ý tới việc này. Thái độ của Hồ Tăng Chu buông lỏng, không thấy có thái độ ủng hộ còn có thể hiểu được, nhưng quan hệ giữa Trần Phong và Hạ Tưởng luôn hòa hợp, sao nghe giọng của ông ấy dường như cũng có ý nhượng bộ. Tuy nhiên nếu bí thư và thị trưởng đều đã lên tiếng, Phương Tiến Giang cũng liền gật đầu theo. Phó Tiên Phong cũng tỏ vẻ đồng ý. Trần Phong trở lại văn phòng, phát hiện Hạ Tưởng vẫn nhàn nhã mà ngồi trên sofa uống trà, không khỏi cười mắng. Cậu thì thoải mái, tôi vừa mới họp. Nhưng phải thừa nhận là áp lực thật không nhỏ. Hạ Tưởng ở trước mặt Trần Phong tuy rằng thoải mái như vậy, nhưng vẫn giữ sự kính cẩn, hắn vội vàng đứng lên, hai tay bưng một ly trà cười nói. Bí thư Trần vất vả rồi, mời ngài uống trà. Trần Phong nhận ly trà, uống một ngụm. Cuộc họp hội ý không có kết quả, tôi không có kiên trì. Cậu cũng biết thân là nhân vật số một, phải giữ một hình tượng công bằng trung lập. Trung Nghĩa Bình của thật là kinh nghiệm lý lịch vẫn còn thiếu, nếu tôi vẫn muốn kiên trì, thì phải có chút nhượng bộ ở phương diện khác. Việc chọn bí thư và chủ tịch huyện, Phó Tiên Phong không có phản đối, tôi và Tăng Chu đối với sự việc của Trung Nghĩa Bình cũng không thể làm gì quá rõ rệt. Tôi và Tăng Chu có khả năng làm không phải là kiên quyết ủng hộ, lại càng không được phản đối, mà là duy trì ủng hộ một cách có chừng mực thôi. Có trưởng ban Phương kiên trì đề cử là được. Chỉ cần ngài và thị trưởng Hồ không có ý kiến phản đối, sau khi đưa ra hội nghị thường vụ, ở thời khắc mấu chốt, do ngài và thị trưởng Hồ giải quyết dứt khoát là được. Hạ Tưởng vốn không định để cho Trần Phong và Hồ Tăng Chu gắng hết sức nâng đỡ Trung Nghĩa Bình. Chỉ cần hai người bọn họ không phản đối, sau đó ở hội nghị thường vụ khi số người ủng hộ chiếm đa số, thì sẽ làm ân tình thuận nước dong thuyền, làm ơn mà không tốn công sức là được. Trần Phong có hứng thú nhìn Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, cậu lại có biện pháp khéo léo gì thế, nói tôi nghe một chút xem nào, nhìn dáng vẻ của cậu, hẳn là đã có chủ ý rồi có phải không? Trên hội nghị thường vụ, đầu tiên tôi và Tăng Chu sẽ không tỏ thái độ ủng hộ, chắc chắn Phó Tiên Phong sẽ kiên quyết phản đối, Tiến Giang sẽ kiên quyết ủng hộ. Những người khác thấy thái độ kiên quyết của Phó Tiên Phong, Đàm Long,
Hà Giang Hoa đều sẽ nhất trí cùng với Phó Tiên Phong, Lão Tần sẽ chờ đợi xem tình hình một chút, thậm chí có thể phản đối, bởi vì việc đề cử Trung Nghĩa Bình quả thật là hơi đột ngột. Bí thư Đảng ủy Công an Trần Ngọc Long, trưởng ban tuyên giáo Hội Vĩnh Nghĩa theo như tôi biết, cũng có khả năng bỏ phiếu phản đối. Ninh Sơn và Chủ tịch Mặt trận Thống nhất Bạc Hậu Phát sẽ ủng hộ. Từ đó cho thấy tình thế rất không lạc quan, người phản đối thì nhiều, người ủng hộ thì ít, cuối cùng nếu do tôi quyết định, chỉ có thể tạm thời gác lại. Trần Phong sẽ không vì Trung Nghĩa Bình mà nghĩ như vậy. Nếu Trần Phong cưỡng ép vì để được thông qua việc đề cử Trung Nghĩa Bình thì sẽ làm giảm danh tiếng và uy tín của ông ấy, Hạ Tưởng cũng không muốn ép buộc mọi chuyện như vậy. Hắn thấy Trần Phong là lãnh đạo, là cấp trên cho nên cũng sẽ chu toàn suy nghĩ cho ông ta, hắn chỉ cần Trần Phong không phản đối là được rồi. Chỉ cần ngài và thị trưởng Hồ không có ý kiến phản đối, tất cả mọi khó khăn cháu sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Vẻ mặt Hạ Tưởng cười yếu ớt, giải thích nói. Thực ra cháu cũng biết kinh nghiệm lý lịch của Trung Nghĩa Bình còn hơi ít, cưỡng ép sắp xếp tới huyện An cũng thật hơi miễn cưỡng. Nhưng lúc này có một cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu bỏ qua sẽ rất đáng tiếc, cũng uổng phí công bí thư Trần đã dạy bảo cháu. Quan trọng nhất chính là lúc nắm được cơ hội, có rất nhiều thời điểm, phải tận dụng kịp thời không thôi lỡ mất dịp. Trần Phong làm bộ không hài lòng nói. Lại nói lung tung rồi, tôi có lúc nào nói như vậy đâu. Ý của tôi nói là, phải có chí khí nắm lấy từng cơ hội, thừa còn hơn thiếu. Nói giỡn vài câu, Trần Phong rốt cuộc cũng không hỏi cụ thể xem Hạ Tưởng tính toán thế nào, dù sao ông ấy đối với việc của Trung Nghĩa Bình cũng không để trong lòng, liền tạm thời chỉ nghe chứ không có thái độ gì. Chương 463, thay đổi đột ngột. Hạ Tưởng tạm biệt Trần Phong, rồi đi lên lầu gặp mặt Lý Đinh Sơn nói chuyện vài câu về sự sắp xếp nhân sự ở huyện An, trong lòng Lý Đinh Sơn cũng liền hiểu rõ. Buổi tối, Mai Hiểu Lâm mời Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng ăn cơm, mấy người cùng nhau ăn cơm coi như là đồng nghiệp cùng nhau tụ họp. Ngày hôm sau, sau khi bản thảo của An Giật Hưng và Bành Mộng Phàm được sửa xong, cuối cùng cũng được Cát Sơn sửa qua một chút, rồi đem bản thảo đi sắp xếp thành bài phát biểu. Hạ Tưởng bắt tay vào chuẩn bị bài viết phản bác của nhóm thứ hai. Hắn dự định viết hai bản thảo, một bài cho giới truyền thông của tỉnh Yên, một bài trợ giúp cho Cốc Lão ở Bắc Kinh. Đồng thời Hạ Tưởng còn gọi điện thoại cho Phạm Tranh bảo cậu ta cũng viết một bài phản bác. Không ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, Phạm Tranh đồng ý liền, còn nói y có thể tổ chức vài chuyên gia ở Viện Khoa học Xã hội cùng tham gia tranh luận. Hạ Tưởng mừng rỡ bảo Phạm Tranh và hắn phân ra mỗi người viết hai bài, một bài lưu lại trong nội bộ tỉnh, một bài cho Cốc Lão, để tiện lên tiếng ủng hộ Cốc Lão. Tranh luận trên Nhật báo Quốc gia so với tỉnh Yên thì kịch liệt hơn rất nhiều. Càng ngày càng nhiều học giả không cùng trận địa tham gia, gần như thành một trận tranh luận mà tất cả giới truyền thông quốc gia đều tham gia. Ở Bắc Kinh hầu hết các chuyên gia học giả nổi tiếng đều tham gia, đều tự soạn bài luận bày tỏ những lập trường khác nhau, người ủng hộ việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp và những người không ủng hộ gần như ngang sức ngang tài. Bởi vậy cuộc tranh luận đặc biệt đặc sắc, cũng hết sức khốc liệt, hoàn toàn là một trận chiến không thấy khói súng. Tuy nhiên bởi vì việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp thì có chính sách quá là chung chung, cùng với cuộc sống của dân chúng có khoảng cách quá xa xôi, cho nên dù là luận chiến kịch liệt thế nào, cũng không khiến cho dân chúng chú ý nhiều cho lắm, cũng chính vì vậy cho nên cấp trên mới duy trì sự im lặng, cứ để luận chiến tiếp tục diễn ra. Cấp trên ủng hộ việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp, cũng muốn mượn cơ hội này để thấy được việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp sẽ được bao nhiêu học giả ủng hộ. Cấp trên phản đối việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp cũng là có ý tưởng tương tự, tranh luận đầu tiên bắt đầu từ Bắc Kinh, sau là có tỉnh Yên phản ứng đầu tiên, tỉnh thành khác cũng đã có dấu hiệu tham gia vào tranh luận. Ở giai đoạn hiện tại, tranh luận đôi bên có thế lực xấp xỉ nhau, mỗi bên đều có nhân vật quan trọng của giới học giả ra mặt cùng tham gia tranh luận, nếu đơn thuần chỉ là hiện tượng giới học giả tranh luận với nhau, thì cũng là một chuyện tốt đáng để ăn mừng rồi. Chính trị trong sáng mới có thể phát ra được tiếng nói khác nhau, mới có thể xuất hiện cục diện trăm hoa đua nở. Ở Bắc Kinh đã có Cốc Lão lo liệu, Hạ Tưởng không cần phải lo lắng gì cả. Tuy rằng ở tỉnh Yên không có nhân vật đứng đầu có thể thống lĩnh, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, e là trọng trách sẽ đè lên vai hắn. Hắn lại không phải là người trong giới học giả, nhưng bởi vì nguyên nhân đang ở vị trí khá là quan trọng, lại bởi vì thân là học trò của Cốc Nho, nên trong mắt Diệp Thạch Sinh, hắn đã trở thành ứng cử viên không thể thay thế. Vừa phải chỉ đạo điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, vừa phải đạt đến cao độ trong tranh luận,
tổ chức và sáng tác các bài viết để tranh luận. Hạ Tưởng cũng không biết rằng là do hắn may mắn hay là bất hạnh, làm ra được thành tích thì lãnh đạo hưởng, có sai lầm thì mình chịu. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, Hạ Tưởng cũng tin rằng với trí tuệ của hắn, sẽ không làm ra việc tốn công tốn sức mà chẳng được gì. Hắn cũng cho rằng, trải qua kinh nghiệm quý giá kết hợp tranh luận với thực tiễn lần này, hắn sẽ thẳng tiến trên con đường, một lần nữa hướng tới một bước tiến lớn. Ngày thứ ba, bản thảo của An Giật Hưng, Bành Mộng Phàm và Nghiêm Tiểu thì đã được đăng tải trên Nhật Báo Tỉnh Yến, cho thấy tổ lãnh đạo có dấu hiệu lên tiếng bảo vệ danh dự của chính mình, chứng tỏ Diệp Thạch Sinh tiếp tục kiên định thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp, và cho thấy tranh luận có liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp tỉnh Yến, chính thức bắt đầu. Hạ Tưởng ở văn phòng múa bút thành văn, nói về bước tiếp theo của phương hướng điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp ở thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, đưa ra đề nghị có tính khả thi của suy nghĩ hôm trước của hắn. Cùng đồng thời tiến hành với sự miệt mài hăng hái chiến đấu của Hạ Tưởng là, trên hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Yến, vấn đề sắp xếp nhân sự của huyện An cũng tiến vào giai đoạn đánh giá chính thức. Giống như Trần Phong đã dự đoán, sau khi Phương Tiến Giang đưa ra danh sách nhân sự của huyện An, Phó Tiên Phong đối với việc chọn người vào vị trí bí thư và chủ tịch huyện đã phát biểu ý kiến, đều tỏ vẻ đồng ý với việc đề cử Giang Thiên và Trương Kiệt, nhưng đối với việc đề cử Trung Nghĩa Bình thì kiên quyết phản đối, hơn nữa y còn trình bày ra lý do phản đối. Đồng chí Trung Nghĩa Bình làm việc thật sự rất là chăm chỉ và nghiêm túc, trên hai cương vị tỉnh thành đã cống hiến không ít, theo lý thuyết nếu được đến cơ sở rèn luyện, trước tiên là làm từ vị trí chủ tịch xã là thích hợp nhất, chờ vài năm sau có được kinh nghiệm công tác cơ sở, có thành tích nhất định, rồi đảm nhiệm vị trí bí thư đảng ủy, sau đó lại tiến tới vị trí ủy viên thường vụ, như vậy mới hợp quy tắc. Phó Tiên Phong thản nhiên mà nhìn Trần Phong liếc mắt một cái. Ở cuộc họp hội ý của bí thư, tôi đã thể hiện thái độ của tôi với bí thư Trần, vì muốn bảo vệ sự công bằng, công khai và nguyên tắc không thiên vị của tổ chức khi đề bạt cán bộ. Tôi cho rằng việc đề bạt đồng chí Trung Nghĩa Bình vẫn cứ nên làm như vậy cho thỏa đáng. Trần Phong không nói lời nào, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Lý Đinh Sơn liếc mắt một cái. Lý Đinh Sơn khẽ cười một tiếng. Phó bí thư phó mọi chuyện đều chú ý đến việc có kinh nghiệm, như thế có phải hơi phạm vào sai lầm của chủ nghĩa kinh nghiệm không? Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội đều không có kinh nghiệm, đều chỉ là sự vật mới nổi, bây giờ không phải đều đã đi vào trật tự sao? Việc cải cách mở cửa như là vuốt đá qua sông, cũng giống như việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp tỉnh Yến, cũng là đã thăm dò rồi mới làm. Đồng ý là mọi người đều có một sự trưởng thành, không thể chỉ vì chưa có kinh nghiệm công tác thì nói thành không có kinh nghiệm công tác cơ sở. Cả nước có rất nhiều bí thư và thị trưởng nhảy dù kiểu như vậy, rất nhiều người chưa bao giờ ra khỏi Bắc Kinh, chẳng lẽ bởi vì chưa có kinh nghiệm trải qua công tác ở địa phương, thì sẽ không thể đến địa phương nhậm chức sao? Lời nói của Lý Đinh Sơn dẫn đến một trận cười khẽ. Tần Thác Phu không thèm để ý đến sắc mặt Phó Tiên Phong cười ha hả nói. Làm cán bộ đều nghĩ cần phải có kinh nghiệm, vậy cưới vợ có ai nghĩa là cần phải có kinh nghiệm không, sự tình có điểm số hay không là do hai bên đối đãi với nhau đấy chứ. Nói thô nhưng ý lại không thô chút nào, mọi người từ cười khẽ biến thành cười to. Phó Tiên Phong xuất thân từ một đại gia tộc, từ nhỏ đã được chú trọng giáo dục mọi mặt, cũng không bao giờ nói những lời thô tục. Lời nói của Lý Đinh Sơn đã khiến y rất mất hứng, lời nói của Tần Thác Phu càng làm cho y có cảm giác không còn mặt mũi nào, trong lòng không khỏi giận dữ nói. Chủ nhiệm Tần, bây giờ đang là cuộc họp hội nghị thường vụ, không phải đang nói việc nhà, nói chuyện thì phải văn minh một chút. Tần Thác Phu không xuất phát từ mục đích bảo vệ Trung Nghĩa Bình, mà là y vì được Hạ Tưởng nhắc nhở. Đặc biệt là tra xét xem ai bên trong ủy ban kỷ luật là người đứng sau y tra xét công ty của Tào Thù Lê, kết quả là đã phát hiện một phó chủ nhiệm và hai trưởng phòng thường xuyên qua lại cùng với Phó Tiên Phong. Y bình thường nhìn rất đĩnh đạc, nhưng trên thực tế rất có quyền lực bên trong ủy ban kỷ luật, không để cho người khác dễ dàng nhúng tay lung tung. Trần Phong muốn bổ nhiệm một người thì còn có thể nói, dù sao cũng là nhân vật số một, Phó Tiên Phong chỉ xếp hạng thứ ba. Lại còn bắt tay với người bên trong ủy ban kỷ luật thật sự là tự gây phiền phức. Y có thành kiến lớn đối với Phó Tiên Phong. Tôi nói chuyện thô, nhưng làm việc không thô. Tôi chỉ khác là tôi đi từ một cán bộ cơ sở lên, Phó Bí Thư Phó không phải thích nói là nhất định phải trải qua công tác ở cơ sở sao. Kinh nghiệm công tác ở cơ sở mà tôi có cũng phong phú hơn so với các vị đang ngồi, sao tôi lại là người thất lễ được. Tần Thác Phu nói chuyện thẳng không giả, nhưng tâm mắt không thẳng. Cũng không ít. Phó
Phó Bí Thư Phó được điều tới thành phố Yến, trước kia dường như cũng không trải qua công tác ở địa phương, càng không có đảm nhiệm qua chức vụ Phó Bí Thư. Sao tôi cảm thấy trong công tác của Phó Bí Thư Phó cũng làm được rất tốt không tồi chút nào, không giống như người không có kinh nghiệm. Câu hỏi này thật thú vị, ngay cả Trần Phong cũng không kìm nổi mỉm cười, oán giận Tần Thác Phu nói. Thác Phu, khi họp nên nghiêm túc một chút. Tần Thác Phu không cho là đúng liền nói. Họp chính là để mọi người tham gia bàn bạc mọi chuyện, bàn bạc công việc có thời điểm thì nên nghiêm túc, nhưng cũng nên có thời điểm sống động một chút. Không phải chính chủ tịch năm đó đã dạy bảo chúng ta, là phải đoàn kết chặt chẽ, hoạt bát nhanh nhẹn, mọi người nghiêm túc, tôi thì sôi nổi một chút cũng tốt chứ sao. Mọi người lại có một trận cười vang. Phó Tiên Phong làm việc thích có nề nếp, y nào đâu có biết rằng cán bộ chân chính từ cơ sở đi lên thì trình độ chọc ngoáy vào hạng nhất, ở bên dưới rất nhiều chuyện đều là vào lúc cười tâu toét rồi đưa ra quyết định. Y còn tưởng rằng Tần Thác Phu là có ý quấy rối, chính là muốn làm khó y. Liền không vui mà nói. Nói nửa ngày, chủ nhiệm Tần có thái độ như thế nào đối với việc đề cử Trung Nghĩa Bình? Trung Nghĩa Bình là một người không tồi, có bằng cấp, có năng lực, có nghị lực, đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ, bí thư đảng ủy xã cũng không phải là không thể được. Tần Thác Phu thấy Phó Tiên Phong tức giận, nghĩ thầm rằng ngay cả một đứa con nít ở trước mặt tôi còn muốn giả bộ như một cánh hoa, vẫn còn non kém một chút, chơi thủ đoạn. Không phải ông là thái tử đảng gì đó thì cho là mình thông minh hơn người khác. Bất chợt dừng lại, Tần Thác Phu thấy trên mặt Phó Tiên Phong biểu hiện hơi kỳ lạ, liền cười nói. Tôi nghe ý kiến đề cử của trưởng ban phương, cũng đã nghe ý kiến phản đối của Phó Bí Thư Phó, cảm thấy vẫn là ý kiến đề cử của trưởng ban phương thấu đáo hơn một chút, làm cho người ta tin phục, còn lời nói của Phó Bí Thư Phó chỉ là nói suông, không đủ thuyết phục tôi quyết định sẽ từ từ tỏ thái độ. Để nghe thêm cao kiến của Phó Bí Thư Phó rồi mới ra quyết định. Phó Tiên Phong đã hiểu, Tần Thác Phu muốn giễu cợt y, chờ để chê cười y, không khỏi tức giận liền nói. Chủ nhiệm Tần, các lãnh đạo đều đang ngồi ở hội nghị thường vụ, xin ngài tự trọng. Tần Thác Phu không chịu, bị Phó Tiên Phong nhỏ tuổi hơn của trách ngay trước mặt mọi người, lập tức sắc mặt phát lạnh. Dầm, một tiếng vỗ bàn vang lên. Phó Tiên Phong, tôi là lão Tần sao không biết tự trọng. Anh cứ một mực nói gì là không có kinh nghiệm công tác ở cơ sở, không phải là đang nói chính mình sao? Hiện tượng đập bàn ở hội nghị thường vụ không phải là hiếm thấy, thậm chí còn phát sinh cả chửi bậy. Đều là người cả, không phải nói là cứ làm quan là sửa được tính tình, cho nên mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng vẻ mặt đều giật mình, nhưng lại không có người nào biểu hiện đến nỗi quá kinh ngạc. Nhưng thật ra Tần Thác Phu chỉ đập bàn xong, nói xong lời, lại tự ngồi xuống. Mở to mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, rồi cười. Sao vậy, chưa thấy lão Tần tôi đập bàn bao giờ à? Năm đó tôi ở cuộc họp còn mắng chửi, đánh người cơ mà. Vì cách mạng công tác, khó tránh khỏi đôi lúc phải biểu hiện bằng chân tình, đúng không? Năm đó Thái Tổ nói chuyện trên hội nghị thường vụ còn mắng cha chửi mẹ, lão Tần tôi không có khí phách của Thái Tổ, đập bàn cũng không là cái gì cả, có phải không? So với Phó Tiên Phong, phần lớn người đang ngồi đây đều đã làm việc chung với Tần Thác Phu một thời gian dài, biết tính cách ông ta bề ngoài rất thô thiển nhưng bên trong rất tinh tế, cũng biết hôm nay ông ta hành động như vậy khẳng định là muốn mượn chuyện này để nói chuyện của mình. Phỏng chừng là Phó Tiên Phong đã đắc tội gì với ông ta rồi, việc này không lớn cũng không nhỏ nên không ảnh hưởng đến toàn cục, ai lại tin là thật. Ngay cả Trần Phong cũng cười mắng nói. Được rồi lão Tần, ngài thu hồi tác phong thô bạo lại, họ có văn minh chút nào. Nếu muốn văn minh, lão Tần tôi không kém hơn bất kỳ ai. Tần Thác Phu ngồi xuống, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, vô cùng lễ phép nói. Mời Phó Tiên Phong tiếp tục phát biểu, cảm ơn. Phó Tiên Phong lửa giận đã nổi, một biện pháp cũng không có. Lão già Tần Thác Phu giảo hoạt, sắc mặt thay đổi liên tục, vừa có thể thật sự nghiêm túc, vừa có năng lực quấy nhiễu, y mới hiểu ra, so với cán bộ đã ở cơ sở nhiều năm, sự linh hoạt thay đổi của y còn kém quá xa. Muốn cười thì cười, muốn gây rối liền gây rối, bản lĩnh như vậy cũng khó có thể có được, bên trong vừa thật vừa giả, làm cho người khác không hiểu ra sao cả. Anh mà choáng váng thì ông ta thắng lợi rồi. Trong đầu Phó Tiên Phong có lửa giận mà không thể phát ra, đành phải nhìn Đàm Long liếc mắt một cái, thong thả nói. Ý kiến của tôi là việc đề cử Trung Nghĩa Bình là không thích hợp, mời các vị ủy viên thường vụ phát biểu một chút quan điểm. Ánh mắt Đàm Long có hơi trốn tránh. Không muốn đối diện với ánh mắt của Phó Tiên Phong,
khiến trong lòng Phó Tiên Phong bỗng nhiên hiện lên một tia nghi vấn, mới nhớ tới trước khi hội nghị thường vụ diễn ra, lúc y và Đàm Long, Hà Giang Hoa cùng uống rượu nhâm nhi nói chuyện, nói rằng bọn họ sẽ phối hợp cùng nhau phản đối việc đề cử Trung Nghĩa Bình, giờ lại chỉ liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu mà không nói gì. Phó Tiên Phong cho rằng giữa bọn họ là đang ở cùng một trận địa, khẳng định là cũng đủ ăn ý, cũng không có nghĩ nhiều, còn muốn mạnh mẽ mà nói một câu thì Đàm Long và Hà Giang Hoa lấy cớ có việc nên đi trước, lúc ấy y còn thấy khó hiểu, có vẻ là hai người đó dường như có việc gì giấu giếm y. Đàm Long và Hà Giang Hoa đều không tranh nhau để lên tiếng trước, mà nhường cho các ủy viên thường vụ khác phát biểu ý kiến trước. Bí thư Đảng ủy Công an Trần Ngọc Long, trưởng ban tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa lần lượt lên tiếng tỏ vẻ tán thành việc đề cử Giang Thiên và Trương Kiệt, phản đối việc đề cử Trung Nghĩa Bình. Trần Phong cũng đã đoán trước là tình hình sẽ như vậy, tuy nhiên điều Trần Phong không ngờ chính là Chủ tịch Mặt trận Thống Nhất Bạc Hậu Phát cũng không đứng ở phía trung lập, mà cũng đưa ra ý kiến phản đối Trung Nghĩa Bình. Tình hình vô cùng gay gắt, thậm chí Trần Phong đã ra kết luận, việc đề cử Trung Nghĩa Bình tất nhiên không được thông qua hội nghị thường vụ khiến bao công sức của Hạ Tưởng bị uổng phí. Đang lúc Trần Phong cân nhắc lần cuối cùng xem có nên gác lại không, bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói của Đàm Long. Đàm Long đột nhiên mở miệng, khiến cho Trần Phong ngạc nhiên. Đồng chí Trung Nghĩa Bình lúc ở tổ cải tạo thôn Nội Đô công tác rất nghiêm túc, đối nhân xử thế thành thật, đáng tin cậy, đồng chí thật sự là một đồng chí tốt. Tuy rằng đồng chí chưa trải qua giai đoạn công tác ở cơ sở, nhưng có bằng cấp, có kiến thức, khi công tác đã không ít lần tiếp xúc với dân chúng, có kinh nghiệm xử lý được đủ loại tình huống ở cơ sở. Tôi cảm thấy việc ban tổ chức cán bộ đề cử đồng chí là thích hợp, cũng trải qua sự sát hạch, vì vậy tôi tán thành việc đề cử của ban tổ chức cán bộ. Đàm Long vừa nói xong, ánh mắt liền bay nhanh đến chỗ của Phó Tiên Phong liếc mắt một cái, rồi lập tức dừng lại ở trên người Hà Giang Hoa. Không chỉ Trần Phong không thể tin được lỗ tai của chính mình, ngạc nhiên không thể hiểu nổi mà nhìn Đàm Long liếc mắt một cái, Phó Tiên Phong lại càng hết sức kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đàm Long. Sao lại có chuyện như vậy được? Ai chẳng biết quan hệ giữa Đàm Long và y, hiện tại Đàm Long lại công khai ở trên hội nghị thường vụ làm trái với y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Phó Tiên Phong không khỏi ngờ vực không có căn cứ, lại nhìn về phía Hà Giang Hoa. Trong ánh mắt Hà Giang Hoa hiện lên một tia tỏ ý không biết là chuyện gì, lập tức mở miệng nói. Tôi cũng tán thành tất cả đề cử của ban tổ chức cán bộ. Chỉ nói một câu liền vội vàng ngậm miệng lại, cũng không nói thêm lời nào. Quả thực Phó Tiên Phong muốn phát cuồng lên, y cứ tưởng rằng dựa vào quan điểm chính trị và sự lên tiếng mạnh mẽ của y, nhất định có thể làm lay động phái trung gian, khẳng định có thể ngăn cản việc đề cử Trung Nghĩa Bình được thông qua. Hơn nữa y cũng chắc chắn Trần Phong và Hồ Tăng Chu sẽ không có thái độ xuất đầu lộ diện, đúng là cơ hội tốt nhất để đả kích dáng vẻ kiêu ngạo của Hạ Tưởng, ai ngờ rằng khi phái trung gian tán thành cùng y, thì cuối cùng không ngờ lại bị người một nhà hủy hoại mọi chuyện. Đây là lần thứ hai trong hôm nay Phó Tiên Phong phát hỏa. Chẳng qua lúc này đây y là đang tự giận chính mình, Đàm Long được lắm không ngờ lại là một tay rút củi dưới đáy nồi, sao lúc ấy chính mình lại ngu dại như vậy? Không chú ý tới sự khác thường của Đàm Long. Còn quá tự tin, cho rằng Đàm Long nhất định sẽ hùa theo mình. Nghĩ lại mới thấy Đàm Long không nên ủng hộ việc đề cử Trung Nghĩa Bình. Trung Nghĩa Bình là người của Hạ Tưởng ông ta không thể không biết. Quan hệ giữa Đàm Long và Hạ Tưởng cũng không phải mới bất hòa ngày một ngày hai. Sao đột nhiên Đàm Long lại ủng hộ người của Hạ Tưởng tới huyện An đảm nhiệm chức vụ quan trọng? Chắc chắn phải có chuyện gì trong đó rồi. Phó Tiên Phong suy nghĩ một chút tới tình hình gần đây. Sau đó cân nhắc tình hình trước mắt, Phương Tiến Giang, Lý Ninh Sơn, Đàm Long và Hà Giang Hoa đều tỏ vẻ ủng hộ, mặc dù có y và Trần Ngọc Long, Hồi Vĩnh Nghĩa, Bạc Hậu Phát cùng nhau phản đối, hiện tại là 4 so với 4, cục diện đang ngang hàng bế tắc, nhưng chớ có quên thái độ của Tần Thác Phu tuy rằng ba phải thế nào cũng được, nhưng Phó Tiên Phong cũng không ôm hy vọng nào với ông ta cả, quan trọng nhất chính là lão thần Trần Phong và Hồ Tăng Chu không tỏ rõ thái độ. Bọn họ sẽ không xuất đầu lộ diện là không giả. Nhưng lúc này tình thế rất tốt, không phải trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Trong lòng Phó Tiên Phong than thở một tiếng, tình thế tự nhiên chuyển đổi đột ngột, cục diện tốt đẹp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát khiến y vô cùng đau đớn, chỉ có điều từ đầu đến cuối y không rõ chính là rốt cuộc là mắt xích nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ trong đó lại có thủ đoạn của Hạ Tưởng? Tần Thác Phu nhìn vẻ mặt uể oải của Phó Tiên Phong thật không muốn đánh rắn dập đầu như kẻ vô lại mà có vẻ đăm chiêu nói. Tôi bỏ phiếu trắng là tốt nhất,
quyền quyết định trao cho bí thư Trần. Trần Phong thầm mắng một câu đúng là tên cáo giả, vừa rồi đùa giỡn như điên, bây giờ lại giả bộ là người tốt, hai bên đều không muốn đắc tội, cái tên Tần Thác Phu này, ai muốn coi khinh ông ta không có văn hóa thì đúng là chịu thiệt, tuy nhiên thân là bí thư, nên cuối cùng tới thời điểm chủ trì đại cục thì cần phải đem khí phách nhân vật số một ra, tuy nhiên bởi vì Hồ Tăng Chu còn chưa lên tiếng, Trần Phong lại hỏi. Tăng Chu nói đi. Hồ Tăng Chu đang buồn bực, sao mà tình hình đột nhiên lại thay đổi thế, tò mò thật là tò mò, thời khắc mấu chốt thì lập trường phải kiên định, phải nể mặt mũi Hạ Tưởng. Huống chi hiện tại mọi chuyện lại là ân tình thuận nước dong thuyền, làm ơn mà không tốn công sức liền nói. Đồng chí Trung Nghĩa Bình có năng lực đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy xã Đán Bảo, tôi cảm thấy nên để một cơ hội trưởng thành cho người trẻ tuổi. Trần Phong thấy mọi chuyện chuyển biến tốt, liền lên tiếng kết luận. Hội nghị thường vụ lần này là một hội nghị dân chủ, mọi người thảo luận rất kịch liệt, phát biểu rất hay, cuối cùng ban tổ chức cán bộ đã thông qua đối với việc đề cử nhân sự ở huyện An. Ở bên trong tiếng vỗ tay không mấy nhiệt liệt, việc sắp xếp nhân sự quan trọng trong một lần đã được kéo màn kết thúc như vậy. Chương 464, tin đồn và ảnh hưởng. Tan họp Phó Tiên Phong liền tới tìm Đàm Long trực tiếp hỏi sao lại như vậy. Vẻ mặt Đàm Long bất đắc dĩ, có chút chần chừ, tuy nhiên đối mặt với sự truy hỏi không ngừng của Phó Tiên Phong nên cũng nói. Phó Bí Thư thôi nói là thả nhỏ bắt lớn, chuyện của Trung Nghĩa Bình hãy lui một bước, đổi lại ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ thông qua việc đề cử Trịnh Quan Quần. Thôi Hướng đã sắp xếp Trịnh Quan Quần đảm nhiệm vị trí Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó Tiên Phong cũng không để trong lòng. Cho rằng ở tỉnh ủy có Mã Tiêu là đủ rồi, một phó trưởng ban thường trực, lại là thường vụ, cùng với cấp bậc và quyền lực trưởng ban, thì vẫn thua kém nhiều lắm. Cũng không thể trách Phó Tiên Phong không để tâm, y từ Bắc Kinh nhảy dù tới tỉnh Yến, vẫn thiếu kinh nghiệm đấu tranh chính trị, đối với nhiều sự việc chỉ nhìn tới mặt ngoài, cũng không biết có đôi khi dù là ý nghĩa tượng trưng cũng sẽ lớn hơn thắng lợi thực tế, cũng là một thắng lợi quan trọng. Cho nên mới có cục diện bế tắc Diệp Thạch Sinh thì muốn điều Phong Lợi đi. Mà Thôi Hướng lại muốn sắp xếp cho Trịnh Quan Quần vào. Bế tắc, có lẽ vì Mai Thái Bình không thông qua việc đề cử Trịnh Quan Quần, cũng không phải nói là tất cả đều không thông qua, chỉ nói là còn đang trong kiểm tra, chẳng khác một chiến thuật, trì hoãn. Sau đó thì có người ở trung gian mật báo với Thôi Hướng, nói là mấu chốt nằm ở việc sắp xếp nhân sự ở huyện An thành phố Yến, là vì việc đề cử Trung Nghĩa Bình bị Phó Tiên Phong phản đối. Thôi Hướng cân nhắc lợi hại. Cho rằng một ủy viên thường vụ huyện ủy huyện An và phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy không thể so sánh với nhau. Mặc dù y cũng biết Phó Tiên Phong coi trọng quyền lợi của mình tại huyện An, lại vì quan hệ của Hạ Tưởng có chết cũng không chịu mở miệng, trong lòng còn có chút coi thường Phó Tiên Phong không hiểu sự phức tạp của đấu tranh chính trị, mà kết quả từ trước đến nay chính là anh lui thì tôi tiến, đạt được một kết quả thỏa hiệp cân bằng thì không sai vào đâu cả, còn muốn đạt được kết quả thắng lợi hoàn toàn. Khả năng đó gần như là không có. Y cũng không ra mặt khuyên Phó Tiên Phong nhượng bộ, bởi vì y hiểu rõ tính cách của Phó Tiên Phong, ở cuộc họp hội ý đã nói rất cứng rắn, còn muốn chính miệng Phó Tiên Phong sửa lại, thì hết sức là khó khăn. Phó Tiên Phong dựa vào thế lực gia tộc ở Bắc Kinh làm quan không coi ai ra gì, từ trước đến nay rất kiên cường, lại tự cho mình ở vị trí quá cao, trong lòng luôn mang sự ngạo mạn của một thái tử đảng lại có thái độ khinh thường đối với cán bộ ở thành phố Yến. Muốn khuyên cũng không thể khuyên được, còn không bằng bảo Đàm Long và Hà Giang Hoa ở hội nghị thường vụ cùng trở mặt, vừa đạt được hiệu quả là nhượng bộ với Hạ Tưởng, lại có tác dụng thức tỉnh Phó Tiên Phong, cũng khiến y tinh tường nhận rõ việc đấu tranh chính trị không phải là tranh đấu khí phách, mà là tranh đấu lợi ích, không thể chấp nhận bởi vì tức giận mà đánh mất một cơ hội tốt. Vì thế trên hội nghị thường vụ mới có cảnh tượng như vậy. Nếu để Thôi Hướng biết được, y đã hao tổn bao tâm huyết để điều chỉnh quan quần đến ban tuyên giáo tỉnh ủy, bên ngoài là muốn làm hòa một ván, sắp xếp người của y tới ban tuyên giáo, thực tế là Hạ Tưởng ở sau lưng sớm đã một tay rút củi dưới đáy nồi, đã âm thầm lôi kéo Trịnh Quan Quần trước. Y cho là người ta vì y may áo, ai ngờ Hạ Tưởng lại thừa cơ hội, nhạy bén mà nắm bắt được thời cơ. Xếp Trung Nghĩa Bình vào hội nghị thường vụ huyện An, sau khi Thôi Hướng biết rõ được chân tướng sự việc, nói không chừng sẽ tức giận đến hộc máu. Chỉ là y may mắn còn chưa biết chân tướng, chính mình vẫn chìm đắm trong vui sướng. Ngay sau đó Thôi Hướng và Phó Tiên Phong nói chuyện qua điện thoại, sau đó lại an ủi Phó Tiên Phong,
khi buông điện thoại xuống y liền nhận được thông báo nói là ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thông qua đề cử Trịnh Quan Quân. Một ủy viên thường vụ huyện ủy đổi được một phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, đúng là buôn bán có lời, Thôi Hướng thấy có chút vui mừng, mặc dù bị Diệp Thạch Sinh điều phong lợi đi khiến trên mặt y không còn chút ánh sáng, nhưng y đã lập tức xếp được người nhà lên trên đỉnh, cũng coi như là không phân thắng bại. Chỉ có phong lợi là bị hy sinh thôi. Sau khi phong lợi biết rằng mình trở thành vật hy sinh, tìm Thôi Hướng khóc lóc một trận, hy vọng Thôi Hướng có thể kéo y lên. Ngay từ đầu thì Thôi Hướng cũng cảm thấy có chút không phải với y, nhưng sau khi thấy bộ dạng rất uất ức của y, trong lòng ngược lại thấy hơi chán ghét y. Lại nghĩ phong lợi dù sao cũng đã vì mình dốc hết sức lực, lại an ủi vài câu, nói là dù sao đến cục cán bộ kỳ cựu cũng tốt, kết giao tốt với cán bộ kỳ cựu ở địa phương, nói không chừng còn có thu hoạch lớn, làm ở đó vài năm không chừng còn có thể thăng chức nữa. Tự nhiên phong lợi không tin lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo của Thôi Hướng. Trong lòng y hiểu rõ, chỉ cần y rời khỏi ban tuyên giáo tỉnh ủy, ngay lập tức sẽ bị Thôi Hướng quên đi. Nhưng thấy Thôi Hướng không xua đuổi y, cũng không để bụng, biết rằng không còn cách nào cả, trong lòng trước hận Thôi Hướng đã qua cầu rút ván, lại càng hận Hạ Tưởng đã đâm bị thóc chọc bị gạo. Phong Lợi kiên định cho rằng y bị Diệp Thạch Sinh điều đi, nguyên do là vì Hạ Tưởng. Bởi vì lần trước y đã khiển trách Hạ Tưởng, trái lại còn bị Hạ Tưởng phản bác đến á khẩu không trả lời được. Sau khi trở về y liền thêm mắm thêm muối nói xấu Hạ Tưởng, nào là không tôn trọng lãnh đạo, nào là dùng lời lẽ xấu xa, nào là có thái độ ác liệt, vân vân. Phong Lợi đã cố gắng hết sức mà tuyên truyền khắp nơi, rằng Hạ Tưởng ở trong ban tuyên giáo tỉnh ủy trở thành người không coi lãnh đạo ra gì, hình tượng rất gian xảo quỷ quyệt, mà cuộc nói chuyện của y và Hạ Tưởng thì bị y nói thành cuộc công kích và chửi rủa của Hạ Tưởng đối với y. Cũng là bởi vì sự tuyên truyền và phóng đại của Phong Lợi mới tạo thành hình ảnh Hạ Tưởng xấu xa. Phong Lợi cũng biết gần đây Hạ Tưởng và Diệp Thạch Sinh rất hay qua lại với nhau, chắc chắn là Hạ Tưởng ở trước mặt Diệp Thạch Sinh đã nói xấu y, mới khiến y bị bí thư Diệp đuổi. Nhưng đúng là nhờ công lao của Phong Lợi, sau đó Hạ Tưởng bị mang tiếng xấu, đột nhiên xuất hiện chuyện Phong Lợi bị điều đến cục cán bộ kỳ cựu, vì thế mọi người ở ban tuyên giáo tỉnh ủy khi nghe thấy tên Hạ Tưởng đều biến sắc. Hạ Tưởng cũng thật quá độc. Phong Lợi người ta chỉ là sau lưng nói xấu vài câu, không ngờ lại đẩy Phong Lợi tới cục cán bộ kỳ cựu. Có đến mức trừng mắt là phải đáp lại như vậy không chứ? Tuy nhiên nghĩ lại thì, có thể một cước đá văng một phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy ra ngoài, Hạ Tưởng có được sự ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào, cũng hù dọa được một số người. Tuy nhiên mọi chuyện trong quan trường, tất cả mọi người thà tin rằng có còn hơn tin là không, kết quả truyền tới truyền lui, tóm tắt lại. Hạ Tưởng làm chuyện xấu sau lưng, bởi vì sau lần cãi nhau đó, mà điều Phong Lợi đi. May mắn là tin đồn chỉ lan truyền trong ban tuyên giáo tỉnh ủy, nếu mà lan truyền khắp trụ sở tỉnh ủy, Hạ Tưởng đúng là khóc không ra nước mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì chuyện Phong Lợi bị điều đi mà Trịnh Quan Quân được điều đến, hắn ở sau lưng đã tốn nhiều công sức, đã thành công lót đường cho Trung Nghĩa Bình, lại khiến Thôi Hướng ngậm bồ hòn làm ngọt, xem như âm thầm hòa nhau một ván. Có thể nói, đây là một trận thắng hết sức đẹp. Chỉ có điều cái đẹp không được biểu hiện bên ngoài, chỉ có thể là âm thầm được lợi ích thực tế, hơi tiếc nuối vì đã áo gấm đi đêm, cũng may Hạ Tưởng là đồng chí tốt không thích không việc gì lại đi lén lút vui mừng, nên đã đem sự đắc ý giấu dưới đáy lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai ngày sau tỉnh mời dự họp hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề nhân sự. Đồng chí Phong Lợi chính thức được bổ nhiệm chức vụ cục trưởng cục cán bộ kỳ cựu tỉnh ủy, trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Trịnh Quan Quân tiếp nhận chức vụ phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy. Nghe nói ở trên hội nghị thường vụ về cơ bản không có ý kiến dị nghị gì, chỉ có Mã Tiêu đối với việc Phong Lợi bị điều tới cục cán bộ kỳ cựu không thấy vui, cũng hàm xúc bày tỏ sự phản đối, nhưng một bàn tay thì không vỗ nên tiếng, đành phải thôi. Thời tiết đã vào giữa hè. Giới truyền thông của Bắc Kinh và tỉnh Yến cũng đang bước vào giai đoạn tranh luận cao trào nhất, khởi đầu là Bắc Kinh do Cốc Nho dẫn đầu nhân vật bên học viện, bắt đầu liệt kê một số ví dụ thực tế, trước tiên bắt đầu từ thành công trong việc thay đổi cơ chế ở tỉnh Lĩnh Nam, cuối cùng thì tới giai đoạn hoàn thành hiện nay của tỉnh Yến. Nhưng Trình Hy Học đã dẫn đầu những người chống lại, đưa ra những cái thất bại của tỉnh Lĩnh Nam, cùng với việc trong quá trình thay đổi cơ chế, tài sản thuộc sở hữu nhà nước bị thất thoát vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí còn nói tỷ lệ của nền kinh tế thuộc sở hữu nhà nước ở tỉnh Lĩnh Nam càng ngày càng thấp,
kinh tế tư nhân đang nổi dậy trên diện rộng, đưa ra vấn đề rất quan trọng là xã hội vẫn còn tính tư bản. Hải Đức Trường sau khi xem bài viết hết sức giận dữ, chỉ lệnh cho Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam tổ chức lực lượng, dùng ngòi bút làm vũ khí đối chọi với Trình Hy Học, theo đó tỉnh Lĩnh Nam gia nhập cuộc tranh luận, lại có mấy tỉnh phía Nam nghe tin cũng lập tức hành động, cũng tham gia hàng ngũ tranh luận, đều không ngoại lệ chính là các tỉnh vùng duyên hải phía Nam, tất cả đều là người ủng hộ việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp. Bởi vì tỉnh Lĩnh Nam tham gia, nên trong tranh luận ở Bắc Kinh, người ủng hộ dần dần chiếm thế thượng phong. Nhưng mà tỉnh Yến vẫn còn đang trong thế cục giằng co. Diệp Thạch Sinh có chút đứng ngồi không yên, ông ta khẩn cấp muốn tổ lãnh đạo lại đạt được thành tích, muốn cho tranh luận của tỉnh Yến cũng giành được thắng lợi, liền thúc giục Hạ Tưởng mau chóng đưa ra phương án. Trong lòng Hạ Tưởng sớm đã có cách đối phó. Ở trong văn phòng tổ lãnh đạo, Hạ Tưởng nhìn thoáng thấy Vương Lâm Kiệt đang vùi đầu trong công việc, dặn dò nói. Lâm Kiệt, cậu và Phương Cách đi tới thành phố Đan Thành một chuyến để điều tra tình hình thực tế một chút xem tình trạng hiện nay của nhà máy rượu Tương Đài như thế nào, sau khi trở về thì báo cáo tỉ mỉ lại cho tôi. Vương Lâm Kiệt đồng ý, xoay người đi tìm Phương Cách để sắp xếp công việc cụ thể rồi đi. Vương Lâm Kiệt là cháu trai Vương Bằng Phi, luôn công tác tại Ban tuyên giáo thành ủy. Vương Bằng Phi vừa đi, ngày tháng anh ta ở Ban tuyên giáo thành ủy đã không còn tốt lành được như trước nữa. Hạ Tưởng niệm tình mối quan hệ trước kia với Vương Bằng Phi không tồi, sau khi Trung Nghĩa Bình tới huyện An nhậm chức hắn đã điều Vương Lâm Kiệt đến tổ lãnh đạo. Bởi vậy, Vương Lâm Kiệt đối với Hạ Tưởng vô cùng cảm tạ. Đương nhiên, Trung Nghĩa Bình đối với Hạ Tưởng lại càng cảm động đến rơi nước mắt. Mặc dù y cũng không muốn rời khỏi Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng đã vì y mà tranh thủ cơ hội. Nói khoa trương một chút thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu không với thân phận một cán bộ cơ quan bình thường của y, muốn đến cơ sở hiện nay đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy xã cũng không có khả năng, huống chi là một bước đi thì đã là ủy viên thường vụ, hơn nữa còn từ cấp phòng một bước đã tiến lên cấp phó cục, quả thật là trời đã ném xuống một cái bánh ngon. Trung Nghĩa Bình từ đó coi Hạ Tưởng như là người bạn người thầy trong đời. Sắp xếp xong công tác của Vương Lâm Kiệt, Hạ Tưởng lại nhìn Cổ Ngọc nói. Cổ Ngọc, ngày mai cùng anh đi công tác ở thành phố Bảo một chuyến. Cổ Ngọc đồng ý một tiếng, nói. Mai Hiểu Lâm quay về Bắc Kinh rồi, khi đi, anh có tiễn cô ấy không? Em muốn tiễn cô ấy, chỉ tiếc là cô ấy không nói một tiếng mà đã đi rồi. Không ngờ Cổ Ngọc lại nhắc tới Mai Hiểu Lâm, lại khiến Hạ Tưởng xúc động vô cùng. Mai Hiểu Lâm đi khỏi cũng không nói với ai cả, không ngờ là lại lặng lẽ quay về Bắc Kinh, khiến hắn rất buồn bực. Tuy nhiên nghĩ rằng có lẽ bởi vì cô ấy đã cố ý tránh mình, cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô ấy không muốn gặp mình cũng tốt, không phải là lúc ấy cũng đã nhất thời sẩy chân bị cô ấy hấp dẫn một lần sao. Chính mình cũng không còn chuyện gì, phụ nữ dù sao cũng vẫn là phụ nữ, có lẽ là trong lòng vẫn còn có khúc mắc. Hạ Tưởng không muốn nghĩ nhiều đến chuyện của Mai Hiểu Lâm nữa. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc cùng nhau đi tới thành phố Bảo. Xe đi hơn một tiếng thì đã tới thành phố Bảo, nhìn xuống đường cao tốc, liền phát hiện ra Khâu Tự Phong đã sắp xếp cho người ra trạm nghênh đón. Khâu Tự Phong thật đúng là nhiệt tình, trong tình cảm đối với Hạ Tưởng như là tình bạn thân thiện, lại coi trọng tổ lãnh đạo. Sau khi nói lời khách sáo, Khâu Tự Phong liền tự mình đi cùng với Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, thẳng tới cơ sở sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời của khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao ở thành phố Bảo được đặt ở phía tây bắc thành phố Bảo. Khi mới thành lập còn rất hoang vắng, trải qua vài năm phát triển, hiện tại đã nối liền với nội thành, nhìn xa xa, rất nhiều tòa nhà kiểu mới rất hiện đại và nhà xưởng hiện ra dưới ánh mặt trời rạng rỡ và rực rỡ, cũng là một cảnh tượng thật là phồn thịnh. Nhất là cơ sở sản phẩm năng lượng mặt trời đã nằm rải rác khắp nơi, thông qua lan can có thể thấy bên trong được sắp xếp ngăn nắp, sản phẩm quang năng đan xen vào nhau dưới ánh sáng mặt trời xếp thành một hang ngang, giống như một dải lớn phơi dưới mặt trời. Cùng đón nhận ánh sáng mặt trời, đang lấp lánh ánh sáng đen, đem năng lượng mặt trời chuyển hóa thành quang năng. Theo giới thiệu thì, trước mắt lượng điện của mười mấy trang thiết bị năng lượng mặt trời một ngày sản xuất ra, đủ cho một gia đình sử dụng trong một năm, chỉ có điều bởi vì giá thành sản xuất vô cùng đắt tiền, muốn một gia đình bình thường sử dụng, ở giai đoạn hiện nay gần như là không thể. Trên thực tế việc sử dụng năng lượng mặt trời rất có triển vọng. Sa mạc trên trái đất cứ trong 6 tiếng hấp thụ năng lượng mặt trời, thì đã vượt qua một năm năng lượng mà con người tiêu hao, có thể nói,
nếu như năng lượng mặt trời có thể được phổ biến rộng rãi, thì năng lượng mặt trời phát điện trong một năm có thể đủ cung cấp cho tất cả năng lượng tiêu hao của con người. Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch sẽ nhất và không bao giờ có thể cạn kiệt, chỉ có điều vì chi phí sản xuất quang năng từ năng lượng mặt trời quá cao, mấy năm qua, sự phổ biến của năng lượng mặt trời vẫn luôn cất bước một cách khó khăn. Xét thấy pin ắc quy và tuổi thọ hệ thống sử dụng, gia đình lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện thì chi phí gần 2 tệ cho một số điện, so với giá điện khu dân cư cao hơn gấp 2 đến 3 lần, tự mình phát điện cũng không lợi. Bình thường 7000W của hệ thống phát điện đã có thể thỏa mãn ở mức độ lớn nhất nhu cầu điện gia đình, mà một hệ thống như vậy, trước mắt báo giá khoảng 350.000, bởi vậy có rất ít người mua. Trước mắt người tiêu thụ ở trong nước bị giới hạn ý thức bảo vệ môi trường tương đối mạnh đều là người sử dụng biệt thự. Hạ Tưởng sau khi đi tham quan khảo sát mấy xí nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời, đưa ra một kết luận nhỏ, trước mắt năng lượng mặt trời mà thành phố bảo sản xuất gần như toàn bộ là xuất khẩu sang các nước ở châu Âu và Mỹ, nhiều nhất là nước Đức, bởi vì nước Đức đối với việc phát điện từ năng lượng mặt trời đã có chính phủ trợ cấp, còn có một hình thức là gia đình tự bán điện, chính là hễ là gia đình sử dụng điện từ năng lượng mặt trời thì ban ngày bán điện với giá cao cho công ty điện lực, buổi tối mua lại điện lực bình thường với giá thành thấp. Về phương diện mở rộng năng lượng mặt trời và bảo vệ môi trường thì nước Đức là đứng hàng đầu thế giới. Trước mắt với trình độ kinh tế và ý thức bảo vệ môi trường ở trong nước, thì không thể thực hiện như cách thức của nước Đức được. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại có suy nghĩ khác. Nhìn chung hơn 10 xí nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời vừa và nhỏ ở thành phố Bảo, cơ bản đều là trên dưới có 100 nhân công, 1-20 triệu sản lượng, hàng năm xuất khẩu hơn 1 triệu đô la sản phẩm. Nói là xuất khẩu thu ngoại tệ ngoài mặt thì nghe rất êm tai, nhưng trên thực tế thì lợi nhuận cực thấp, hoàn toàn dựa vào chi phí lợi thế mới có thể sinh tồn, trên cơ bản chính là phụ thuộc vào nhà máy gia công quy mô lớn ở châu Âu, vừa không có quyền sở hữu tri thức và tài sản, lại không có đổi mới sáng tạo kỹ thuật. Nói trắng ra, chính là cơ sở sản xuất gia công hoàn toàn dập khuôn. Xí nghiệp không có quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ cao, thật ra chỉ là một phân xưởng gia công cao cấp mà thôi. Phủ lên cái áo khoác công nghệ cao, thì việc tuyên truyền đối ngoại nghe cũng hay hơn một chút. Ý nghĩ của Hạ Tưởng cũng chính là dựa vào sự hiểu biết của đời sau và có một số ý tưởng linh tinh, sửa sang lại mà thành. Đương nhiên, cần hắn chỉ đạo nhà máy năng lượng mặt trời đi sản xuất máy bay năng lượng mặt trời, sản xuất ra sản phẩm năng lượng mặt trời cao cấp cũng không có khả năng, hắn lại không hiểu phân đoạn kỹ thuật trong đó. Ưu thế lớn nhất của Hạ Tưởng chính là biết thế hệ sau thông qua cố gắng cộng đồng của chính phủ và nhân dân, hình thức sản phẩm năng lượng mặt trời bắt đầu đa dạng hóa, bắt đầu đi vào rất nhiều ngành nghề, tiện nghi ở thành phố thị chính, tòa cao ốc, chiếu sáng ở công viên và các lĩnh vực khác đều được ứng dụng càng ngày càng nhiều. Ngồi trong văn phòng của Khâu Tự Phong được trang hoàng sáng sủa, rộng lớn, rất xa hoa, Hạ Tưởng không khỏi cảm thán. Văn phòng của anh với văn phòng của Phó Chủ tịch tỉnh Tống đều rất xa hoa, rất phung phí. Khâu Tự Phong hai tay duỗi ra, tự giễu nói. Tôi chịu làm như vậy là để ra vẻ với bên ngoài thôi, không làm không được. Tôi phụ trách thu hút đầu tư, Bí Thư Tào nói, văn phòng của tôi phải trang hoàng tốt nhất trong số văn phòng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Kết quả ngược lại, sau khi tất cả các lãnh đạo đến, đều nói vài câu kỳ quái, khiến cho tôi mỗi lần đều phải giải thích một phen. Đúng là chưa đủ phiền. Trước khi đến văn phòng của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng đã tới gặp mặt Tào Vĩnh Quốc, chỉ nói vài câu, Tào Vĩnh Quốc còn có việc phải vội đi, với Hạ Tưởng cũng không cần phải khách sáo, để cho Khâu Tự Phong phụ trách việc chiêu đãi Hạ Tưởng là được rồi. Tuy nhiên các cán bộ lãnh đạo lớn nhỏ của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Bảo nghe nói Hạ Tưởng tới thăm, đều yêu cầu được gặp mặt Hạ Tưởng, đều muốn được một lần gặp đại công thần của thành phố Bảo. Khâu Tự Phong sợ ảnh hưởng tới công tác của Hạ Tưởng liền nhất nhất khéo léo từ chối. Nhưng không ngăn nổi nhiều người quá mức nhiệt tình, đành phải đồng ý cử hành tiệc chiêu đãi vào buổi tối, nhất định sẽ mời Hạ Tưởng tham dự, mọi người mới hài lòng. Đúng rồi, Cổ Ngọc ở tổ lãnh đạo biểu hiện thế nào? Khâu Tự Phong hỏi. Cổ Ngọc đi cùng Hạ Tưởng khảo sát tất cả các xí nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời, sau đó liền lấy cớ có việc rồi rời khỏi, nói tối mới trở về. Hạ Tưởng biết cô muốn tới nhà máy ô tô Vạn Lý xem xét tình hình đầu tư, với tư cách là nhà đầu tư nên đối với sự phát triển của nhà máy ô tô Vạn Lý tất nhiên để ở trong lòng, có thể hiểu. Cũng được, rất khiêm tốn, nhưng cũng thiết thực. Hạ Tưởng cười hỏi một câu. Anh còn chưa nói cho tôi biết sốt của Cổ Ngọc và lão Cổ có lai lịch như thế nào.
Lão cổ ở trong quân đội là người đức cao vọng trọng, tuy nhiên ông ta là người trong quân chủng bí mật, có một số tài liệu không thể tra ra, anh cũng không nên hỏi nhiều, không có gì tốt đâu. Khâu Tự Phong hiển nhiên đối với lão cổ và cổ ngọc hiểu biết nhiều hơn một chút so với Hạ Tưởng, nhưng cũng là có hạn. Cha mẹ cổ ngọc trong một sự cố đã gặp nạn cả hai, lão cổ tuổi già lại phải đưa tiễn con, cũng là bất hạnh. Mẹ cổ ngọc vốn là Hoa Kiều người Đức, là con lai, cho nên cổ ngọc cũng. Có phải là có tính cách lẳng lơ rất khác biệt hay không? Hạ Tưởng đang vì bất hạnh của cổ ngọc mà bùi ngùi, lại nghe Khâu Tự Phong bỗng nhiên nói đến tính cách lẳng lơ của cổ ngọc. Không khỏi tức cười, cười mắng. Tôi phát hiện sau khi anh kết hôn, bất cứ việc gì đều thích dẫn dụ trên quan hệ nam nữ, có phải có chút quá tràn trề hay không? Khâu Tự Phong bị Hạ Tưởng nói tỉnh, hơi sửng sốt, vẫn còn lo nghĩ, nói. Thật là có chút ý tứ, quả thật là có liên quan với việc kết hôn. Thấy Khâu Tự Phong hiếm khi thành thật thừa nhận, Hạ Tưởng cười ha hả. Được rồi, không nói chuyện tào lao nữa, nói vào chuyện chính đi. Báo cáo tính khả thi về tài nguyên năng lượng mặt trời của thành phố Bảo mà tôi viết, anh cũng đã xem qua, cho chút quan điểm. Quan điểm đã có không ít, nhưng quan trọng nhất chỉ có một điều, đó là tài chính. Khâu Tự Phong cười ha hả, nói giống như vô lại. Chỉ cần anh có thể tìm nhà đầu tư bên ngoài, thành phố Bảo cần chính sách có chính sách, cần đất có đất, cần người có người. Chương 465, việc tốt trong khả năng. Hạ Tưởng phì cười. Sao anh không nhờ Bí Thư Hải tìm vốn tài chính đó đi? Hải Đức Trường và Phó Gia quan hệ không phải là ít, đã ra tay giúp đỡ Khâu Tự Phong thăng chức Phó Thị trưởng thành phố Bảo, chỉ cần Khâu Tự Phong lên tiếng, ông ta kêu vài xí nghiệp đến thành phố Bảo đầu tư, chỉ là việc nhỏ. Không phải không muốn nhờ chú Hải giúp sức, tôi cũng đã liên hệ qua với chú, thành phố Bảo hiện tại không có những dự án thích hợp. Miễn cưỡng đầu tư một hai dự án không phải không được, nhưng phải suy xét đến phát triển về sau. Chứ không phải chỉ đơn thuần mà chạy theo thành tích. Ngoài ra, cũng phải nghĩ cho chú Hải một chút, không thể để chú bị cấp trên nắm được sai phạm, hiện tại cấp trên có người không vừa lòng với chú, cho rằng tỉnh lĩnh Nam bước đi hơi nhanh một tí. Hạ Tưởng gật đầu, hắn hiểu được suy nghĩ của Khâu Tự Phong. Hiện tại điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đang hừng hực khí thế, tỉnh lĩnh Nam cũng bị quốc gia Nhật báo điểm danh nhiều lần, thậm chí bị Trình Hy Học biến thành một điển hình xấu, đương nhiên Trình Hy Học chỉ soi mói khuyết điểm. Không xem thành tích. Cũng vì tỉnh lĩnh Nam trong quá trình đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, quả thật có vài chỗ làm cho người ta lên án, đó đều là cái giá không thể tránh khỏi trong quá trình tiến lên phía trước. Dù vậy, không ai muốn bị người khác dùng kính lúp soi mói khuyết điểm, trình độ soi mói của Trình Hy Học cao siêu, luôn dùng lời lẽ sắc bén mà chỉ trích những chỗ không hợp lòng dân của tỉnh lĩnh Nam, sau đó bằng những từ ngữ thổi phồng, trắng trợn dèm pha, Hải Đức Trường không giận tím mặt mới lạ. Nghe nói Hải Đức Trường thậm chí muốn dùng thủ đoạn chính trị chống lại những luận điểm của Trình Hy Học. Nhưng bởi vì Trình Hy Học có hậu thuẫn rất mạnh mẽ, Hải Đức Trường xúc phạm không được. Hơn nữa ở ngoài mặt Trình Hy Học lấy thân phận là học giả, dùng chiêu bài là thảo luận học thuyết, làm cho Hải Đức Trường đành phải tổ chức lực lượng dư luận tiến hành phản kích. Lúc này đang là thời điểm nhạy cảm nhất, nếu Hải Đức Trường kêu vài doanh nghiệp đến thành phố Bảo đầu tư, Trình Hy Học đăng thêm một bài báo hoài nghi. Thì lại rước thêm những phiền phức không cần thiết. Thôi được, vốn nước ngoài tôi lo, liên quan về chính sách anh phụ trách, làm thế nào tập hợp được mười mấy xí nghiệp vừa và nhỏ, anh tính cách nào tùy anh, bất kể hứa hẹn hay khuyên bảo, hoặc là dụ ngọt, chỉ cần đạt được mục đích, mặc kệ thủ đoạn của anh. Trong mắt Hạ Tưởng đột nhiên lóe lên một ánh mắt kiên định. Khâu Tự Phong giật mình. Vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, không phải tính cách của cậu, cậu luôn thích làm việc cẩn thận. Sao bây giờ lại nóng vội? Hạ Tưởng lại cười. Không phải nóng vội, mà tôi đột nhiên cảm thấy, khi cải cách mở ra, trong quá trình điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đều không thể tránh khỏi những cơn đau, có khi không thể nhân từ nương tay. Cổ nhân nói, từ bất trưởng binh hiền lành thì không cầm quân, câu đó dùng vào lúc này vô dụng chính xác. Từ bất trưởng quyền, một mặt phải dựa theo chính sách làm việc, một mặt cũng phải nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, phải có dũng khí dám đi trước vì thiên hạ. Tôi cảm thấy, nếu để cậu mà làm phó thị trưởng chắc chắn làm còn tốt hơn tôi. Khâu Tự Phong và Hạ Tưởng cộng tác nhiều năm, cũng biết nét kiên định trong tính cách của Hạ Tưởng. Hắn làm việc thì hòa nhã, nhưng cũng có lúc hăng hái, cũng có lúc cứng rắn, thủ đoạn mạnh mẽ. Có một lần, đột ngột xảy ra chuyện tại huyện An,
Hạ Tưởng đúng là không chút do dự dùng thủ đoạn mạnh mẽ, xử lý việc đó hết sức hoàn hảo. Sau đó hắn ngẫm lại tỉ mỉ, nếu do dự thêm một chút, thì có thể dẫn tiếp những sự kiện hùa theo lớn hơn nữa. Hạ Tưởng không khách sáo thêm với Khâu Tự Phong vấn đề ai làm tốt chức phó thị trưởng, mà nói ra tính toán cụ thể về việc chỉnh hợp xí nghiệp vừa và nhỏ. Sở dĩ Hạ Tưởng đột nhiên nảy sinh ra ý nghĩ mạnh mẽ trong đầu, do là lòng dạ xưa nay vốn luôn điềm tĩnh bình thản bị phái bảo thủ do Trình Hy Học cầm đầu truy đánh mãnh liệt làm cho phiền chán, rốt cục cũng cảm nhận được uy lực của sức mạnh tuyên truyền. Cũng do, mỗi ngày giống như bị một đám ruồi muỗi bay qua bay lại bên lỗ tai, dùng giọng điệu âm dương quái khí nói xấu mình, dùng các thủ đoạn đánh phá tính tích cực của mình, dùng lời văn không còn chỗ nào để nói xấu sự nghiệp mà mình cho là đúng đắn, còn tìm mọi cách để dò xét nhất cử nhất động của mình, moi móc sai lầm của mình, cả một thời gian dài, ai chịu nổi. Hạ Tưởng muốn mau chóng hoàn thành kế hoạch trong lòng hắn, dấy lên một cao trào mới trong điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tại thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, dùng hành động thực tế để phản bác lời lẽ nhàm chán của Trình Hy Học, chỉ cần có thành tích, đạt tới giai đoạn thứ nhất của mục tiêu. Coi như trước mặt mọi người tát một cái trên mặt Trình Hy Học. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại không thể không thừa nhận lợi hại của Trình Hy Học, bài văn của hắn quả thật sắc bén và dễ dàng chọc người phát hỏa, bởi vì những ví dụ mà hắn liệt kê quả thật là các trường hợp thất bại nghiêm trọng trong điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Từ các thương hiệu sản phẩm trong nước bị phá sản, hay là đồng vốn trong doanh nghiệp nhà nước bị thất thoát, thậm chí là một ít cán bộ chủ đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp không làm tròn trách nhiệm, bởi vì tham ô nhận hối lộ bị điều tra, còn có một số người ôm một khoản tiền trốn ra nước ngoài, vân vân, cái nào cũng đánh trúng chỗ hiểm của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, nói hắn thấy cây mà không dừng cũng đúng, nhưng những ví dụ sờ sờ trước mắt mà hắn đơn cử làm cho người ta không thể bỏ qua. Chuyên gia học giả hăm hở phản kích Trình Hy Học, chỉ có thể lấy thành công cụ thể của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp và kinh tế phát triển thần tốc của tỉnh Lĩnh Nam đến phản bác, chỉ có điều sau khi bọn họ bị Trình Hy Học khôn ngoan chuyển mục tiêu tới tỉnh Yến, luận điểm của các chuyên gia học giả phản kích đã không còn đanh thép mạnh mẽ nữa, bởi vì các dẫn chứng thành công điều chỉnh kết cấu sản nghiệp ở tỉnh Yến chỉ có thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, hơn nữa chỉ có mấy xí nghiệp, tính phổ biến không đầy đủ. Sức thuyết phục cũng không mạnh. Giai đoạn luận chiến trong hiện tại, bề ngoài là ở thế giằng co, trên thực tế phái ủng hộ hơi thất thế. Hạ Tưởng nghĩ đến đây, không khỏi hơi có chút sốt ruột. Hắn cũng biết, thời gian giằng co càng dài, đối với phe của mình càng bất lợi. Bởi vì Diệp Thạch Sinh có khả năng lùi bước ở thời điểm mấu chốt. Thành tích, thành tích, thành tích, Hạ Tưởng cảm giác được trọng trách trên vai, hận không thể một thân hai nơi, hận không thể một ngày có 48 giờ. Tuy nhiên sau khi bình tâm lại, hắn lại bất đắc dĩ mà mỉm cười, trấn tĩnh, thong dong, gặp chuyện không hoảng hốt, nói thì dễ dàng, tới lúc đụng chuyện quả là rất khó. Cho dù hắn có ưu thế tâm lý của tuổi tác, nhưng dẫu sao cũng là con người. Hạ Tưởng dịu đi một chút tâm lý nôn nóng, bèn nói với Khâu Tự Phong suy nghĩ về vận dụng cụ thể của năng lượng mặt trời trong cuộc sống. Năng lượng mặt trời có thể vận dụng rộng rãi trong đèn đường, chẳng những đèn đường thành phố có thể chọn dùng đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng. Các tiểu khu, bệnh viện, khách sạn, công ty cũng có thể thúc đẩy rộng rãi việc vận dụng đèn năng lượng mặt trời hoặc các sản phẩm dùng năng lượng mặt trời. Trong quá trình thúc đẩy đương nhiên không thể thiếu sự tham gia của nhà nước, không nói chi xa, chỉ nội các đèn xanh đèn đỏ trên các giao lộ của thành phố Bảo vận dụng sản phẩm năng lượng mặt trời mà nói, cũng là một công trình không nhỏ. Tin rằng sau khi qua đợt điều chỉnh các xưởng sản xuất năng lượng mặt trời, từ ít lên nhiều, rồi hình thành quy mô sản xuất, là có thể giới thiệu các sản phẩm năng lượng mặt trời kiểu mới. Giai đoạn đầu chỉ nội sự quảng bá của thành phố Bảo là có thể làm cho các xưởng sản xuất sau khi điều chỉnh mang lại hiệu quả và lợi ích kinh tế không nhỏ. Tin rằng với sự hứa hẹn này, sẽ hấp dẫn không ít công ty nước ngoài. Hơn nữa, nhằm ủng hộ các xí nghiệp công nghệ cao, tôi cũng có thể xin tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, với lý do hỗ trợ nguồn năng lượng sạch để mở rộng ra toàn tỉnh. Chỉ cần chiêu này là có thể cam kết hiệu quả đầu tư được bảo đảm. Về sau sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài, thì hiệu quả và lợi ích còn hơn nữa. Hạ Tưởng lại vì Khâu Tự Phong bớt đi một món nợ. Tuy giai đoạn đầu đầu tư không nhỏ, nhưng tổng thể mà nói là tiết kiệm chi phí, sản phẩm năng lượng mặt trời một khi được đưa vào, hiệu quả suốt đời, trong thời hạn tuổi thọ, lượng điện tiết kiệm nhiều hơn so với đầu tư giai đoạn đầu. Đồng thời, cũng có lợi cho bảo vệ môi trường và giảm khí thải. Mặc dù bây giờ còn chưa bắt đầu khởi xướng giảm khí thải, nhưng bảo vệ quê hương mỗi người đều có trách nhiệm,
theo chỗ mình làm trước, từ hiện tại làm trước, cũng coi như Hạ Tưởng vì tương lai con cháu đời sau, dự liệu trước mà làm một việc tốt trong khả năng. Khâu Tự Phong hoàn toàn chấp nhận. Về mặt chính sách ủng hộ không thành vấn đề, mấu chốt là đưa vào tài chính và kỹ thuật. Trước mắt các xưởng năng lượng mặt trời của thành phố bảo chỉ có thể sản xuất mạch phát điện năng lượng mặt trời, không sản xuất không được sản phẩm thái dương năng theo kỹ thuật tiên tiến. Hạ Tưởng nháy mắt với Khâu Tự Phong. Đã bước đầu tiếp xúc một nhà máy năng lượng mặt trời của Mỹ, đối phương cũng có ý hợp tác, có lẽ sắp tới sẽ đến thành phố bảo khảo sát. Khâu Tự Phong mừng rỡ. Giỏi cho Hạ Tưởng, lòng vòng nửa ngày thì ra đã có đầu mối, vậy mà còn gạt tôi, thiệt tình cái ông này. Đối với tôi mà cậu còn không tin được sao? Nghĩ lại, hắn như vỡ ra điều gì, lại hỏi. Là Liên Nhược Hạm giới thiệu. Hạ Tưởng gật đầu. Vất vả cho cô ta, nếu không, cũng không tiến triển nhanh như vậy. Khâu Tự Phong cảm thán. Được một người hiền giúp đỡ bên trong là có phước rồi, cậu giỏi lắm, còn có một hiền trợ giúp bên ngoài. Phục cậu luôn. Hạ Tưởng cũng hơi cảm xúc. Việc Liên Nhược Hạm giúp hắn liên hệ các nhà máy năng lượng mặt trời, quả thật tận tâm. Hai ngày trước, Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Liên Nhược Hạm, khi Liên Nhược Hạm nghe điện thoại, còn đang dỗ đứa con, cô biết là điện thoại của Hạ Tưởng, cũng không thèm nghe, nhấc điện thoại rồi để qua một bên. Ngoan, cục cưng, cười cái nào, mẹ nói cho con nghe, con là bé con Trung Quốc, con có mắt đen tóc đen, có một người ba hư. Hạ Tưởng biết rằng Liên Nhược Hạm cố ý muốn hắn nghe. Tuy biết rằng cô ta không thấy nét mặt của mình, nhưng vẫn bất đắc dĩ mà mỉm cười, nói. Nhược Hạm, em cũng đừng mắng anh mỗi ngày đều rất nhớ em. Không biết Liên Nhược Hạm có nghe được hay không, chỉ biết cô ta vẫn cứ líu díu mà dỗ đứa nhỏ. Con sau này lớn lên, phải làm một người đàn ông tốt. Ngàn vạn lần đừng giống ba con trêu hoa ghẹo nguyệt, mẹ đã định cho con tiêu chuẩn là không hút thuốc, không uống rượu, không tán gái, không nuôi chó. Toàn tâm toàn ý chỉ lo cho gia đình, phải làm một người có trách nhiệm, một người đàn ông trung thủy. Nói cho mẹ nghe, con có thể làm được hay không? Đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi đương nhiên nghe không hiểu lời nói của Liên Nhược Hạm, càng không nói được, tuy nhiên may mắn thế nào đứa nhỏ kia bất ngờ oa oa vài câu, giống như trả lời khẳng định với Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm vui vẻ mà cười. Thật đúng là con yêu quý của mẹ, ngoan lắm, nào, hôn một cái. Sau khi hôn xong, cô còn nói. Thật ra, ba con không phải là hư, đàn ông giỏi bây giờ, có người nào mà bên cạnh không có mấy người đàn bà. Ba con coi như là tốt rồi, chỉ có hai. Con sau này lớn lên, chắc chắn cũng rất giỏi giang, vượt qua ba con chắc không thành vấn đề, nếu chỉ có một người bạn gái mà nói, cũng thiệt thòi phải không? Được rồi, mẹ cho phép con có hai bạn gái, cùng lắm không được vượt qua ba, thế nào? Hạ Tưởng đang uống nước. Lập tức phun ra một ngụm nước, làm ướt hết bản báo cáo hắn vừa mới viết xong. Liên Nhược Hạm trêu người quá đáng, cũng quá buồn cười, vừa mắng hắn một hồi, lấy hắn làm gương xấu để dạy con. Chớp mắt cái lại cảm thấy con mình có một bạn gái thì thiệt thòi, cái gì là lòng người? Lòng người chính là chỉ cho con mình được phép trăng hoa, ông xã mình không được ong bướm. E rằng phụ nữ trong thiên hạ đều có tâm tư giống nhau. Tuy nhiên Liên Nhược Hạm khen hắn chỉ có hai nữ nhân, nghĩ lại thấy xấu hổ. Tiếu Giai thì không tính, quen biết sớm nhất, không phải yêu đương vụng trộm, cùng lắm chỉ là tư tình. Còn sự việc Mai Hiểu Lâm chỉ có thể xem như một lần tình cờ tình cảm dâng trào, chỉ là sự cố không phải chuyện tình, cũng không thể hoàn toàn vô nghĩa. Nghĩ như thế, Hạ Tưởng cũng bình tâm. Xem ra, có khi mình tự an ủi cũng rất có tác dụng. Liên Nhược Hạm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe xong. Mới cầm điện thoại lên, nói. Vừa rồi em và đứa con nói chuyện, anh có ý kiến gì không? Không có, tuyệt đối không có. Hạ Tưởng thấy hơi gió mà lái thuyền, biết Tổng Liên Nhược Hạm buồn buồn thích gõ hắn vài cái, người ta có công lớn, sinh được đứa con. Tuy rằng trước mắt không thể họ Hạ, nhưng ai dám cam đoan về sau. Hơn nữa, dù sao cũng là người mẹ đứa con thứ nhất của hắn, công lao vất vả càng lớn. Nhược Hạm. Anh nhớ hai mẹ con em, khi nào con lớn lớn hơn một chút, trở về nước sinh sống, anh có thể dễ dàng thăm nom hai mẹ con. Liên Nhược Hạm, nhẹ một tiếng. Chỉ hay nói nịnh, anh cần mẹ con em làm gì? Anh có người vợ đẹp, không cần bao lâu, thì có thể sinh thêm một đứa, đến lúc đó có thể đường hoàng tận hưởng hạnh phúc cha con, chớp mắt một cách là quên hết mẹ con em.
Hạ Tưởng liền thở dài một hơi. Người hiểu ta thì cho là ta ưu tư, người không hiểu ta thì cho là ta đang mưu cầu. Nhược Hàm, tấm lòng của anh đối với em, có cần nhắc đi nhắc lại em mới yên tâm sao? Liên Nhược Hàm lại mềm lòng. Anh nói thì được, sao không cho em nói vài câu? Em nhớ anh, lại nhìn không thấy anh, xả vài câu trong lòng mới thoải mái. Đánh là thương, mắng là yêu. Anh ngốc, anh biết chưa? Hạ Tưởng trong lòng ấm áp. Anh biết, trước mặt em giả ngu, là muốn một nụ cười của người đẹp mà thôi. Kha, một tiếng, Liên Nhược Hạm mỉm cười. Còn kêu người đẹp nữa, em đã là mẹ của con nhỏ, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn lấy dáng lại được. Trước khi em thon thả lại như trước, em sẽ không về nước. Hạ Tưởng hoàn toàn hiểu được tâm lý thích làm đẹp của phụ nữ, nên đồng ý với quyết định của Liên Nhược Hạm. Khoảng cuối năm về là được, con còn nhỏ quá, đi máy bay quá sớm cũng không hay. Nói qua việc nhà, Hạ Tưởng hàm xúc mà góp ý về vấn đề để đứa nhỏ nên mang họ Ngô. Liên Nhược Hạm nghe rồi, thật lâu không nói gì. Bình tâm mà xét, Liên Nhược Hạm đối với ông cụ rất có cảm tình, cũng luôn luôn nhớ nhung sự yêu thương và thiên vị của ông cụ đối với cô ấy. Tập đoàn Viễn Cảnh của cô khi mới thành lập, được ông cụ công khai và ngấm ngầm chiếu cố rất nhiều, nên phát triển nhanh chóng vào thời kỳ đầu. Hơn nữa sự thiên vị của ông cụ đối với cô ấy tới nỗi khiến nhiều người đố kỵ. Mặc dù cũng có thể là do sự bất mãn việc Ngô Tài Dương phản bội mà cưng chiều cô ấy quá mức, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô ta quả thật là được ông cụ quan tâm nhiều mà được thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều để đứa nhỏ mang họ Ngô, trong lòng cô còn có chút khúc mắc. Là kết tinh tình yêu giữa cô và Hạ Tưởng, kỳ thật cô muốn nhất là đứa nhỏ mang họ Hạ, thậm chí cả tên cũng đã đặt sẵn rồi, lấy hai người họ, tên là Hạ Liên. Nhưng cô cũng biết phụ thân cố chấp và ông cụ nóng tánh. Rủi mà giận lên một cái chút hết xuống Hạ Tưởng, là điều cô không mong muốn. Không thể họ Hạ, thì lấy họ Liên, kêu Liên Hạ, chứng tỏ mối dây giữa hai người không thể cắt đứt. Rồi tới việc Ngô Tài Giang muốn đứa nhỏ mang họ Ngô, ý của Liên Nhược Hạm vốn muốn chống lại, nhưng nghĩ đến bệnh tình ông cụ, cũng như có thể an ủi ông cụ, có lẽ làm cho trong lòng ông nhẹ nhàng, lợi cho việc trị tận gốc bệnh tình, cũng là việc rất tốt. Cô làm sao không muốn ông cụ vui vẻ? Hơn nữa việc này lại do Hạ Tưởng mở miệng đề xuất, Liên Nhược Hạm vô cùng cảm kích Hạ Tưởng thật là tốt bụng và khoan dung. Chần chừ mãi, Liên Nhược Hạm rốt cục cũng lựa chọn sự thỏa hiệp. Nếu là Ngô Tài Giang đề xuất, thậm chí là Ngô Tài Dương mở miệng, cô cũng sẽ không ưng thuận, nhưng vì bệnh tình ông nội, cô không thể lựa chọn. Ngô Tài Giang nói đúng, ông cụ bình sinh thích nhất trẻ con, bởi vì trong mắt ông cụ, trẻ con đại biểu cho truyền đời thịnh vượng của Ngô gia. Mà đứa con của cô, lại là người thứ nhất trong đời thứ tư của Ngô gia. Sự ra đời của nó, đem đến cho ông cụ niềm sung sướng vô cùng. Họ Ngô cũng được, vì bệnh tình ông nội. Em có thể đồng ý, nhưng tên phải do em đặt, tên là Ngô Liên Hạ vậy. Còn nữa, anh không được phản đối. Tiếng của Liên Nhược Hạm có chút tủi thân, có sự bất đắc dĩ, cũng có chút tiếc nuối. Hạ Tưởng nói, mọi việc do em quyết định là được, anh không giành với em, chỉ mong mẹ con em bình an là tốt rồi, cho dù nó họ gì, tên gọi là gì, nó là con của Hạ Tưởng anh, điều này vĩnh viễn không thể thay đổi. Liên Nhược Hạm cuối cùng cũng nói một câu dịu dàng. Em cũng vĩnh viễn là người của anh, đừng nghĩ em sinh con rồi hoa tàn lá héo, rồi vứt bỏ em còn tươi trẻ xinh đẹp. Hạ Tưởng vội vàng nói không dám. Kỳ thật không phải không dám, mà là không nỡ. Sau đó, Hạ Tưởng còn nói có ý tìm công ty Thái Dương Năng ở Mỹ đến thành phố Bảo đầu tư. Liên Nhược Hạm trước kia đối với việc thương mại cũng không nhập tâm lắm, tập đoàn Viễn Cảnh tuy rằng làm ăn rất lớn, cũng là cô vừa làm vừa chơi dần dần làm nên. Từ sau khi quen biết Hạ Tưởng, bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với thương mại, lại có Hạ Tưởng cho ý kiến, hiện tại ở Mỹ công ty mạng phát triển rất mạnh, quy mô công ty cũng nhanh chóng mở rộng, hiện tại đã cơ hồ có xu hướng vượt qua Google. Liên Nhược Hạm bởi vì sinh con nhỏ, đem quyền quản lý công ty giao cho Tổng Giám đốc điều hành Norton. Mặt khác tất cả công việc, đều có vệ tân phụ trách liên lạc đối ngoại. Vệ tân tương đương với trợ lý kiêm thư ký của cô. Trải qua thời gian rèn luyện, vệ tân chẳng những thuần thục nắm vững tiếng Anh, khi giao tiếp với khách Mỹ, cũng ung dung đối đáp, nhanh chậm tự nhiên. Liên Nhược Hạm xem vệ tân như chị em, cấp cho cô ta 5.000 đô la Mỹ tiền lương. Đối với việc Hạ Tưởng nhờ, Liên Nhược Hạm không thèm nghĩ vì sao, cũng không cần biết Hạ Tưởng muốn mục đích gì,
chỉ cần hắn mở miệng, cô sẽ tận tâm hết sức giúp hắn hoàn thành. Hạ Tưởng vừa nói, cô liền lập tức nói. Chủ tịch công ty Norton là người kiên quyết theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, chắc hẳn là quen biết một số doanh nghiệp năng lượng mặt trời. Em kêu Vệ Tân liên lạc với hắn, nhờ hắn hỗ trợ liên hệ các doanh nghiệp ở Mỹ có ý đầu tư. Có tin tức, em thông báo cho anh sau. Hạ Tưởng rất vui mừng. Cũng là nhược hạm của anh giỏi. Còn chưa dứt lời, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng khóc to của đứa con, Liên Nhược Hạm lập tức luống cuống, chỉ nói với Hạ Tưởng một câu. Em đi xem chừng con, rồi gọi điện thoại sau. Bèn lập tức liền ngưng điện thoại. Chương 466, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nghe tiếng điện thoại cúp máy, tút tút, Hạ Tưởng lắc đầu cười. Liên Nhược Hạm bây giờ đặt hết tâm trí cho đứa con, còn với hắn, hoàn toàn không còn được quan tâm như ngày trước. Thực ra ngay cả hắn cũng nghĩ như vậy, hắn biết, đâu có người cha nào lại so bì với con. Hai ngày sau, Liên Nhược Hạm gọi điện thoại tới, nói là với sự giới thiệu của Norton, có một doanh nghiệp năng lượng mặt trời ở Mỹ rất hứng thú đối với đầu tư tại thành phố Bảo, chủ yếu cũng bởi vì khoản đầu tư 1,5 tỷ của Kodak gây sự xôn xao ở Mỹ, không ít người trong ngành đều cảm thấy tò mò đối với thành phố Bảo. Nhà máy mà Liên Nhược Hạm liên hệ ở bang Texas là công ty sản xuất các sản phẩm năng lượng mặt trời lớn nhất ở Mỹ, Chủ tịch Mai và Norton là bạn học. Sau khi nghe Norton giới thiệu, cảm thấy hết sức hứng thú, Mai và Chủ tịch Kodak cũng là bạn tốt, trong các quan hệ cũng rất thân thiết, hơn nữa Mai cũng có hiểu biết đối với tình hình thành phố Bảo, ông ta bèn hỏi thăm một ít về tình hình cụ thể. Sau đó với sự giới thiệu của Norton, Mai thu xếp cuộc họp với Liên Nhược Hạm. Tìm hiểu thêm một chút về hiện trạng sản phẩm năng lượng mặt trời của thành phố Bảo. Liên Nhược Hạm đem tài liệu mà Hạ Tưởng gửi fax trước đưa cho Mai, ý tưởng đầu tư của Mai càng được khẳng định. Nhất là khi hắn được biết người chủ xướng việc này là Hạ Tưởng cũng chính là người đã thuyết phục Kodak tới đầu tư, đã giơ ngón tay cái nói. Hạ tiên sinh rất thông minh, có tư duy thương mại, tôi cũng khâm phục ông ta, có thể làm ăn cùng ông ta, tôi cảm thấy rất yên tâm. Vì Liên Nhược Hạm phải chăm sóc con nhỏ, không thể theo sát, nên để cho Vệ Tân toàn quyền xử lý việc này. Sau khi Vệ Tân nghiên cứu các tài liệu liên quan, làm thuyết minh tường tận về triển vọng thị trường và các chính sách ưu đãi liên quan cho Mai. Trước giờ Mai rất quan tâm đối với thị trường mới nổi ở Trung Quốc, có được một dịp để tổng hợp các nguồn vốn nhằm mở cửa vào thị trường Trung Quốc như thế này không phải là một cơ hội dễ dàng, bèn bước đầu quyết định sẽ khảo sát thực địa thành phố Bảo, và cố ý đề xuất. Cùng hội đàm với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lần này đến thành phố Bảo, là muốn yêu cầu thành phố Bảo chuẩn bị về chính sách, và làm tốt công tác đón tiếp phái đoàn của Mai. Tuy nhiên hắn cố tình không để lộ, đợi khi nói chuyện xong với Khâu Tự Phong mới xì ra. Khâu Tự Phong khi nghe Hạ Tưởng nói mời được công ty năng lượng mặt trời lớn nhất ở Mỹ, mừng rỡ như điên, kích động mà đứng lên. Hạ Tưởng, Hạ Lão Đệ, cậu lại cho tôi một món quà hậu hỷ. Tôi không biết cảm tạ cậu như thế nào. Tôi dám nói, tin tức này sau khi truyền ra ngoài, sự cảm kích và kính nể của rất nhiều cán bộ thành phố Bảo đối với cậu sẽ vượt xa tôi. Suy nghĩ một chút, hắn lại tự giễu nói. Xem ra, tôi lại tự mình suy tưởng rồi phải không, cậu làm vì nhạc phụ của cậu, chứ đâu phải vì tôi. Thấy Khâu Tự Phong trở nên lo sấp lo ngửa, Hạ Tưởng thấy vui, không khỏi chọc ghẹo y vài câu. Được rồi. Giữa tôi và anh không cần câu nệ gì, tôi vừa không giúp nhạc phụ tôi, cũng không giúp anh, mà là đang thực hiện chức trách thành viên của tổ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, là vì kế hoạch lâu dài điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến. Đúng, đúng, cậu cao thượng, tôi tầm thường. Khâu Tự Phong vẻ mặt tươi cười, cũng hiểu rằng vừa rồi mình hơi quá lời, cũng là do y quá để tâm người bạn Hạ Tưởng này, mới nói như vậy, liền vội đổi đề tài. Tối nay có tiệc chào mừng. Mời cậu và đồng chí Cổ Ngọc tham gia, không được từ chối. Nếu không tôi không có cách nào giải thích với thành ủy và ủy ban nhân dân. Hạ Tưởng cũng biết rằng hắn tuy chỉ là cán bộ cấp cục, nhưng đại biểu cho tổ lãnh đạo, trong mắt nhiều người coi như là lãnh đạo cấp trên, không tham dự tiệc thì coi không được, đành phải đồng ý. Buổi tối Cổ Ngọc trở về, cùng với Hạ Tưởng tham gia tiệc chào mừng của thành phố Bảo. Ban đầu Hạ Tưởng nghĩ rằng chỉ là bữa tiệc nhỏ. Không ngờ tới hội trường rồi mới thấy, bốn bàn ngồi đầy, ít nhất cũng phải mấy chục người. Khâu Tự Phong sợ Hạ Tưởng không vui, vội vàng giải thích nói. Lúc đầu bí thư Tào nói, hôm nay đơn giản một chút thôi, hơn nữa bí thư Tào có việc cũng không thể có mặt, nhưng thị trưởng Nhậm nghe nói có cậu đến, bèn ban lệnh ra,
Kết quả là nhiều người như vậy, chỉ nội ủy viên thường vụ thành ủy cũng đến 7-8 người. Tào Vĩnh Quốc không đến là vì tránh hiểm nghi, dù sao một nhạc phụ một con rể, sau lưng thế nào người khác mặc kệ, còn trước mặt người khác nên né bớt ở cùng một chỗ vẫn là hơn. Thật ra cái chính vẫn là Khâu Tự Phong trong lúc vô ý để lộ tin Hạ Tưởng có thể lại muốn kéo đầu tư nước ngoài đến thành phố Bảo, rất nhiều người chưa tới phiên tham gia buổi tiệc, nhưng bởi vì những ích lợi thực tế mà đầu tư đem đến, bọn họ liền lũ lượt năn nỉ Nhâm Khánh Chi, xin được tham gia buổi tiệc. Nhâm Khánh Chi lớn tuổi rồi, phong cách cũng không cao ngạo, việc lớn nghe Tào Vĩnh Quốc, việc nhỏ để Khâu Tự Phong, tính tình lại tốt, chịu không nổi sự cầu xin của mọi người, bèn cho tất cả tới tham gia buổi tiệc. Kết quả cục diện thành ra như bây giờ. Thấy ai ai đều nhiệt tình như vậy, Hạ Tưởng không nỡ làm phật lòng mọi người. Bèn mặt mày tươi cười đến bắt tay từng người, không nề hà mà trả lời từng vấn đề của mỗi người, phong thái của hắn bình tĩnh ung dung, làm cho mọi người cảm nhận được nụ cười chân thành hữu hảo, chiếm được tình cảm tốt đẹp của mọi người, nhất là những thành tích to lớn mà hắn làm cho thành phố Bảo, mà những người trong bữa tiệc đều đang được hưởng lợi ích đó, vốn đã vô cùng cảm ơn đối với hắn. Nay lại nghe hắn lại muốn chuẩn bị vì thành phố Bảo mà lôi kéo đầu tư từ bên ngoài, nên cảm tình tốt đẹp đối với hắn tăng lên chẳng gì sánh bằng. Cho dù trong lòng mọi người đều biết Hạ Tưởng là con rể Bí Thư Tào, nhưng những gì Hạ Tưởng đã làm không phải chỉ một mình Bí Thư Tào được lợi, mà là cho tất cả mọi người đều có lợi, nên ai mà không xem trọng đối với Hạ Tưởng chứ. Cả Nhâm Khánh Chi cũng thân thiết mà kéo tay Hạ Tưởng, tự xưng bác cháu cháu mà thân mật với Hạ Tưởng. Tình cảm tốt đẹp của Nhâm Khánh Chi đối với Hạ Tưởng xuất tự tấm lòng, ông ta vốn lớn tuổi rồi, chuẩn bị dưỡng lão với mức hưu cấp sở, nhưng đột nhiên đúng lúc đó thành phố Bảo có 1,5 tỷ đô Mỹ từ đầu tư nước ngoài, ông ta là thị trưởng cũng có công lao. Trên tỉnh có tin hành lang, chuẩn bị để ông ta trước khi về hưu điều đến mặt trận Tổ quốc một thời gian, cất nhắc lên chức phó tỉnh, tạm thời nửa năm rồi nghỉ, coi như có được đãi ngộ của cấp phó tỉnh. Xem như lượm được một kim nguyên bảo, không. Không phải lượm được, mà là Hạ Tưởng tặng cho ông ta, cho nên tình cảm thân thiết của ông ta đối với Hạ Tưởng hoàn toàn thành tâm thành ý. Nghĩ kỹ, chàng trai trẻ này tốt thật, làm việc thì dốc hết tâm trí, cho dù hắn làm vì thành tích cho Tào Vĩnh Quốc, nhưng chính mình cũng được thơm lây, nói gì cũng phải cảm ơn hắn mới phải. Nhâm Khánh Chi càng nhìn Hạ Tưởng lại càng yêu thích, nghĩ lại Tào Vĩnh Quốc thiệt là lợi hại, gả con gái cho Hạ Tưởng từ trước. Con gái ông ta Nhậm Doanh Doanh còn xinh đẹp hơn Hứa Tình, một tiếc là chậm một bước, nếu không dù nói gì thì cũng phải bắt Hạ Tưởng này làm rể hiền. 1. Hứa Tình phồn thể, Su Trinh, giản thể, Su Trinh, bính âm, Su Kính còn được phiên âm là Hứa Tịch, là một diễn viên Trung Quốc, với vai diễn tiêu biểu Nhậm Doanh Doanh trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001. Sự hoan nghênh của cán bộ thành phố Bảo đối với Hạ Tưởng còn nhiệt liệt hơn so với tưởng tượng của Khâu Tự Phong. Trong lòng nhiều người đều có ý nghĩ giống nhau, nếu có thể nhân cơ hội kết bạn được với Hạ Tưởng thì hay biết bao nhiêu. Vị nào ở thành phố Bảo cũng đều kín đáo ủng hộ một vài xí nghiệp, nếu được Hạ Tưởng để ý, cho tiến hành điều chỉnh chế độ, chẳng những có thể đem lại nguồn tài chính, còn có thể nhân cơ hội giành lấy thành tích, việc nhất cử lưỡng tiện ngon như vậy, chỉ cần một câu nói của Hạ Tưởng. Vì thế các ủy viên thường vụ của thành phố Bảo bao gồm phó thị trưởng thường trực, khi bắt tay Hạ Tưởng, đều tỏ thái độ nhún nhường. Không hề ra vẻ ủy viên thường vụ thành ủy. Muốn giỡn mặt sao, chưa cần nói Hạ Tưởng là con rể của Bí Thư Tào, chỉ nội cái hiện tại hắn là tâm phúc trong mắt của Phó Chủ tịch tỉnh Tống, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, sự ủng hộ của Bí Thư thành ủy thành phố Yến Trần Phong, là việc mà ai ai đều biết, ở trong tổ lãnh đạo hắn cũng có vai trò quan trọng, ai lại không nể nang ba phần. Lại càng không cần nhắc tiếng đồn gần đây nhất, Hạ Tưởng giận dữ, phong lợi lên đường, làm cho người ta không thể suy đoán. Nghe nói phong lợi là do Bí Thư Diệp đích thân đề nghị tới cục cán bộ lão thành, chẳng phải là rất rõ ràng. Bí Thư Diệp cũng ưu ái đối với Hạ Tưởng. Vậy mà bởi vì Hạ Tưởng và phong lợi cãi nhau, liền vì hắn mà bứng phong lợi đi. Tiếng đồn càng sai lệch, càng sai lệch càng thổi phồng, cả Hạ Tưởng cũng không biết phong lợi bị trở thành vật hy sinh chính trị. Nhưng ở ngoài, trong mắt các cán bộ không rõ sự tình, cho rằng bởi vì cãi nhau với hắn mới bị Bí Thư tỉnh ủy xử lý. Trưởng ban tuyên giáo thành phố Bảo là Bộ Ngộ Bản và Phong Lợi có quen biết, cũng có chút giao hảo, cũng lơ mơ có nghe qua Phong Lợi nói xấu Hạ Tưởng một cách bất mãn. Sau khi rượu vô ngà ngà, y có chút hơi say, mượn ly rượu mời Hạ Tưởng nói. Trưởng phòng Hạ, tuy rằng tôi và Phong Lợi tình cảm tốt, nhưng những vấn đề thị phi trước mắt,
tôi vẫn nhất quyết đứng về bên anh. Hạ Tưởng giận dữ, Phong Lợi lên đường, tôi hoàn toàn tán thành cách làm của anh. Phong Lợi thật không phải, cũng hy vọng trưởng phòng Hạ đừng cho rằng tôi không biết phân biệt công tư. Hạ Tưởng ngạc nhiên, chuyện này là sao, cái gì, Hạ Tưởng giận dữ, Phong Lợi lên đường, chuyện này bị truyền lệch lạc quá rồi, nhưng sự tình chân tướng lại không thể giải thích rõ ràng, đành phải ậm ờ cho qua. Cho dù như thế nào, bữa tiệc coi như thành công, mọi thứ suôn sẻ, Hạ Tưởng cũng thuận lợi mọi bề, làm cho trong lòng mọi người có tình cảm tốt đẹp, để lại ấn tượng thông minh, hòa nhã, không lên mặt, làm cho Cổ Ngọc phục sát đất. Trước đây ở văn phòng tổ lãnh đạo còn chưa thấy Hạ Tưởng như thế nào, cũng không thấy hắn được nhiều người hoan nghênh, bây giờ tới thành phố Bảo rồi mới thấy được Hạ Tưởng phát huy sở trường bản lĩnh hơn người, trước mặt các cán bộ lãnh đạo cấp dưới của thành phố, cử chỉ khéo léo, được kính trọng mà không kiêu ngạo, nói chuyện ôn hòa, không vội vàng không hấp tấp làm cho người ta có cảm giác nho nhã lễ độ. Cổ Ngọc thầm nghĩ, Hạ Tưởng thật là làm cho người ta khó lường, luôn toát ra một khía cạnh khác không biết hết, luôn có thể cho người khác kinh ngạc vui mừng. Xem ra, hắn còn nhiều chỗ đáng để học theo. Hôm sau, Hạ Tưởng đem những điều mắt thấy tai nghe trong khảo sát và trong suy nghĩ, cùng với tài liệu trực tiếp có được sửa sang lại thành đề án hoàn chỉnh, fax cho Vệ Tân, để Vệ Tân có trọng tâm mà nói chuyện với Mai. Rất nhanh Vệ Tân phục đáp rằng, Mai cuối tuần có thời gian rảnh, nói thành phố Bảo nhanh chóng gửi thiệp mời. Hạ Tưởng đem tin này nói cho Khâu Tự Phong, Khâu Tự Phong cũng không biết nói gì hơn, vừa lúc không người xung quanh. Hắn liền nói giỡn. Tôi mà có em gái, nếu nó mà thích cậu, cho dù không có danh phận, tôi cũng không ngăn cản nó, đáng tiếc. Tôi chỉ có một chị gái. Hạ Tưởng bèn nhớ tới sự lợi hại của chị Khâu Tự Phong, không khỏi giật mình một cái, vội vàng nói. Đừng nói bậy, tôi là người tốt, ai giống như anh thích câu chị em người khác. Được rồi, tôi phải quay về thành phố Yến, còn có công việc cần xử lý ở thành phố Đan Thành. Khâu Tự Phong hết hồn, vội hỏi. Cậu biết được cái gì vậy? Có phải Mai Hiểu Lâm nói xấu gì tôi phải không? Hạ Tưởng thấy Khâu Tự Phong tưởng rằng mình biết được chuyện xấu trước kia của y, không khỏi cười ha hả. Nói xấu cái gì, chuyện gì anh làm qua tự trong lòng mình biết rõ, cũng đừng hỏi tôi. Nói xong, cũng không đếm xỉa Khâu Tự Phong vặn vẹo, hắn ưỡn ngực bước đi, chỉ để lại cho Khâu Tự Phong một cái bóng nghênh ngang. Trên đường trở về, Cổ Ngọc thỉnh thoảng lại nhìn lén Hạ Tưởng vài lần, muốn nói cái gì lại không mở miệng. Rốt cục sau khi Cổ Ngọc nhìn lén nhiều lần, Hạ Tưởng không kìm nổi. Cổ Ngọc, em có chuyện muốn nói thì mở miệng, đừng có úp úp mở mở, em là người luôn nhanh mồm nhanh miệng mà. Em sợ là nói ra làm cho tổn thương lòng tự ái của anh. Ở trước mặt Hạ Tưởng, Cổ Ngọc bớt đi phần kính nể đối với thượng cấp, với một thái độ bình đẳng tự nhiên. Hạ Tưởng cũng không thèm để ý. Hắn cũng biết ở trước mặt Cổ Ngọc, hắn không có uy quyền gì nhiều, hơn nữa, hắn cũng không có thói quen cố làm ra vẻ. Không sao đâu, nếu có thì sửa nếu không thì miễn, anh không phải con nít, hở chút là động chạm tự ái. Hạ Tưởng quay đầu nhìn Cổ Ngọc liếc mắt cười một cái. Trong lúc vô ý, vừa lúc Cổ Ngọc hơi xoay người, chồm người qua lấy tài liệu trên bảng điều khiển, ánh mắt Hạ Tưởng lọt đúng vào ở bên trong cổ áo của Cổ Ngọc, chỉ thấy một nửa núi non trong mây. Đôi bồ câu trắng muốn xòe cánh, tuyết trắng và hồng phấn xen nhau, mê hoặc vô cùng. Đương nhiên Hạ Tưởng là người đã từng trải qua những người đẹp cực kỳ, không đến mức chỉ liếc mắt nhìn một cái mà cảm thấy nao núng, nhưng đàn ông khó cưỡng nhất thường không phải sự kích động của thị giác, mà là vừa bị lôi cuốn của thị giác, lại có mùi hương đồng thời hấp dẫn, mà trên người Cổ Ngọc đúng là có hương thơm vừa làm mê hoặc, vừa khiến cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Nhất là lúc cổ áo cô ta bị trễ xuống. Có lẽ là do quần áo trên người chèn ép, một mùi hương hết sức ngây ngất từ ngực cô ta tỏa ra, phớt thẳng qua mùi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nghe hơi một cái, liền sảng khoái trong lòng, suýt nữa kìm không nổi. Cũng may cố gắng ém mũi lại, mới kềm lại ý muốn hắt hơi. Cổ Ngọc mặc một chiếc váy liền áo màu vàng nhạt, da thịt lộ ra bên ngoài đều tinh khiết như mỹ ngọc. Có phụ nữ làn da bên ngoài kém, làn da trong người tốt, có phụ nữ làn da bên ngoài tốt, ngược lại trong người kém. Mà Cổ Ngọc lại là trong ngoài như một. Hạ Tưởng chỉ thoáng nhìn cũng đã có được kết luận, nét đẹp của làn da Cổ Ngọc, không thua gì Tào Thù Lê, không kém hơn Liên Nhược Hạm, không thua Nghiêm Tiểu Thì. Làn da Tào Thù Lê trơn mịn mà nhẵn bóng, trắng mà khỏe mạnh. Làn da Nghiêm Tiểu Thì lung linh như thủy tinh, trắng như trong suốt. Làn da Cổ Ngọc săn chắc mà mịn màng, trắng mà mê người.
Đúng, mê người không phải bởi vì cổ ngọc trắng nhất, cũng không phải bởi vì làn da cổ ngọc bóng láng nhất, mà là có sức sống nhất, có niềm vui nhất. Hạ Tưởng thậm chí có thể tưởng tượng làm da cô ta căng mọng kinh người, hẳn là chạm vào như ngọc, ướt át dịu mát. Cái làm cho người ta say mê nhất chính là, trên người cô lúc nào cũng có làn hương, giống như theo làn da bên trong phát ra, đó mới là làm cho đàn ông hấp dẫn khó quên nhất. Cổ Ngọc phát hiện ánh mắt Hạ Tưởng, lại làm như không có việc gì mà ngồi thẳng người, tinh nghịch cười. Thật ra em muốn nói là, lúc đầu em rất tò mò về anh, cũng rất tôn trọng, nhưng qua tiếp xúc em cũng phát hiện, anh cũng là một người đàn ông bình thường, có lẽ có một ít ưu điểm mà đàn ông khác không có, nhưng khuyết điểm chung của những đàn ông khác, anh cũng không thiếu cái nào. Ý của em là chỉ anh mới rồi vô tình nhìn vào cổ áo của em. Hạ Tưởng cũng tự nhiên, trực tiếp nói ra. Đúng, không sai chút nào. Cổ Ngọc tức giận bất bình nói. Còn nữa, lúc anh đi thành phố Bảo, vừa lên xe liền lộ ra bản chất, cái mũi cứ hình hình không ngừng. Em mới biết, hèn gì anh cố ý kêu em cùng đi công tác chung, hóa ra trong lòng anh có mưu mô, có chủ ý xấu. Hạ Tưởng không thể không kêu oan. Em nếu ở tổ lãnh đạo công tác, phải theo sự phân công của anh mà công tác, trên người em có mùi hương, anh không ngửi cũng phải ngửi. Anh không trách em cố ý dụ dỗ người khác là may rồi, em còn trách anh là sao? Còn nữa, vừa rồi em xoay người lấy đồ, anh chỉ muốn nhắc em phải thắt dây an toàn, trong lúc vô ý thấy được núi đồi trong mây, lỗi không phải cố ý, em lại nói thành cố ý, rõ ràng là em có lòng nghi ngờ quá nặng. Cổ Ngọc tức giận quá xá, trừng mắt nhìn Hạ Tưởng. Đồ mặt dày, ăn gian rồi còn làm bộ, về nhà em mét ông nội, không đi làm nữa, đỡ phải bị anh ăn hiếp. Được rồi, đừng làm núng như con nít nữa, tự người em có mùi thơm đặc biệt, anh là bị động bị mùi hương nhập vô, cũng như vừa rồi tuyệt không phải cố ý nhìn em. Trên thực tế anh cũng không có tệ như vậy, phải không? Em cũng đừng nghĩ nhiều, hay là nói về hiện trạng nhà máy ô tô Vạn Lý. Hạ Tưởng vừa vuốt vừa xoa, hắn bây giờ là đàn ông đã kết hôn, bên cạnh còn có 3 người phụ nữ đều có thể dỗ được. Kể cả Liên Nhược Hạm thích làm khó hắn mà cũng dễ như trở bàn tay, đối phó với người dễ tính như Cổ Ngọc lại càng dễ hơn. Hạ Tưởng vừa nói, Cổ Ngọc quả nhiên nghe lời, lập tức quên đi khó chịu vừa rồi, bèn nói về tình trạng nhà máy ô tô Vạn Lý. Vì có thế mạnh của Cổ Ngọc tham gia, nhà máy ô tô Vạn Lý sau khi được đầu tư, mà thay đổi chiến lược chỉ sản xuất xe tải nhỏ và xe bán tải, bắt đầu chuyển qua sản xuất kiểu xe CUV, đồng thời mang danh là người chiến thắng. Thiết kế người chiến thắng tham khảo kiểu dáng của các danh hiệu nổi tiếng nước ngoài, và cải tiến để thích hợp với thẩm mỹ của người trong nước. Cổ Ngọc rất thích vẻ ngoài của người chiến thắng, nhưng sau khi đưa ra thị trường thì niềm tin không mạnh lắm. Thị trường loại xe đi chơi, phù hợp với người thành thị sau giờ làm việc muốn thư giãn, trong lòng muốn du sơn ngoạn thủy, vừa muốn có cảm nhận khi điều khiển một xe sang trọng lại muốn có nhiều chức năng của một xe thể thao, đồng thời lại chú trọng tiết kiệm nhiên liệu, chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Bây giờ tâm lý con người đầy mâu thuẫn, vừa muốn công tác lại muốn thư giãn, vì vậy mà xe CUV ra đời, vừa thoải mái như một kiểu xe sang trọng, kinh tế, lại có đặc điểm nhiều công năng và mạnh mẽ như một xe thể thao việt dã, chính là phù hợp với đặc điểm của con người hiện đại. Hạ Tưởng dùng tính thích ứng mà củng cố niềm tin cho Cổ Ngọc. Cổ Ngọc dương đôi mắt tò mò mà nhìn Hạ Tưởng. Hình như cái gì anh cũng biết một chút, kỳ lạ, em lại hơi bái phục anh rồi. Trước sự sùng bái vô tư kiểu con nít của Cổ Ngọc, Hạ Tưởng không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của cô, còn nói. Điều kiện căn bản của nhà máy ô tô Vạn Lý không tồi, rất có triển vọng, tầm nhìn của em rất hay, lựa chọn nhà máy ô tô Vạn Lý là một nước cờ tốt. Thị trường xe CUV sau khi đạt được thành công, thì có thể đem đề tài thảo luận về phân xưởng linh kiện vào lịch công tác, thế nào? Cổ Ngọc, một tiếng, mỉm cười. Đâu phải tầm nhìn của em tốt đâu. Chứ không phải nghe theo ý của anh sao, nếu xe CUV không thành công, em sẽ hỏi tội anh. Ý của anh là ý kiến hay, nếu không thành công, là vấn đề của người thực hành, chứ không phải là kế sách của anh không tốt. Hạ Tưởng đanh đá mà phủi hết trách nhiệm. Thiệt không có trách nhiệm gì, vậy mà là một người đàn ông sao, sao anh không nói, cùng lắm thì đem cô gán cho tôi là được rồi, anh nghĩ rằng em thật muốn anh hay sao? Cổ Ngọc lỡ lời. Nói ra khỏi miệng mới cảm thấy có chút đường đột, không khỏi sắc mặt đỏ lên, xoay đầu ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn Hạ Tưởng. Chương 467, chuẩn bị đánh trả.
Hạ Tưởng lắc đầu cười, thật ra tính tình Cổ Ngọc rất hiền lành, dịu dàng lại điềm tĩnh, là một cô bé không tệ. Chỉ có điều không rõ với tính cách của cô ấy không giống như người có đầu óc kinh doanh, mà lại có thể kiếm lời được bộn tiền trong nghề Ngọc Thạch, kể cũng lạ. Có khi con người có những mặt phức tạp, không nhất định phải là người khôn khéo mới có thể kiếm được tiền nhiều. Trở về thành phố Yến, Phương Cách và Vương Lâm Kiệt cũng đã trở về từ chuyến công tác ở thành phố Đan Thành, hai người trình cho Hạ Tưởng một bảng báo cáo tỉ mỉ về nhà máy rượu Tương Đài ở thành phố Đan Thành. Hạ Tưởng xem kỹ, so với tình hình mà hắn hiểu biết cũng không sai biệt lắm, thầm nghĩ rằng kỳ thật rượu Tương Đài, bất luận là cơ sở vật chất, hay công nghệ sản xuất, cũng như tay nghề công nhân, cái gì cũng không thiếu, cái thiếu chính là một lãnh đạo có tư duy kinh tế thị trường mạnh mẽ, và có dũng khí dám phá rào. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng đã đem đề nghị về bước tiếp theo thay đổi chế độ xí nghiệp của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo Đệ trình cho Tống Chiêu Độ xem. Tống Chiêu Độ xem xong lập tức báo cho Phạm Duệ Hằng, buổi chiều cùng ngày Phạm Duệ Hằng phê trên mặt chỉ thị. Ý tưởng rất tốt, mời Bí Thư Diệp cho ý kiến. Tống Chiêu Độ và Phạm Duệ Hằng đều có tâm tư giống nhau, trong sự vui mừng đều không hẹn mà cùng nghĩ, Hạ Tưởng là người rất có khả năng. Diệp Thạch Sinh xem xong, trong lòng bèn quyết định. Biết Hạ Tưởng quả nhiên không phụ sự phó thác của mình, từ đầu đến cuối hắn cũng vì bước tiếp theo của thay đổi chế độ mà hao tâm tổn sức, nghĩ rằng Hạ Tưởng vẫn là một cấp dưới tin cậy, chỉ làm không nói, cuối cùng ở thời điểm mấu chốt có thể đem niềm vui bất ngờ, trong lòng ông ta chuyển Hạ Tưởng qua danh sách loại cán bộ hoàn toàn có thể trọng dụng nhất. Trong mắt Diệp Thạch Sinh thì cán bộ có 4 loại, thứ nhất loại là không nói không làm, ở trong cơ quan như người vô hình, bình thường chuyện tốt nhớ không nổi hắn. Chuyện xấu cũng không tới phiên hắn, trên cơ bản nhân vật này có thể có mà cũng có thể không. Loại thứ hai là chỉ nói không làm, cán bộ như vậy chỉ làm các văn bản bên ngoài, lời nói văn hoa trên cửa miệng nói rất hay, nhưng thật sự làm được rất ít, hễ lãnh đạo giao cho nhiệm vụ, cho dù mức độ hoàn thành như thế nào, báo cáo công tác chắc chắn là bóc phét hết trang này đến trang khác. Loại thứ ba là vừa nói vừa làm, cán bộ loại này đều có năng lực nhất định, cũng có thể hoàn thành không ít nhiệm vụ khó khăn. Nhưng thích nhất lại là yêu cầu điều kiện, kê ra khó khăn, thích tuyên truyền. Loại thứ tư chính là chỉ làm không nói, Diệp Thạch Sinh mặc kệ người khác thích cán bộ dạng gì, dù sao ông ta cũng yêu thích nhất chính là nhân tài vùi đầu làm việc, làm ra thành tích lại không ưa tuyên truyền, chỉ yên lặng hiến tặng không cần hồi báo, chính là loại hình giống như Hạ Tưởng. Đương nhiên, Diệp Thạch Sinh không biết là, Hạ Tưởng không hoàn toàn là kiểu chỉ làm không nói. Hắn cũng có khi chỉ làm không nói. Nhưng cũng có khi vừa làm vừa nói, lúc nào thì vùi đầu khổ làm, lúc nào thích hợp cũng tuyên truyền một chút, để cho người khác biết công lao của hắn, chỉ là tùy thời cơ thích hợp. Sự thông minh của Hạ Tưởng, Diệp Thạch Sinh không hoàn toàn hiểu hết được. Diệp Thạch Sinh suy nghĩ một hồi, liền đề bút ở báo cáo phê chuẩn chỉ thị, đồng ý, các ban ngành liên quan của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo chấp hành theo văn bản này, Diệp Thạch Sinh. Phần sau chữ ký là một dấu chấm than. Biểu thị cho sự tán thành khẳng định của Diệp Thạch Sinh. Hơn nữa giọng điệu phê chỉ thị của ông ta hoàn toàn là kiểu mệnh lệnh. Tương đương với việc đem báo cáo của Hạ Tưởng nâng lên ngang với danh nghĩa của tổ lãnh đạo, do vậy đặt Hạ Tưởng gần với vị trí thực tế Tống Chiêu Độ ở tổ lãnh đạo. Sau khi phê chỉ thị, Diệp Thạch Sinh cảm giác dường như còn chưa hết ý, liền lấy điện thoại gọi cho Tiền Cẩm Tùng. Sau khi Tiền Cẩm Tùng nhận được chỉ thị, lại lập tức gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Kêu hắn đi gặp mặt Bí Thư Diệp báo cáo công tác. Khi Hạ Tưởng nhận được điện thoại Tiền Cẩm Tùng, cũng là lúc vừa mới cùng Phạm Tranh phát thảo bài viết. Hơn nữa hắn cũng viết xong một bài luận phản bác, đề tài là, luận về tính nguy hại của lý luận suông, từ chính diện và phản diện nêu ví dụ, đối với tiếng nói hoài nghi điều chỉnh kết cấu sản nghiệp hiện nay bày tỏ sự bất mãn kịch liệt, cũng nói bóng gió mà vạch ra có những người e sợ cho thiên hạ không loạn, đều không phải xuất phát từ mục đích tiến hành biện luận học thuật. Mà là có mục đích mở ám, thậm chí là vì bản thân. Bài luận của Hạ Tưởng so với bài văn của nhóm người phản bác đầu tiên của Nghiêm Tiểu thì, có thể nói lập luận sắc sảo hơn. Chẳng những biện luận trình bày ra việc thi hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp ở tỉnh Yến tới nay triển vọng tốt đẹp, còn triển vọng bước tiếp theo thay đổi chế độ đối với dân chúng bình thường đều được hưởng lợi, có thể nói Hạ Tưởng dốc hết tâm huyết mà làm. Bởi vì Hạ Tưởng đã sớm đoán được sau khi hắn báo cáo kế hoạch điều chỉnh kết cấu sản nghiệp bước thứ hai. Diệp Thạch Sinh chắc chắn ngay sau đó sẽ yêu cầu hắn phải có loạt bài văn phản bác thứ hai. Chỉ có điều không ngờ là, Diệp Thạch Sinh làm việc nhanh như vậy, thông qua Tiền Cẩm Tùng kêu mình đi báo cáo công tác, kỳ thật là có chỉ thị khác, cũng chứng tỏ,
Diệp Thạch Sinh thật đúng là nóng vội. Cũng may, Hạ Tưởng đã chuẩn bị sẵn. Hạ Tưởng vừa về từ thành phố Bảo, liền một hơi không ngừng nghỉ, hăng hái cả đêm hoàn thành bài viết của mình, lại liên hệ với Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Tranh, để họ cũng giao bài kịp lúc. Vừa khi nhận được điện thoại Tiền Cẩm Tùng, tính luôn cả bài viết của hắn tất cả gồm 3 bài, cũng vừa làm xong. Hạ Tưởng lần đầu tiên vào văn phòng Diệp Thạch Sinh với tư cách cán bộ cấp cục, một mình báo cáo công tác cho bí thư tỉnh ủy, quả thật có chút khẩn trương. Cố gắng bình tâm một chút, trong khuôn mặt tươi cười, Hạ Tưởng rảo từng bước tiến vào văn phòng nhân vật đệ nhất của tỉnh Yến. Văn phòng Diệp Thạch Sinh không có đặc điểm gì nổi bật rõ rệt, sau khi tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, ông ta cũng không dùng văn phòng để lại của Cao Thành Tùng, mà tùy ý chọn một phòng, dựa theo phong cách phòng làm việc trước kia của chủ tịch tỉnh trang hoàng một chút rồi dọn vào làm. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, ít nhất từ phong cách trang hoàng văn phòng mà xét, Diệp Thạch Sinh không quá chú trọng điều kiện làm việc, là một bí thư tỉnh ủy thiết thực, khiêm tốn. Không cần nói, tuy rằng Hạ Tưởng và Diệp Thạch Sinh coi như cũng hiểu biết, nhưng trường hợp gặp mặt ở một văn phòng nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên, hắn hơi khom người, sau đó cung kính lên tiếng. Bí thư Diệp. Diệp Thạch Sinh ngẩng đầu đưa mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ thản nhiên nói. Ngồi, trước tiên hãy nói chuyến đi thành phố Bảo nghe xem. Là một bí thư tỉnh ủy, mà để ý đến từng nhất cử nhất động của hắn, thật cũng có tấm lòng. Hạ Tưởng bây giờ hiểu rằng, ít nhất trong giai đoạn hiện nay, một nửa sinh lực của Diệp Thạch Sinh bị điều chỉnh kết cấu sản nghiệp trói buộc, nghĩ sâu hơn cũng là nhờ Trình Hy Học khởi phát luận chiến. Nếu không có Trình Hy Học chủ động khiêu chiến, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến cho dù có được thành tích hơn, có lẽ sự cảm nhận của Diệp Thạch Sinh cũng không nặng nề như thế. Dù sao công việc của một bí thư tỉnh ủy rất nhiều, phát triển kinh tế có quan trọng tới đâu, cũng không quan trọng bằng kế sách chính trị của một bí thư. Nhưng bởi vì điều chỉnh kết cấu sản nghiệp sau khi bị bài luận văn của Trình Hy Học bôi lên màu sắc chính trị, ngược lại đã khơi dậy sự tức giận của Diệp Thạch Sinh. Hiện tại sự chú ý của ông ta đối với điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, so với trước khi Trình Hy Học phát biểu bài luận văn, không thể so sánh như trước. Trước kia ông ta chỉ coi như một sự thử nghiệm, một sự đối phó đối với một công việc vậy thôi. Hiện tại thì hoàn toàn trở thành một sự khiêu chiến, một sự ứng chiến, một sự kiện chính trị hoàn toàn mới. Cho nên Diệp Thạch Sinh không câu nệ chức vị bí thư tỉnh ủy, kêu Hạ Tưởng đích thân đến đây gặp ông ta báo cáo công tác, chính là bởi vì công tác cụ thể điều chỉnh kết cấu sản nghiệp do tổ lãnh đạo thực thi, mà nhân vật trung tâm của tổ lãnh đạo chính là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đã đem kết luận rút ra từ khảo sát thành phố Bảo của hắn, báo cáo tỉ mỉ lại cho Diệp Thạch Sinh, đồng thời, lại đem chuyến khảo sát nhà máy rượu Tương Đài ở thành phố Đan Thành của Phương Cách và Vương Lâm, cũng nói ra luôn. Hạ Tưởng báo cáo bằng miệng, đương nhiên phải sinh động hơn so với trên văn bản, Diệp Thạch Sinh nghe xong, trong lòng càng củng cố niềm tin. Mấu chốt là đầu tư giai đoạn đầu và sự chắc chắn của thị trường giai đoạn sau, nhất là khó khăn lớn nhất của thu hút đầu tư ở giai đoạn đầu. Hạ Tưởng, tài chính cho dự án của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, có đầu mối nào không? Quan tâm nhất của Diệp Thạch Sinh vẫn là tài chính, không có tài chính, tất cả các ý tưởng đều là nói suông. Trên báo cáo Hạ Tưởng không có nói rõ tình hình tài chính đã được chuẩn bị chu đáo. Đang cố gắng tiến hành, khó khăn thì có, tuy nhiên, hy vọng cũng có. Hạ Tưởng không nói chắc, bởi vì hắn hiểu rõ Diệp Thạch Sinh ký thác hy vọng rất cao đối với hắn, nhưng càng như thế, càng phải cẩn thận. Xin bí thư Diệp yên tâm, tôi sẽ mau chóng vượt qua mặt khó khăn tài chính, một khi có tin tức chính xác, lập tức báo cáo cho ngài. Diệp Thạch Sinh cũng hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt, Hạ Tưởng dù sao chỉ là một cán bộ cấp cục, không phải là một nhân vật siêu phàm, không thể nào muốn tài chính thì có tài chính, phải cho hắn thời gian, bèn khích lệ Hạ Tưởng vài câu, liền hỏi thêm. Bài viết đợt 2 chuẩn bị thế nào rồi? Thật ra trước khi mở miệng, trong lòng Diệp Thạch Sinh thoáng qua một tia áy náy, thậm chí còn tự hỏi trong lòng một câu, có cần thúc ép Hạ Tưởng nhanh quá hay không? Gánh nặng tổ lãnh đạo gần như đặt hết trên một vai mình hắn mới chừng đó tuổi, có thể gánh nổi hay không? Tuy nhiên nghĩ lại Hạ Tưởng quả thật cũng tài hoa hơn người, thì cho rằng người giỏi chịu cực, dù sao không sợ Hạ Tưởng làm nhiều, chỉ cần hắn có thể làm tốt, càng chứng minh hắn có khả năng, là người cán bộ có thể phó thác trọng trách. Hạ Tưởng sớm có chuẩn bị, đem ra 3 bài viết, kính cẩn giao cho Diệp Thạch Sinh, nói. Sau khi từ thành phố Bảo trở về, tôi liền suốt đêm thảo bài, đồng thời lại kêu Phạm Tranh, Nghiêm Tiểu Thì mỗi người viết một bản,
vừa mới tổng hợp trong tay đây, còn chưa kịp trình cho tổ trưởng Cát xem qua, vừa hay ngài hỏi, xin mời bí thư Diệp phê bình chỉ bảo thêm. Diệp Thạch Sinh ghìm nén niềm vui trong lòng, Hạ Tưởng thật như là mưa đúng lúc, mọi chuyện đều làm xong trước thời hạn. Có thể nói từ lúc ông ta và Hạ Tưởng tiếp xúc tới nay, mọi việc Hạ Tưởng đều lo nghĩ vô cùng chu đáo, thậm chí còn chuẩn bị đầy đủ hơn so với dự đoán. Diệp Thạch Sinh từ khi bước vào quan trường trong mấy năm nay, đây là lần đầu tiên tán thưởng một người tự đáy lòng, không hề có một chút thành kiến nào. Sau khi ông ta xem kỹ hết ba bài văn, rốt cuộc không kiềm được sự kích động trong lòng, vỗ bàn đứng lên khen. Văn hay, giải thích đúng, phản bác được lắm. Hạ Tưởng, bài văn phản bác của cậu chính xác lắm, sắc bén. Bài văn của Nghiêm Tiểu thì nhẹ mà châm chích, công thủ bài bản, kín đáo cẩn thận, làm cho người ta không bắt được sai lầm. Bài văn của Phạm Tranh có cương có nhu, bên trong sự hàm xúc, lại có không ít tính triết lý sâu xa. Các bài văn của ba người đều có đặc sắc riêng, cùng phát lên một lượt, chắc chắn là một âm thanh không thể bỏ qua. Diệp Thạch Sinh đang bị bài báo trên Nhật báo Quốc gia và Nhật báo Tỉnh Yến chọc tức đến gan ruột phát hỏa, nhưng ông ta lại không am hiểu viết văn, nếu không thật tình muốn tự mình xách bút ra trận, để luận chiến trực diện với những chuyên gia ngang ngược chỉ trích điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Lần trước ba bài luận văn của tổ lãnh đạo sau khi đăng tải, tuy rằng cũng khơi dậy một số hiệu quả phản kích nhất định, nhưng mức độ hơi yếu, không tạo được hiệu ứng chấn động, còn bị một ít chuyên gia chỉ trích là văn viết cho học sinh tiểu học, nắm bắt không được điểm mấu chốt, nói không đến trọng điểm. Nếu không phải Hạ Tưởng đã sớm nói trước là chiêu phản kích thứ nhất này chỉ chiêu thăm dò trước khi hành động, là để kẻ địch tưởng là điểm yếu, cố tình xông vào, ông ta đã mắng cho Cát Sơn một trận, chỉ trích y làm việc bất lợi. Diệp Thạch Sinh không thể so với Hạ Tưởng chỉ là trưởng phòng tổ lãnh đạo, dư luận có công kích cũng không đụng đến hắn. Diệp Thạch Sinh là bí thư tỉnh ủy, bất kỳ bài báo nào hoài nghi đến điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đều coi như giáp mặt chỉ trích ông ta sai lầm, làm mất mặt của ông ta, nhất là tính tình ông ta mềm yếu, cảm giác như có mũi nhọn luôn chĩa vào lưng, hận không thể một cú điện thoại miễn nhiệm chức vụ tổng biên tập Nhật báo Tỉnh Yến. Nhưng trên chính trường có nhiều sự việc, không thể muốn thế nào thì được thế đó. Cho dù ông ta là bí thư tỉnh ủy, cũng không có thể muốn làm gì thì làm ở Tỉnh Yến. Cho dù Cao Thành Tùng khi nắm quyền danh tiếng có 102, cũng không thể khống chế từng ban ngành, từng ủy viên thường vụ trong Tỉnh Yến. Tổng biên tập Nhật báo Tỉnh Yến không có lỗi lớn, bài báo phát biểu hoài nghi điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, dù sao là được từ ban tuyên giáo tỉnh ủy gợi ý, bí thư tỉnh ủy là chủ khảo về ý thức chính trị nhưng cũng không thể chỉ đạo cụ thể công tác cho trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, nói là ở Nhật báo Tỉnh Yến có bài báo phát biểu không thỏa đáng. Nếu làm như vậy, sẽ bị miệng người đàm tiếu, làm cho người ta cảm giác bí thư tỉnh ủy như hắn quá nhỏ mọn. Chỗ nào cũng thích nhúng tay, sự việc gì cũng phát biểu ý kiến. Hơn nữa Diệp Thạch Sinh lại rất quý trọng danh tiếng. Hơn nữa Diệp Thạch Sinh cũng biết rõ ràng, nếu thật ông ta làm như vậy, ở ngoài mặt Mã Tiêu bằng lòng, bên trong chưa chắc sẽ nghe theo. Mã Tiêu có hậu thuẫn chống đỡ, trước đây lại có bài báo phát biểu trên Nhật báo Quốc gia, y cũng có đủ dũng khí tiếp tục thi hành sách lược của y tại Tỉnh Yến. Diệp Thạch Sinh lại không muốn cấp trên có ấn tượng là ông ta lòng dạ hẹp hòi không rộng rãi, trên bình diện của bí thư tỉnh ủy, phải có tầm nhìn bao quát toàn tỉnh, cũng cần có ý chí bao dung khắp tỉnh. Tổng hợp lại suy xét, vẫn là biện pháp phản kích lại luận điểm cùng tạo thêm thành tích thực tế để chứng minh mà Hạ Tưởng đề xuất là thích hợp nhất. Hôm nay vừa thấy được kế hoạch của Hạ Tưởng về bước tiếp theo thay đổi chế độ ở thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, hắn lại đưa ra bài báo phản bác đợt thứ hai. Chất lượng so với lần trước cao hơn rất nhiều lần, nhất là bài viết của Hạ Tưởng, thẳng thắn sảng khoái, chừng như nói hết ra suy nghĩ trong lòng Diệp Thạch Sinh, mắng hết ra những lời mà Diệp Thạch Sinh muốn mắng mà mắng không ra lời, bảo sao mà Diệp Thạch Sinh không kìm được niềm vui. Diệp Thạch Sinh thích thú đối với Hạ Tưởng, giờ biến thành quý mến, cảm giác như Hạ Tưởng chính là viên tướng đắc ý nhất cũng là nhất đắc lực mà từ khi hắn vào chính trường tới nay từng thấy. Diệp Thạch Sinh khen hết ba bài báo. Thấy Hạ Tưởng nhỏm dậy, muốn nói vài câu khiêm tốn, bèn khoát tay chặn lại. Những lời khách sáo không cần phải nói, cậu chờ một chút, tôi chỉnh lại vài chỗ, rồi lập tức đem cho đăng tải. Hạ Tưởng liền lặng im không nói, cung kính đứng chờ bất động. Diệp Thạch Sinh trong sự phấn khích, vậy mà cũng không ngồi xuống, mà là đứng sửa bản thảo. Ông ta cầm bút đỏ, trên ba bản thảo chấm chấm gạch gạch, khoảng hơn 10 phút, mới buông bút, nói. Đem bản thảo trực tiếp giao cho Cát Sơn,
để anh ta cụ thể sắp xếp. Hạ Tưởng, trọng điểm công tác tiếp theo của cậu chính là thực hiện thành hai dự án lớn tại thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, có gì khó khăn, trực tiếp tới tìm tôi. Ma Thu. Diệp Thạch Sinh nói chuyện rất nhanh, không để cho Hạ Tưởng có cơ hội nói chuyện, trực tiếp kêu Ma Thu vào. Ma Thu, về sau Hạ Tưởng đến báo cáo công tác, bất kể tôi có vội gì, bất kể có ai, đều ưu tiên sắp xếp trước. Ma Thu chăm chú nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi cúi đầu lên tiếng. Vâng, tôi nhớ rồi. Hạ Tưởng biết rằng, sự tin cậy của Diệp Thạch Sinh đối với hắn lúc này đã đạt tới mức độ trước nay chưa từng có. Rời khỏi văn phòng Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng lại đến ngay văn phòng Phạm Duệ Hằng, báo cáo công tác cho Chủ tịch Phạm. Phép tắc cần thiết thì phải nghiêm chỉnh, mặc dù quan hệ cá nhân giữa hắn và Phạm Duệ Hằng có thân mật hơn, nhưng một khi gần gũi với Diệp Thạch Sinh, cũng nên kịp thời biểu lộ cho Phạm Duệ Hằng mới tốt. Thái độ của Phạm Duệ Hằng đối với việc Hạ Tưởng gần gũi Diệp Thạch Sinh, cũng trân trọng và lạc quan. Lần trước khi sinh nhật Phạm Tranh, Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ cùng nhau tới nhà Phạm Duệ Hằng dự tiệc, xem như công nhận hợp tác quan hệ với nhau. Hơn nữa hiện tại Hạ Tưởng và Phạm Tranh quan hệ tốt lắm, sự quan hệ gắn bó giữa hai người còn hơn cả sự mong mỏi của Phạm Duệ Hằng. Tuy nhiên cũng bởi vì Phạm Tranh luôn nhắc lên Hạ Tưởng, ngược lại càng khiến Phạm Duệ Hằng ấn tượng đối với Hạ Tưởng. Kỳ thật ngay từ đầu, trong lòng Phạm Duệ Hằng đối với Hạ Tưởng cũng đề phòng và lợi dụng, nhưng sau khi trải qua hợp tác mới phát hiện, Hạ Tưởng đối nhân xử thế khôn khéo hơn so với ông ta dự kiến, cũng rất thực tế. Sau khi trải qua một loạt sự kiện, Phạm Duệ Hằng tỉnh táo mà ý thức rằng, hợp tác với Hạ Tưởng thì thực tế hơn so với đối đầu cùng hắn, cũng có lợi hơn. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng có ý nguyện muốn kết thân với mình, lại quan hệ thắm thiết cùng Phạm Tranh. Nên dù là công hay tư, ông ta đều không có lý do gì mà không bồi dưỡng Hạ Tưởng thành người của mình. Việc gần gũi giữa Hạ Tưởng và Diệp Thạch Sinh, đối với lợi ích của Phạm Duệ Hằng cũng không tổn hại gì. Bởi vì Diệp Thạch Sinh cũng không phải một bí thư thích nắm hết quyền hành, về mặt bồi dưỡng người dưới quyền, Diệp Thạch Sinh cũng có chừng mực. Phạm Duệ Hằng không có lý do gì không phối hợp trong công tác với Diệp Thạch Sinh, dù sao Diệp Thạch Sinh cũng gần đến giới hạn rồi, trừ khi có thăng chức thêm một bậc, nếu không 2-3 năm sau, ông ta đạt tới hạn tuổi của một cán bộ cấp tỉnh. Khi quan điểm chủ yếu đã xác định, Phạm Duệ Hằng cũng không lo lắng nhiều lắm đối với việc Hạ Tưởng và Diệp Thạch Sinh gần đây thường xuyên qua lại lẫn nhau. Ngược lại, ông ta còn thấy lạc quan, bởi vì Hạ Tưởng biết thời biết thế, thông minh mà lôi kéo Diệp Thạch Sinh, mới bảo vệ phương hướng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp không thay đổi. Nếu không Diệp Thạch Sinh bị mấy người bên Thôi Hướng lôi kéo, chẳng những điều chỉnh kết cấu sản nghiệp có thể bị trì trệ, cục diện tỉnh Yến cũng sẽ bị Thôi Hướng âm thầm chi phối. Phạm Duệ Hằng biết rõ, để Hạ Tưởng ra mặt tiếp cận với Diệp Thạch Sinh là lựa chọn tốt nhất. Ông ta không thể quá thân thiết với Diệp Thạch Sinh. Không chỉ vì Diệp Thạch Sinh không hoàn toàn tín nhiệm ông ta, mà là nếu mọi việc đều xin chỉ thị của Diệp Thạch Sinh, sẽ làm uy tín của ông ta ở bộ máy chính phủ giảm đi, cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt với cấp trên. Cấp trên không hy vọng chủ tịch tỉnh và bí thư bất hòa, cũng không hy vọng chủ tịch tỉnh và bí thư quá hòa thuận, nếu không chủ tịch tỉnh và bí thư kết thành một phe biến tỉnh thành một khối, cũng không có lợi cho sự điều hành của Trung ương. Cấp trên dựa vào sự cân bằng, trong một tỉnh, có tranh luận, có xung đột, có hợp tác, có đối kháng, mới phù hợp với đạo thống trị của cấp trên. Hơn nữa, cũng không có khả năng xảy ra tình huống chủ tịch tỉnh và bí thư hoàn toàn đồng tâm hiệp lực, dù sao giữa hai bên có nhiều chỗ mà quyền lực dẫm đạp lẫn nhau, ai cũng muốn chính mình nói mới đúng. Chỗ nào có người thì có tranh luận, chỗ nào có tranh luận thì có tranh quyền đoạt lợi. Chương 468, lĩnh vực mới của chính trị. Đối với công việc bên Ủy ban Nhân dân, ông ta không có khả năng không nhúng tay. Nhúng tay quá nhiều, cũng sẽ khiến cho các cán bộ ủy ban bất mãn. Phạm Duệ Hằng thì hiểu rất rõ giữa ông ta và Diệp Thạch Sinh cần duy trì một sự cân bằng, mà điểm tựa cân bằng giữa bọn họ, chính là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cấp bậc không cao, chỉ là cấp cục, có thể nói trong trụ sở tỉnh ủy không đáng nhắc tới. Nhưng chính là bởi vì hắn cấp bậc không cao mới có được nhiều khả năng để chu toàn giữa bí thư và chủ tịch tỉnh, không cần giữ vững hàng ngũ. Bởi vì trong tỉnh ủy, không một ai lại nghĩ rằng một cán bộ cấp cục lại có trọng trách lớn đến thế. Cho nên dù hắn thuận lợi mọi mặt, thì mọi người chỉ coi đó là năng lực của hắn, mà không phải là chức vụ và quyền lực của hắn. Từ đó, Hạ Tưởng thành chỗ làm hài hòa giữa bí thư và chủ tịch tỉnh, là nhân vật trung tâm của tổ lãnh đạo điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp, thì rất là tiện để lui tới giữa Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng,
trở thành cầu nối quan trọng trong quan hệ tế nhị giữa hai người. Cho nên khi Hạ Tưởng đến đây báo cáo công tác, đơn giản nhắc tới là hắn vừa đi ra từ văn phòng bí thư Diệp. Phạm Duệ Hằng vui mừng mỉm cười, Hạ Tưởng là người thông minh, cũng sẽ rất biết nắm bắt chừng mực, sau này hắn sẽ đứng về phe ai là chuyện sau này, ít nhất bây giờ, hắn đáng để tin cậy. Hạ Tưởng báo cáo xong công tác, còn nói ra tình cảnh lúc bí thư Diệp đứng sửa bản thảo, cười nói. Bí thư Diệp thật sự là làm cho người ta cảm động, ước chừng đứng hơn 10 phút mới sửa xong bản thảo. Tôi thấy ông ấy xem bản thảo của Phạm Tranh là lâu nhất, cũng rất tán thưởng tài văn chương của Phạm Tranh. Phạm Duệ Hằng cũng cười. Bí thư Diệp đứng sửa bản thảo, chính là tôn trọng tài văn chương đẹp đẽ của bài viết, là một tấm gương tốt. Nói không chừng về sau khi chuyện này được truyền ra ngoài, sẽ trở thành một câu chuyện được mọi người ca tụng. Bài viết của Phạm Tranh có thể lọt vào tầm mắt của Bí thư Diệp, cũng là phúc phận của nó, cũng chứng minh mấy năm nó ở thủ đô, không uổng phí học hành, không phụ tâm huyết của tôi đối với nó. Hạ Tưởng nghe ra ý ngoài lời của Phạm Duệ Hằng, nói. Tôi và Phạm Tranh nay là huynh đệ đồng môn, cho dù không có quan hệ với chủ tịch tỉnh Phạm, tôi và anh ta cũng là bạn bè tri kỷ. Qua một thời gian tôi phải lên thủ đô giao bài tập, nếu Phạm Tranh có rảnh, thì tôi và anh ta cùng đi thăm Cốc Lão. Phạm Duệ Hằng nghe hiểu ý tứ của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng là nói, về sau mặc kệ Phạm Duệ Hằng có còn tại vị hay không, hắn cũng xem Phạm Tranh là đàn anh, chẳng khác gì một lời hứa hẹn dài lâu, trong lòng ông ta rất vui. Đối với việc để Phạm Tranh ra mặt tham dự tranh luận, Phạm Duệ Hằng suy xét cân nhắc xuất phát từ hai mặt. Một là Phạm Tranh nghiên cứu học vấn ở Viện Khoa học Xã hội, vừa hay biểu lộ thanh minh cho Chủ tịch tỉnh là ông ta. Phạm Tranh dùng thân phận học giả của Viện Khoa học Xã hội học tham dự tranh luận, mặc kệ người khác có biết y là con trai của Chủ tịch tỉnh hay không, cũng rất có lợi đối với thanh danh của Phạm Tranh. Hiện tại tranh luận là thời cơ tốt nhất để thành danh, không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. Hơn nữa Phạm Duệ Hằng cũng cho rằng, lần tranh luận này mặc dù có mục đích chính trị, nhưng đồng thời dẫn tới sự chú ý từ hai bên chính trị và giới học giả, cơ hội cực tốt, trước giờ chưa từng có. Nếu Phạm Tranh có thể mượn lần này mà thành danh, tất nhiên là tốt. Hai là mặc kệ Phạm Tranh có thể mượn cơ hội này nổi danh hay không, đều rất có lợi đối với sự trưởng thành sau này của y, là một cơ hội rèn luyện khó mà có được. Dù sao Phạm Tranh đã quyết định sẽ nghiên cứu học vấn Viện Khoa học Xã hội, nhưng Viện Khoa học Xã hội lại không phải là chỗ hoàn toàn chỉ nghiên cứu học vấn, không tồn tại loại học giả không liên quan tới chính trị. Phạm Duệ Hằng cho rằng Phạm Tranh cũng không thích hợp theo chính trị. Nhưng chỉ cần sống trong xã hội, ai cũng không tránh được chính trị. Phạm Tranh ở Viện Khoa học Xã hội, kỳ thật vẫn là một loại biến tướng của chính trị. Mượn ảnh hưởng của học vấn lên chính trị để làm lối tắt lên làm quan. Mặc dù Phạm Duệ Hằng rất là chán ghét trình hy học, nhưng trong tiềm thức, ông ta vẫn hy vọng Phạm Tranh cuối cùng cũng sẽ thành nhân vật giống như trình hy học, có thể lấy thân phận của một học gia kinh tế, đứng ra phát biểu quan điểm cá nhân đối với kế hoạch quốc gia đối với chính sách quốc gia. Rất có khí khái để chỉ điểm cho nước nhà, làm một cố vấn kinh tế không vương miện. Hạ Tưởng nói những gì nên nói, bày tỏ thái độ cần bày tỏ, báo cáo công tác cần báo cáo, thì xin cáo từ. Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, vốn tưởng rằng Phạm Duệ Hằng chỉ là thuận miệng nói đùa, không ngờ việc Diệp Thạch Sinh, đứng để sửa bản thảo, rất nhanh lan truyền khắp trụ sở tỉnh ủy. Người người đều biết rằng bài viết của Tam Kiếm Khách, nghe đồn được bí thư Diệp rất là tán dương. Đối với tên tuổi Tam Kiếm Khách lại càng rõ như lòng bàn tay. Chẳng hạn như đều biết rằng Hạ Tưởng là thành viên tổ lãnh đạo, là nhân vật trung tâm, Phạm Tranh là công tử của Chủ tịch tỉnh, học giả Viện Khoa học Xã hội, Nghiêm Tiểu thì là nhà đầu tư du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành, còn một thân phận khác mà rất ít người biết đến, nhưng tất cả những người đã biết cũng sẽ đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, sau đó tâm lĩnh sẽ nói. Nghiêm Tiểu thì, là cháu gái của Chủ tịch tỉnh Phạm, chả trách, chả trách. Hạ Tưởng rất rõ, việc này là do Phạm Duệ Hằng cố ý để lộ ra, chính là muốn mượn tên Diệp Thạch Sinh, đề cao ba người bọn họ, đồng thời cũng biểu lộ Phạm Duệ Hằng hiện tại 100% ủng hộ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Sau khi Diệp Thạch Sinh nghe được tin đồn, chỉ biết lắc đầu cười. Việc này đối với thanh danh của ông không có một chút tổn hại, ngược lại càng có thể tôn lên hình tượng phụ trách nghiêm túc cao lớn của ông ta không lý do gì không vui. Và như Diệp Thạch Sinh và Hạ Tưởng đã đoán. Ba trang của bài viết phản bác sau khi được công bố, lập tức gây chấn động cực sốc trong tỉnh Yến. Rất nhiều chuyên gia học giả bị quan điểm sắc bén của bài viết làm cho khiếp vía,
càng có người quá khiếp sợ, bị Hạ Tưởng lên án quá mạnh mẽ mà tự nuốt tức giận vào bụng. Sau khi ba bài viết lượt đầu được công bố, không hề dẫn đến phản ứng gì thì hoàn toàn ngược lại chính là, ba bài viết lần thứ hai, dùng phương thức bài xã luận ngắn mà phát biểu ở vị trí quan trọng trong số thứ hai của Nhật báo Tỉnh Yến, chẳng những đả kích một trận đau điếng cho nhóm chuyên gia học giả trong ngành, thậm chí có người khi xem bài viết, làm vỡ cái ly, trong khoảng thời gian ngắn, đã sớm phát biểu bài viết trên Nhật báo Tỉnh Yến như nhẹ nhàng đâm một dao vào không ít học giả đang hoài nghi. Tất cả nhóm chuyên gia học giả đã hoài nghi về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, giống như bị dẫm lên cái đuôi, đều nhảy dựng cả lên, đều trình diễn một trận la hét ầm ĩ. Cùng với nhóm chuyên gia học giả bị đánh trúng chỗ đau, nhảy dựng vui sướng chính là, bài văn ba người Hạ Tưởng, cũng dẫn đến phản ứng không nhỏ trong dân chúng. Vốn các sạp báo của Nhật báo Tỉnh Yến có lượng tiêu thụ rất ít, gần như không ai đi mua Nhật báo Tỉnh Yến. Bỗng nhiên, tất cả chủ sạp báo lại phát hiện một hiện tượng kinh người. Số lượng người đến mua báo gia tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa tất cả đều không ngoại lệ đều mua Nhật báo Tỉnh Yến. Như một sạp báo bình thường nhiều lắm chỉ đính mấy phần Nhật báo Tỉnh Yến, cũng xem như đánh giá nhiệm vụ hàng đầu không thể không hoàn thành, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì lớn, Nhật báo Tỉnh Yến đột nhiên được hoan nghênh, thật sự là điều ngạc nhiên kỳ lạ. Tuy nhiên có thị trường thì có động lực, rất nhiều chủ sạp báo đều mua vào Nhật báo Tỉnh Yến với số lượng lớn. Lượng tiêu thụ lượng không ngừng tăng vọt so với bình thường. Hỏi mới biết, thì ra trên mặt có mấy trang bài báo, nói thay lời nói trong lòng dân. Lý Tiểu Long mở một tiệm bán báo đặt ngay ngã tư đường Công Nông và đường Cái Hoa Trung. Gần 10 năm, ông gần như nắm rõ như lòng bàn tay đối với số lượng tiêu thụ các loại báo chí, mỗi ngày nhập hàng bao nhiêu để không ế hàng không đền tiền, trên cơ bản đều có thể bán sạch. Hôm nay vừa mở hàng thì thật xúi quẩy. Tất cả đến mua báo đều cùng một giọng điệu, mở miệng là hỏi. Nhật báo Tỉnh Yến. Lý Tiểu Long không rõ nội tình, cầm lấy một phần Nhật báo Tỉnh Yến lên xem, đến khi xem xong bài văn của ba người Hạ Tưởng, kích động đập bàn, lớn tiếng nói. Nói quá đúng, quá hay, chả trách đòi mua Nhật báo Tỉnh Yến. Nếu Nhật báo Tỉnh Yến thường xuyên phát hành những bài viết hay như vậy, tôi dám chắc không cần phân bổ, cũng có thể phát hành gấp đôi số lượng. Lý Tiểu Long lập tức nhạy bén ý thức được, bài báo hôm nay quả thật là khiến cho người đọc thấy sảng khoái, nhưng bài báo hôm nay là phản bác bài báo phát biểu mấy hôm trước của một số chuyên gia, nếu như được đọc chung với nhau, mới càng sảng khoái. Ông đột nhiên đúng lúc đó lớn gan đưa ra một quyết định, vội vàng liên hệ với một người bạn của ông chuyên thu mua phế phẩm, kêu ông ta lập tức đến nhà máy giấy thải mua toàn bộ Nhật báo Tỉnh Yến mấy ngày hôm trước, với giá cả thương lượng. Người bạn tưởng Lý Tiểu Long phát điên. Lại không chịu nổi Lý Tiểu Long cứ luôn khẩn cầu, đi đến nhà máy giấy thải thu mua về một đống Nhật báo Tỉnh Yến sắp bị thành bột giấy, vẫn còn mới tinh như là mới được in ấn ra. Lý Tiểu Long lại nhập thêm mấy ngàn phần báo chí ngày hôm nay, cho người đính hai kỳ báo chí phát biểu bất đồng luận điểm với nhau rồi bán ra, viết gì là tiền căn hậu quả, giá bán một phần cao hơn mấy tệ. Kết quả ý tưởng hay này của Lý Tiểu Long được thị trường tán thành. Chỉ một ngày thời gian ngắn ngủi số báo cũ báo mới của ông được bán sạch trơn, tính sơ sơ, không ngờ ông còn lời hơn 10.000 tệ. Hạ Tưởng đương nhiên không biết bài báo của ba người bọn họ, bị một chủ sạp báo Lý Tiểu Long làm vụ lớn, hơn nữa còn lời to. Hắn chỉ biết là, sau khi phát hành bài báo, điện thoại tổ lãnh đạo đột nhiên nhiều hơn, có chuyên gia không phục nêu đích danh tìm Hạ Tưởng lý luận, còn chửi ầm lên với Hạ Tưởng. Cũng có kẻ giả nhân giả nghĩa trước mặt lấy danh nghĩa thỉnh giáo yêu cầu đối mặt đàm đạo. Tóm lại, chỉ cần ngồi trong văn phòng tổ lãnh đạo, không cần ra ngoài, có thể ý thức đầy đủ sự rầm rộ khó ai bì kịp của Nhật báo Tỉnh Yến hôm nay. Lại càng không cần nhắc đến đường dây nóng của Nhật báo Tỉnh Yến đã bị quá tải, dân chúng lên tiếng ủng hộ ba người Hạ Tưởng chiếm hơn 80%, khiến Nhật báo Tỉnh Yến nhất thời ứng phó không kịp, từ khi thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh cuồng nhiệt như vậy. Tương phản với tổng biên tập Nhật báo Tỉnh mặt co mày cáo chính là, người bên phòng phát hành cười tươi như hoa. Bọn họ không cần biết về chính trị, không thèm để ý ai chiếm thế thượng phong, nhưng lượng nay tiêu thụ hôm nay là cao nhất trong mười mấy năm, bọn họ đều ý thức là lúc có thể kiếm thêm chút tiền, liền tự nhiên tươi cười rạng rỡ. Hạ Tưởng ngồi trong văn phòng tổ lãnh đạo, mặt ngoài trấn tĩnh tự nhiên, kỳ thật nội tâm vẫn có một cảm giác rất là hãnh diện. Từ khi Mã Tiêu đột nhiên chủ động khơi mào trận chiến tuyên truyền tới nay, tổ lãnh đạo vẫn trong trạng thái bị động mà ứng chiến, cho tới hôm nay mới được xem là có một lần phản kích đẹp mắt trong trận chiến tuyên truyền.
mặc dù hắn cũng rõ, đối phương sẽ rất nhanh tổ chức lực lượng mới mãnh liệt tiến hành đánh trả, nhưng ít ra hôm nay Nhật báo tỉnh Yến bán chạy, cũng đã chứng minh phương hướng của lòng dân. Đầu tiên là không ngờ nghe điện thoại gọi đến chúc mừng của Cốc Lão. Cốc Lão trong thanh âm hưng phấn để lộ ra một chút tâm ý. Hay đấy, Hạ Tường, cực đỉnh, tôi hôm nay khi nhận được điện thoại của Trình Hy học, y bí bí ẩn ẩn kỳ quái nói tôi đã dạy được hai học sinh giỏi, tôi còn chưa rõ là có chuyện gì, đến sau khi y chỉ ra bài viết trên Nhật báo tỉnh Yến, tôi mới tìm một phần xem qua. Ba bài viết trên báo tôn vinh lẫn nhau, có đặc sắc riêng, giống như thế hỗ thành cơ giác trong binh pháp. Đầu đuôi phối hợp, hoàn toàn ăn khớp, mỗi bài viết độc lập một trang riêng, lại cùng luận điểm với hai trang khác đã nêu. Tuyệt, tuyệt không thể tả. Tôi sau khi xem xong liền lại gọi điện thoại cho Trình Hy học, nói là cũng nhờ y nhắc tới, nếu không hôm nay tôi vẫn chưa phát hiện là có chuyện vui đến thế. Trình Hy học lúc ấy tức giận điên tiết cả lên, ha ha. Khó được Cốc Lão phấn chấn cao hứng vui cười hả ha như đứa trẻ, sau khi cười xong ông lại hỏi. Nghiêm Tiểu thì là ai? Hình như là tên của con gái, bài viết của cô ta không đơn giản, quan điểm mới mẻ, dùng từ táo bạo. Hạ Tưởng mỉm cười, Nghiêm Tiểu thì đúng là may mắn, đã lọt vào mắt Cốc Lão, hắn biết, cơ hội Nghiêm Tiểu thì đã tới. Điện thoại Cốc Lão vừa treo, lại một cuộc điện thoại gọi đến, khiến Hạ Tưởng không nghĩ đến chính là, không ngờ là Diệp Thạch Sinh đích thân gọi đến. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi nghe được một thông tin, Nhật báo tỉnh Yến hôm nay in thêm đã đến lần thứ ba, nghe nói giấy để in cũng không đủ dùng, phải khẩn cấp điều động thêm từ bên ngoài. Cậu nói coi phải khen thưởng cậu thế nào cho xứng đây. Diệp Thạch Sinh cũng khá có ý tứ. Không nói đến việc bài báo hôm nay tạo ra ảnh hưởng cỡ nào, chỉ từ góc độ của việc giấy in báo cũng không đủ dùng để khen ngợi thành công của Hạ Tưởng, quả thật là có nghệ thuật nói chuyện đặc sắc của lãnh đạo. Hạ Tưởng vội vàng khiêm tốn nói. Có liên quan gì đến tôi nào? Một câu này được nói ra hơi máy móc, Diệp Thạch Sinh hơi sửng sốt, nghĩ thầm Hạ Tưởng thật đúng là giả nai không hiểu sao. Không ngờ ngay sau đó Hạ Tưởng liền nói. Đều là công lao, đứng sửa bản thảo, của Bí Thư Diệp. Đúng là nhờ cây bút tài hoa của Bí Thư Diệp, bài viết ba người chúng tôi mới dẫn đến sự đồng cảm của đông đảo độc giả, cũng chính là tấm lòng lo cho dân cho nước của Bí Thư Diệp, mới khiến cho bài văn của chúng tôi rất là có hồn. Diệp Thạch Sinh sửng sốt một lát, lập tức cười ha ha. Hạ Tưởng, cái miệng cộng thêm cây bút của cậu, thật sự là quần anh tụ hội, thật không ngờ. Cậu chẳng những có khả năng xuất chúng, tài ăn nói và văn chương cũng có chỗ hơn người, tốt, quá tốt, rất là tốt. Diệp Thạch Sinh buông điện thoại xuống, vẻ mặt tươi cười. Mấy ngày qua tâm tình buồn bực đã được quét sạch, không biết đám người Thôi Hướng và Mã Tiêu, sắc mặt như thế nào đây? Không nói Hạ Tưởng theo sau lại nhận được điện thoại của Phạm Duệ Hằng, Phạm Duệ Hằng càng cao hứng hơn so với Diệp Thạch Sinh, bởi vì Phạm Tranh là con của ông ta. Trận chiến này cho dù không được xem là nhất cử thành danh, cũng là vì xây dựng con đường cơ sở kiên cố về sau, tất nhiên là ông ta lòng tràn đầy vui mừng, đồng thời, đối với Hạ Tưởng cũng thân thiết hơn. Chỉ là trong ban tuyên giáo tỉnh ủy, vẻ mặt Thôi Hướng xanh mét, còn vẻ mặt Mã Tiêu thì phẫn nộ. Hai người ngồi đối diện nhau hết nửa ngày mà không ai nói được một câu. Trịnh Quan Quần ngồi ở một bên, nhìn sắc mặt mà đoán biết lòng, biết rằng lúc này tốt nhất là im lặng. Trịnh Quan Quần sau khi thuyên chuyển công tác sang phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, ngoài mặt thì mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của Mã Tiêu, lại thường xuyên báo cáo công tác với Thôi Hướng. Trong mắt người ngoài, ông cải trang thành người của Thôi Hướng, nhưng trong lòng Diệp Thạch Sinh và Hạ Tưởng đều rõ, Trịnh Quan Quần đang trình diễn một kiểu vô gian đạo gián điệp trước nay chưa từng có trong lịch sử. Bởi vì cá nhân ông có quan hệ mật thiết với Hạ Tưởng, trên cơ bản chỉ cần khi Mã Tiêu đưa ra quyết định mà không tránh mặt ông, đều trong thời gian sớm nhất lọt đến tai Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mà biết, thì chẳng khác gì Diệp Thạch Sinh biết. Diệp Thạch Sinh cảm thấy hài lòng đối với kế sách ám độ Trần Thương, một mà Hạ Tưởng đã dùng. Mỗi khi từ chỗ Trịnh Quan Quần có được một số mưu đồ bí mật của Thôi Hướng và Mã Tiêu, nghĩ tới việc Thôi Hướng còn tự cho là Trịnh Quan Quần là người của y, còn hao tâm tổn sức điều Trịnh Quan Quần qua đó, ông ta liền không kìm nổi cười lớn vài tiếng. Không thể không khâm phục Hạ Tưởng, thật đúng là người chu đáo, biết xem xét thời thế, lợi dụng sự khát khao của lòng người. Ngay cả Thôi Hướng lăn lộn mười mấy năm trong quan trường nhìn người còn lầm, ngược lại không bằng Hạ Tưởng. Cũng không biết Hạ Tưởng đã dùng thủ đoạn gì, lại khiến cho Trịnh Quan Quần cam tâm tình nguyện mà đứng về phe hắn,
đến khi đề bạt y Thôi Hướng cũng không bị để ý. Đúng là một người thấu tình đạt lý, biết tùy cơ ứng biến. 1. Minh Tu Sạn Đạo, Ám Đậu Trần Thương, Hàn Tín Wikipedia tiếng Việt. Hạ Tưởng, quả thật là một nhân tài. Tuy nhiên khi Trịnh Quan Quần mới tới ban tuyên giáo tỉnh ủy, Thôi Hướng thì tín nhiệm y, nhưng Mã Tiêu luôn luôn đề phòng đối với y. Cho nên Trịnh Quan Quần cũng có hạn khi tiếp cận với bí mật giữa Thôi Hướng và Mã Tiêu. Y cũng không gấp, ngoài mặt vẫn rất phục tùng hết thảy sự sắp xếp, có kiên nhẫn có lòng tin rằng sự tín nhiệm của hai người sẽ tiến thêm một bước. Sự kiện phản kích của ba người Hạ Tưởng tạo nên tiếng vang cực lớn giữa nhóm chuyên gia và trong dân chúng, hoàn toàn vượt ra ngoài ý muốn của Thôi Hướng và Mã Tiêu. Hai người sau khi nhận được điện thoại từ sáng sớm, sắc mặt bắt đầu không ổn đến tận giữa trưa, mà điện thoại ban tuyên giáo không ngừng reo vang, thì sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi. Thôi Hướng cũng không hề quay về văn phòng phó bí thư của y, mà ở lì trong văn phòng Mã Tiêu, bàn bạc đối sách tiếp theo. Hai người dưới tình thế khẩn cấp, cũng quên luôn việc cho Trịnh Quan Quần tránh đi, mà ở ngay trước mặt ông thương lượng làm sao để tổ chức chuyên gia phản kích lại, làm sao để chèn ép Hạ Tưởng. Bởi vì người chủ sự hiện tại của tổ lãnh đạo chính là Hạ Tưởng, nếu Hạ Tưởng phát sinh vấn đề trên kinh tế hoặc tác phong, Diệp Thạch Sinh sẽ bị bẻ gãy cánh. Hiện tại chèn ép trên chính trị là không có khả năng. Hạ Tưởng đang rất được ưu ái, chẳng những được ngưỡng mộ trước mặt Diệp Thạch Sinh, trước mặt Phạm Duệ Hằng cũng được tin tưởng tuyệt đối. Cả bí thư và chủ tịch tỉnh đều bảo hộ cho hắn, hơn nữa hắn đối nhân xử thế vừa cẩn thận vừa chu đáo, không để lại chỗ sơ hở nào. Thôi Hướng có vẻ rất rõ hiểu Hạ Tưởng, cẩn thận suy xét, chỉ cảm thấy Hạ Tưởng được bao bọc rất kỹ, hiện tại muốn xuống tay với hắn, vẫn là chưa tìm được chỗ có thể xuống tay. Nếu hắn còn ở huyện An thì tốt rồi, ở huyện An, khẳng định sẽ không ở gần Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đến vậy, cũng sẽ không để hắn làm tâm vật trung nhân trong tổ lãnh đạo như bây giờ. Vốn định đưa hắn đến tỉnh ủy để mai một tài năng, kết quả trái ngược, hắn ngược lại càng gây sức ép càng lúc càng lợi hại, có áp chế cũng không được. Thôi Hướng nói không hối hận khi điều Hạ Tưởng đến tỉnh ủy là giả. Kỳ thật y từ sớm đã có ý hối hận, chỉ vì lo ngại thể diện nên không muốn thừa nhận mà thôi. Hôm nay nói ra ngay trước mặt Mã Tiêu, cũng là lời than vãn bất đắc dĩ phát ra trong lòng y. Mã Tiêu nói, phó bí thư Thôi không nên đối với sự việc trước kia nhớ mãi không quên, đều đã qua rồi, có nói gì cũng vô dụng rồi, tốt nhất là cân nhắc bước tiếp theo làm cách nào để trừng trị Hạ Tưởng thì tốt hơn. Tiên Phong muốn lợi dụng Ngô gia đả kích Hạ Tưởng, việc đó đã trôi qua một thời gian. Đến nay vẫn chưa có manh mối, hơn nữa còn chưa chắc là giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm thật sự có chuyện không, cứ thế chờ đợi cũng không phải là cách hay. Chương 469, sao hắn lại thông minh như vậy? Đúng vậy, Hạ Tưởng trượt rất trơn tru không vết tích, phàm làm việc gì đều không lưu nhược điểm, lại không có vấn đề trái phép tắc, thật đúng là vị quan thanh liêm trong sạch như nước, không thích phụ nữ. Hay là hắn có việc che giấu, khiến chúng ta không nắm được một chút lỗ hồng? Mã Tiêu có vẻ đăm chiêu nói. Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, không có khả năng không thích phụ nữ. Càng không có khả năng không thích tiền, nếu có thể từ hai mặt này có đột phá, không sợ không lật đổ được hắn. Hạ Tưởng vừa đổ, tổ lãnh đạo không có nhân vật trung tâm, giữa Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cũng mất đi nút thắt duy trì, chỉ cần giữa Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đã không còn tay chân ích lợi chung thì chúng ta sẽ còn cơ hội. Thôi Hướng gật đầu. Hạ Tưởng thật đúng là một mắt xích then chốt, chẳng những là nhân vật trung tâm của tổ lãnh đạo, còn liên quan đến cơ sở giai đoạn hợp tác trước mắt của Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Đừng nói, suy nghĩ cẩn thận, Hạ Tưởng thật đúng là một điểm tựa không thể thiếu. Hạ Tưởng một khi đổ, thế cục tỉnh Yến sẽ lần nữa trở lại trạng thái một mớ hỗn độn chia rẽ như trước kia, thì đã tới cơ hội của chúng ta. Chỉ có điều, Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, làm việc lại chững chạc, nhất là Tào Thù Lê người yêu của hắn mở một công ty thiết kế, cũng xử lý thật sự bí mật, khiến người ta không tìm được vấn đề. Về mặt kinh tế, dường như thật nắm không được chỗ yếu của hắn, cả chiếc xe hắn đang dùng là xe của tập đoàn Viễn Cảnh, giá trị trên cả triệu tệ. Mã Tiêu khẽ lắc đầu. Giữa tập đoàn Viễn Cảnh và Hạ Tưởng quả thật có qua lại mật thiết, nhưng Hạ Tưởng quả thật có tài về mặt thiết kế. Hắn thiết kế phương án cho tập đoàn Viễn Cảnh cho dù công khai báo giá, tập đoàn Viễn Cảnh trả phí thiết kế trên triệu cũng không gì lạ. Tôi nghiên cứu qua thiết kế mà Hạ Tưởng tham dự, hắn ra cái giá cũng không cao, thậm chí có thể nói còn thấp hơn so với giá cả thị trường. Nếu thật muốn nhúng tay từ mặt này,
sau cùng làm lớn chuyện, ngược lại thành thay hắn tuyên truyền. Thôi Hướng bất đắc dĩ nói. Hắn và Liên Nhược Hạm, rồi Nghiêm Tiểu Thì và Mai Hiểu Lâm đều có qua lại mật thiết. Trong ba người phụ nữ, Liên Nhược Hạm người ở Mỹ, đang được điều tra. Nghiêm Tiểu Thì vì có quan hệ với Phạm Duệ Hằng, không tiện điều tra, dễ khiến cho Phạm Duệ Hằng phản cảm. Mai Hiểu Lâm là người của Mai gia, nếu điều tra cô ta, có hiệu quả không quả khó mà nói. Làm Mai Thái Bình tức giận thì phiền toái, Mai Thái Bình mặt mũi ai cũng không nể, nhưng lại nhìn Hạ Tưởng với con mắt khác. Tên Hạ Tưởng này, đúng là cơ trí sâu sắc, chẳng những kinh tế làm cho người ta tìm không thấy sơ hở, mà cả tác phong cuộc sống, thấy được hắn là có quan hệ mờ ám với phụ nữ bên cạnh, nhưng đều rất có lai lịch, khiến người ta không dám thăm dò. Sao hắn lại thông minh như vậy chứ? Khi nói chuyện, trên mặt Thôi Hướng toát ra một vẻ chán trường vô kế khả thi. Văn phòng tổ lãnh đạo có một cô gái, gần đây có qua lại mật thiết với Hạ Tưởng, mỗi lần ra ngoài công tác Hạ Tưởng đều đưa cô ta theo, cô ta là Cổ Ngọc. Mã Tiêu bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nói. Nghe nói Cổ Ngọc và Hạ Tưởng cũng đã quen biết từ sớm, hơn nữa Cổ Ngọc, người lại xinh đẹp, lại trẻ nữa, Hạ Tưởng có thể không động lòng. Điều tra xem giữa bọn họ có vấn đề không, thấy thế nào. Trịnh Quan Quần ngồi bên cạnh nghe được hai người đang bàn luận làm thế nào để hãm hại Hạ Tưởng, trăm phương ngàn kế muốn dìm Hạ Tưởng vào chỗ chết, không khỏi rất là khinh miệt hai người. Vốn là phó bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tuyên giáo cao cao tại thượng, đức cao vọng trọng biết bao, nay lại thấy, kỳ thật chút bỏ chức vụ và hào quang trên, cũng không khác mấy người thường, thậm chí so với người bình thường còn bại hoại gấp ba lần. Hai nhân vật lớn lại đi so đo tính toán với nhân vật còn con. Truyền ra ngoài đừng nói không ai tin, chính ông tận mắt nhìn thấy, cũng gần như không thể tin được vào đôi mắt và tai của mình. Hạ Tưởng chỉ là một cán bộ cấp cục, cũng đáng cho một phó bí thư và một trưởng ban tuyên giáo âm mưu tính toán. Cũng là quá nâng cao Hạ Tưởng. Chỉ là sự thật vẫn là sự thật, Trịnh Quan Quần rất nhiều bùi ngùi, cũng vì chính mình dựng lên một tiêu chuẩn, tiền không nên lấy thì đừng lấy, phụ nữ cũng không nên quan hệ lung tung. Nếu không trong quan trường, không sợ anh không có vấn đề, chỉ sợ anh không có đối thủ. Một khi anh có đối thủ, thì chỉ có một con đường chết. Ruồi bọ không thèm trứng hở vỏ. Cho dù trứng không hở vỏ, khi gặp được đối thủ muốn nhanh chóng dìm anh vào chỗ chết, đối phương còn muốn đập bể vỏ trứng. Huống chi nếu anh lại là một quả trứng có lỗ hở, lúc đó lòng trắng trứng lòng đỏ trứng tuyệt đối sẽ bị đánh đổ khắp đất, chết không có chỗ chôn. Nhìn xem, vì để chỉnh trị Hạ Tưởng, cô bé Cổ Ngọc cũng gặp nạn. Thật là bất hạnh. Tuy nhiên Trịnh Quan Quần không rõ chính là, nếu hai người thật muốn dùng Cổ Ngọc hãm hại Hạ Tưởng, thì bất hạnh nhất sẽ không phải là Cổ Ngọc, mà là Mã Tiêu và Thôi Hướng. May thay Thôi Hướng cũng đủ bình tĩnh, y hắn lắc đầu nói. Không được, Cổ Ngọc có thể vào tổ lãnh đạo công tác chứng tỏ cũng rất có lai lịch. Tôi lúc đó cũng thấy lạ, cũng có điều tra, lại tra không ra nội tình của Cổ Ngọc. Người mà tôi còn tra không được nội tình, thì chứng minh một điều. Chính là lai lịch của cô được giữ bí mật với trình độ cao, ngay cả cấp bậc của tôi còn không tiếp xúc được. Mã Tiêu hoảng sợ. Lại người gì nữa, sao ai ai cũng đều là người không thể đụng vào. Hạ Tưởng quả thực lại yêu nghiệt. Tâm không cam lòng mà nói một câu, ánh mắt y lại bỗng nhiên sáng lên, nói thêm. Hạ Tưởng không phải không có vấn đề kinh tế, cũng không có vấn đề tác phong sao, được, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp hắn tạo ra một vấn đề kinh tế và tác phong cực lớn. Thôi Hướng giật mình kinh hãi. Như thế nào? Mã Tiêu lại liếc mắt Trịnh Quan Quần một cái, không nói nữa. Trịnh Quan Quần vội thức thời đứng lên, vẫn rất kính cẩn nói. Bí thư Thôi, trưởng ban Mã, nếu không còn việc gì, tôi ra ngoài làm việc. Mã Tiêu không nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Trịnh Quan Quần đi ra văn phòng Mã Tiêu, trong lòng chán ghét càng ngày càng mãnh liệt. Cái gì đây? Không ngờ có thể nghĩ ra biện pháp hãm hại Hạ Tưởng thật hạ lưu, thật là mất mặt. Đáng tiếc chính là, về sau cụ thể là biện pháp gì ông không có nghe, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là nên nhắc nhở Hạ Tưởng một chút. Kêu hắn đừng sơ sẩy xa vào bẫy. Trịnh Quan Quần, vì âm thầm qua lại với Hạ Tưởng, mà cảm thấy thẹn với sự tín nhiệm của Thôi Hướng đối với ông. Từ việc này, trong lòng ông thấy thoải mái rất nhiều. Trong cảm nhận của ông hình tượng Thôi Hướng và Mã Tiêu tuột dốc cực nhanh. Hiện tại ngược lại ông thấy vô cùng may mắn được đi cùng Hạ Tưởng. Thậm chí còn xem Hạ Tưởng thành mục tiêu làm người của ông. Thế nào gọi là người thành công, đó chính là Hạ Tưởng.
hắn có thể ung dung chu toàn giữa bí thư và chủ tịch tỉnh, trở thành nút thắt duy trì cân bằng giữa bí thư và chủ tịch tỉnh. Hắn có thể khiến cho phó bí thư tỉnh ủy không tìm thấy khuyết điểm của hắn, muốn trừng trị hắn lại không chỗ xuống tay. Mặc kệ Hạ Tưởng có thật sự không có vấn đề hay không, hay là che giấu quá kỹ, đều là một loại thành công khó mà có được. Trịnh Quan Quần đi đến một chỗ không người, lập tức gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lúc này đã tỉnh táo lại sau niềm vui chiến thắng của đợt phản kích, bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Hắn hẹn Tề Á Nam gặp mặt ở khách sạn Yến Kinh. Vì bước tiếp theo để tìm kiếm tài chính cho việc tái cơ cấu nhà máy rượu tương đài thành phố Đan Thành, trong tầm mắt Hạ Tưởng, Tề Á Nam là nhà đầu tư thích hợp nhất. Tại khách sạn Yến Kinh, sắp xếp ăn cơm thì đơn giản hơn, khi Hạ Tưởng tới vừa đúng lúc là thời gian giữa trưa, Tề Á Nam đã sắp xếp xong hết thảy. Hạ Tưởng vừa vào cửa là được mới tới phòng VIP. Chẳng những có Tề Á Nam, Tề Đông Lai cũng có mặt. Hạ Tưởng vừa thấy Tề Đông Lai, liền vội vàng khách khí hàn huyên vài câu trước. Tề Đông Lai mặc dù ở tỉnh và thành phố đều có quan hệ, nhưng ở trước mặt Hạ Tưởng không dám tự đề cao, nói chuyện rất là khách khí. Tề Á Nam lại mang theo tâm trạng cẩn trọng, đối với Hạ Tưởng vừa kính vừa sợ. Kính chính là Hạ Tưởng và tập đoàn Tề Thị giao thiệp tới nay, chưa từng thèm muốn ưu đãi gì của Tề Thị. Sợ chính là Hạ Tưởng giới thiệu y quen biết Phạm Tranh lần trước, mánh khóe cực hay. Khiến y sau việc đó nghĩ lại vẫn không ngừng sợ, mới biết được chỗ cao minh của Hạ Tưởng, trong lòng còn tính toán, về sau qua lại cùng Hạ Tưởng, phải để tâm hơn. Không phải là lo lắng Hạ Tưởng sẽ hại y, mà là lo sợ có thiếu sót gì sẽ bỏ qua cơ hội quan trọng nào đó. Hạ Tưởng lần này chủ động gặp mặt y, khẳng định lại có chuyện lớn, cho nên Tề Á Nam vô cùng cẩn thận. Còn Tề Đông Lai nghe nói Hạ Tưởng lại đây. Cảm thấy ông thân là chủ tịch tập đoàn Tề Thị không ra gặp mặt gặp cũng không thích hợp, liền tự mình tới đây tiếp khách. Còn có một nhân tố mang tính quyết định không thể thiếu khiến Tề Đông Lai rất muốn gặp mặt Hạ Tưởng là, ông muốn lại lần nữa tận mắt nhìn thấy Hạ Tưởng, xem so với trước kia có thay đổi gì không. Trước kia Hạ Tưởng mà ông quen, chỉ có danh tiếng, có ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ. Hiện tại quá tốt, nhật báo tỉnh Yến vừa ra, tên tuổi Hạ Tưởng trong một đêm truyền khắp tỉnh Yến. Khiến rất nhiều chuyên gia học giả ủng hộ điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp đập bàn trầm trồ khen ngợi, càng làm cho rất nhiều chuyên gia học giả phản đối điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp căm thù đến tận xương tủy. Tề Đông Lai cũng vì bài báo lên tiếng kêu gọi của Hạ Tưởng, đặc biệt mua hơn 1.000 bản nhật báo tỉnh Yến cùng ngày, cho đặt ở tất cả đại sảnh khách sạn của tập đoàn Tề Thị, vừa hay góp một phần sức lực ủng hộ điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp. Tề Đông Lai nhìn thấy vẻ mặt Hạ Tưởng vẫn như trước đây không vội vàng không hấp tấp. Vừa nói vừa cười với Tề Á Nam, nhìn không ra được có thay đổi gì, trong lòng ông càng kiên định quyết tâm cho Tề Á Nam theo sát Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thắng không kiêu bại không nản, là một người làm đại sự. Tề Thị sớm muộn gì cũng phải giao vào tay Tề Á Nam, mặc dù Tề Á Nam thông qua Hạ Tưởng giới thiệu quen biết được con trai chủ tịch tỉnh Phạm Tranh, nhưng so ra, Tề Đông Lai lại cho rằng Hạ Tưởng càng có triển vọng hơn, càng có ảnh hưởng hơn so với Phạm Tranh. Sau sự việc rau quả tươi ngâm Mậu Thịnh lần trước, Tề Đông Lai cũng đồng ý cách nói Tề Á Nam, coi như mấy triệu tệ đóng hụi chết, kết giao được với con trai chủ tịch tỉnh đồng thời trả lại một ân tình cho Hạ Tưởng, một công đôi việc, mấy triệu đó cũng đáng. Hạ Tưởng đã giúp tập đoàn Tề Thị nhiều lần, chưa từng chia tay một lần, dù là trực tiếp đưa hắn mấy triệu cũng là điều nên làm. Chỉ có điều khiến Tề Đông Lai tuyệt nhiên không ngờ chính là... Không lâu sau khi tin tức tái cơ cấu nhà máy rau quả tươi ngâm Mậu Thịnh truyền đến, sản lượng tiêu thụ kinh người, trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, nguồn tiêu thụ mở rộng hơn gấp 3 lần. Mấy triệu tệ đầu tư hiện tại chỉ tính chia hoa hồng đã đạt tới trên con số triệu, cứ theo đà này, không tới một năm, toàn bộ vốn đầu tư có thể thu về. Đến tận lúc này Tề Đông Lai mới hiểu được, Hạ Tưởng cũng không phải giơ tay đòi tiền Tề Thị, mà là cho tiền vào túi Tề Thị. Chẳng những tặng tiền, còn tặng ân tình. Khiến cho Tề Thị mượn cơ hội bắc cầu với chủ tịch tỉnh Phạm. Tề Đông Lai bình sinh gặp qua vô số cán bộ tham ô, giờ này đúng là lần đầu tiên phải cảm động vì kế sách tài tình của Hạ Tưởng, cũng vì hắn không tham không cần. Mặc dù ông cũng biết Hạ Tưởng trợ giúp Tề Thị khẳng định cũng có mục đích riêng của hắn, không phải một lòng không vụ lợi. Nhưng ít ra Hạ Tưởng không có lộ ra ý nghĩ bản thân thu lợi, khiến cho Tề Đông Lai vô cùng kính nể nhân phẩm Hạ Tưởng. Kỳ thật nhân phẩm trong giới quan viên gần như tuyệt chủng. Nhưng trên người một cán bộ tuổi trẻ cấp cục, lại cho Tề Đông Lai gặp được thật khiến người như thấy được ánh sáng. Bởi vậy,
hôm nay Tề Đông Lai nói thế nào cũng muốn gặp Hạ Tưởng một lần, đối mặt bày tỏ sự cảm tạ và ngưỡng mộ với hắn. Hạ Tưởng cũng không rõ tâm tư của Tề Đông Lai, hắn trợ giúp tập đoàn Tề Thị, cũng không có mục đích lớn, chỉ là cảm thấy Tề Á Nam có thể kết giao, về sau có thêm người bạn cũng là chuyện tốt. Chuyện giơ tay hiệp trợ, giúp được thì tận lực giúp đỡ, về phần vớt phát ưu đãi gì đó từ Tề Thị, hắn thật không có nghĩ tới. Đừng nói là Tề Thị, Hạ Tưởng khi có trợ giúp cho bất cứ một tập đoàn và công ty nào, chưa bao giờ nghĩ tới từ trong đó phải đạt được lợi ích thực tế gì. Một là Hạ Tưởng không thiếu tiền, không ham muốn một chút tiền tài và lễ vật của người khác. Hai là hắn trước sau cảm thấy chính mình thân là cán bộ chính phủ, bản thân nên sử dụng toàn bộ tài nguyên trong tay, vì hạnh phúc nhân dân và phát triển xí nghiệp, cống hiến một phần lực lượng của mình, đều là công việc, công tác trong phạm vi chức trách, đạo lý là thế. Hơn nữa trợ giúp người khác cũng tương đương như trợ giúp chính mình, Tề Thị đầu tư thành phố Bảo, vừa vì Tào Vĩnh Quốc gia tăng chiến tích, lại khiến Phạm Tranh có thể kiếm tiền, khiến Phạm Duệ Hằng yên tâm, khiến Tề Thị cũng có lợi nhiều. Ý nghĩ ban đầu, đồng thời vì phát triển quy mô hóa nhà máy rau quả tươi ngâm Mậu Thịnh là chuyện tốt, cớ sao không làm. Đối với sự khách khí của Tề Đông Lai, Hạ Tưởng vốn không có nghĩ nhiều. Tề Đông Lai lăn lộn trong giới kinh doanh mười mấy năm, tuổi không còn trẻ, Hạ Tưởng xem ông như bề trên. Đến khi Tề Đông Lai ám chỉ với Tề Á Nam phải cảm tạ hắn, hắn mới ý thức được, Tề Đông Lai là muốn tặng lễ cho hắn. Tề Đông Lai rất nhiệt tình nói. Đúng là nhờ có sự giúp đỡ của trưởng phòng Hạ, Tề Thị mới phát triển càng ngày càng lớn, trung tâm sông hơi, rau quả tươi ngâm Mậu Thịnh, v.v. khiến bước tiến Tề Thị càng thêm vững vàng. Là người được lợi, không biết điều với trưởng phòng Hạ thì có vẻ chúng tôi không biết cách làm người. Tề Đông Lai đưa ra ánh mắt ám chỉ, Tề Á Nam liền giơ tay đưa ra một cái cát, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Hạ Tưởng, cười nói. Một chút chút lòng thành, không nói hết được. Hạ Tưởng cười tủm tỉm cầm cát trong tay, là một thẻ tiết kiệm của ngân hàng xây dựng, rất có hứng thú hỏi. Bao nhiêu tiền? Tề Á Nam thấy Hạ Tưởng quan tâm số tiền, nghĩ rằng hắn có ý nhận lấy, trong lòng vui vẻ, giơ một ngón tay, nói. Là một con số. Mật mã là 6 số cuối của di động của anh. Con số nhiều hay ít, 90 ngàn hay cả triệu. Hạ Tưởng cũng không thèm đoán, càng không hỏi tới, mà lại nhẹ nhàng đặt thẻ xuống, không nói nhận, cũng không nói trả lại, mà chỉ nói với Tề Đông Lai. Chú Tề, có món sở trường nào ngon ngon, cho lên vài đĩa, cháu thật là có chút đói bụng, ngoài ra kêu thêm chai rượu. Tề Đông Lai cũng nghĩ rằng Hạ Tưởng sẽ nhận lấy, vội cao hứng nói. Không thành vấn đề, lập tức cho lên món ăn đặc sắc sở trường nhất, rượu cũng có nhiều loại, muốn uống gì? Cho một bình rượu quê hương nếm thử, rượu tương đài có không? Hạ Tưởng cười hỏi. Rượu tương đài. Tề Đông Lai mặt có chút khó coi. Đẳng cấp hơi thấp, trong khách sạn hẳn là không có, phải cho người ra ngoài mua mới được. Khách sạn Yến Kinh hiện tại là 4 sao, rượu tương đài trước kia ít nhất cũng 1-200 tệ một chai. Hiện tại thấp hơn vài tệ thậm chí chỉ hơn 10 tệ một chai, đối với Yến Kinh mà nói quả thật không đáng được dùng tới. Hạ Tưởng gật đầu. Vậy làm cho người đi mua một chai cũng được. Tề Đông Lai đối với rượu tương đài cũng có ấn tượng, nên hiếu kỳ hỏi. Tiểu Hạ thích uống rượu tương đài. Kỳ thật rượu tương đài cũng không tệ, công nghệ sản xuất rất ưu tú. Vị rượu thuần khiết, dư vị ngọt ngào, trong rượu trắng cấp thấp là loại tốt, chỉ là không có tiếng, trước kia còn được. Khi danh tiếng rượu tương đài còn nổi danh, bán chạy toàn quốc. Hiện tại trên cơ bản chỉ còn là một xí nghiệp địa phương, ngoại trừ tại thành phố Đan Thành còn chút tên tuổi, ngoài tiêu thụ tại một số vùng phụ cận thành phố Đan Thành ra, trên cơ bản người uống rượu bây giờ, đều đã quên rượu tương đài.